không khí ẩm thấp, không gian mờ mờ. Trong hầm ngầm mờ mờ, cánh cửa sắt mở rộng, một thi thể cứng đơ nằm co quắp ở góc tường, mái tóc bù xù che kín gương mặt khiến người ta không thể nhìn thấy gương mặt và dung mạo của người phụ nữ. Quần áo đen xì, bốc lên một mùi tanh tưởi rất khó chịu, rõ ràng đã rất lâu rồi người phụ nữ này không tắm rửa, thay quần áo. Ở vị trí người phụ nữ nằm, có một vết máu to. Vì thời gian đã lâu nên vết máu đã khô cong, biến thành một mảng màu đỏ. Không cần bắt mạch cũng biết người phụ nữ chết đã lâu. Trong khoảng thời gian vừa qua có xảy ra điều gì bất thường không? Tần Lạc hỏi. Không, Bulit trả lời, không ăn, không uống, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người ở đó. Tần Lạc đứng thừa người trong giây lát sau đó hắn nói với Bulit đứng đối diện, hã mang đi chôn đi. Dạ, Bulit trả lời. Tần Lạc đi ra khỏi phòng giam. Khi hắn chuẩn bị ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông ở buồng giam bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông nhìn Tần Lạc đầy vẻ chờ mong, ông ta muốn nói gì đó nhưng cổ họng không sao phát ra âm thanh, giống như ông ta đã bị người ta cắt lưỡi, trở thành người câm điếc. Tần Lạc đứng lại, ngồi xổm nhìn Lâm Hách Huy, nói, ông có muốn nhìn cô ta một chút không? Lâm Hách Huy gật đầu, hai mắt đỏ hoe, trong hốc mắt ngập nước mắt. Nói thật vào lúc này Tần Lạc không có phản cảm với Lâm Hách Huy, thậm chí hắn còn vui mừng khi nhìn thấy cảnh đó. Cho dù Tôn Lệ đã từng làm biết bao điều ác nhưng cô ta đã từng là người phụ nữ ông ta yêu mến, chung chăn gối. Bây giờ cô ta chết, nếu như ông ta làm như không nghe, không nhìn thấy, hoàn toàn không một biểu hiện bi thương, Tần Lạc sẽ cảm thấy người đàn ông này không còn nhân tính. Tôi cho ông cơ hội, Tần Lạc nói. Tần Lạc nói với Bulit ở sau lưng, hãy đưa ông ta tới đó. Bulit lặng lẽ lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt, đẩy cánh cửa sang một bên. Lâm Hách Huy quỳ rạp dưới đất, dập đầu rất sâu với Tần Lạc sau đó chống hai tay bỏ đi ra ngoài. Khi ông ta và Tôn Lệ xung đột với nhau, Tôn Lệ không chỉ cắn đứt một bên tai ông ta mà còn cắn khắp mặt, người, thậm chí đầu gối ông ta cũng bị người đàn bà điên đó cắn. Bất kỳ chỗ nào có thể cho miệng vào cắn, cô ta đều không bỏ qua. Mặc dù Tần Lạc đã cho Bulit băng bó cho Lâm Hách Huy nhưng điều kiện chữa chạy ở nơi này rất kém nên ông ta bình phục rất chậm chạp. Lâm Hách Huy cố gắng bò như một con giun, bò ra khỏi phòng giam của mình, bò tới bên cạnh Tôn Lệ, bàn tay ông ta nhẹ nhàng vuốt ve người Tôn Lệ, mái tóc, sau đó ông ta ôm chặt người cô ta, đau đớn khóc nấc lên. Tiếng khóc ỉ ôi, nghe mà đau lòng, chỉ muốn rớt nước mắt. Tần Lạc thầm thở dài, tâm trạng hắn cực kỳ nặng nề. Cho dù Lâm Hách Huy có gây ra chuyện khốn nạn tới mức nào đi nữa, ông ta vẫn là cha của Lâm Hoán Khê. Nếu như Tần Lạc hắn thật sự muốn giết chết ông ta, hắn không thể ra tay được. Nếu như hắn giết chết Lâm Hách Huy, hắn không biết phải ăn nói thế nào với Lâm Hoán Khê. Thế nhưng nếu như hắn thả Lâm Hách Huy, hắn cảm thấy ông ta chính là người sẽ gây phiền toái cho hắn. Hắn hoàn toàn không biết sau này Lâm Hách Huy sẽ mang tới những phiền phức gì cho hắn. Cho dù thế nào đi nữa Tần Lạc tuyệt đối không cho ông ta cơ hội cắn trả. Bây giờ Tôn Lệ đã chết. Tần Lạc cực kỳ đau đớn khi nghĩ tới chuyện xử trí Lâm Hách Huy. Thế nhưng vẫn tiếp tục nhốt ông ta ở nơi này thì Tần Lạc thấy không đành lòng nhưng lại không thể thả người. Đột nhiên Tần Lạc đi nhanh vào trong buồng giam, vung tay đánh một chưởng vào cổ Lâm Hách Huy. Lâm Hách Huy kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu trong lúc đó khóe miệng ông ta rỉ máu tươi. Tần Lạc mở miệng Lâm Hách Huy, hắn nhìn thấy ông ta đã cắn rách đầu lưỡi nhưng chưa đứt, lúc này hắn mới yên tâm. Tần Lạc nói với Bulit. Hãy mang hộ hòm thuốc vào đây cho tôi. Khi Lâm Hách Huy tỉnh lại, ông ta đang nằm trong cảnh ấm áp, ánh sáng rực rỡ. Cả người ông ta êm ái, giống như được bao quanh bởi đệm bông vậy. Lâm Hách Huy thầm ao ước vĩnh viễn không tỉnh lại. Bạn vĩnh viễn không bao giờ hiểu được khát vọng của con người với ánh sáng mặt trời. Không còn cảnh hầm ngầm tăm tối, bóng đêm tăm tối khiến con người ta rơi vào tình cảnh tuyệt vọng tới mức phát điên. Lâm Hách Huy không thể nhớ rõ đã bao nhiêu ngày mình không nhìn thấy ánh nắng mặt trời vì chính ông ta cũng không biết mình đã bị giam giữ bao nhiêu ngày rồi. Mình đã chết rồi hả? Lâm Hách Huy thầm nghĩ, nếu như sau khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chết cũng không muộn. Ông không chết, một người nào đó lên tiếng. Lâm Hách Huy mở mắt, nhìn thấy một thanh niên trẻ ngồi bên cạnh mình. Một người cực kỳ quen thuộc, cũng cực kỳ xa lạ. Một người đàn ông mang lại cảm giác vô cùng thân thiết nhưng cũng rất sợ hãi. Đúng vậy, sau khi nhìn thấy con người này, Lâm Hách Huy biết mình chưa chết bởi vì con người kia chưa chết. Ngủ có ngon không? Tần Lạc cười hỏi. Cậu, khi Lâm Hách Huy mới thốt ra từ này,
ông ta cảm thấy đầu lưỡi mình rất đau nhưng cơn đau này hoàn toàn không còn ý nghĩa với ông ta. Tại sao cậu lại cứu tôi? Tại sao tôi không thể cứu ông? Tần Lạc hỏi ngược lại, tôi có thể để cho ông chết sao? Lâm Hách Huy trầm tư, ông ta không nghĩ Tần Lạc lại trả lời ông ta như vậy. Chẳng lẽ cái chết cũng không cần được người ta đồng ý hay sao? Lâm Hách Huy không ngờ người con gái quật cường của mình lại tìm được người đàn ông như hắn. Tôi không cho ông chết, ông chỉ còn cách phải sống. Tần Lạc ngang ngược nói. Tôi nghĩ rằng cậu chỉ muốn tôi chết. Thật ra Lâm Hách Huy tự hiểu, cậu không giết tôi là bởi vì cậu không biết sau này phải đối mặt với Hoán Khê như thế nào. Quả thật ông cũng không ngu, Tần Lạc châm chọc, thế nhưng tất cả sự thông minh của ông chỉ dùng để đối phó với cha và con gái của mình. Người đàn ông như ông đúng là có một không hai. Lâm Hách Huy thờ ơ trước câu nói ác độc của Tần Lạc, ánh mắt thất thần nhìn bầu trời cao, nói, tôi chết cũng không có gì đáng tiếc, cuộc sống không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Những gì có thể nói tôi đều đã nói hết, không còn gì che giấu nữa. Hãy để cho tôi đi theo cô ấy. Cả một nhóm đều đi hết rồi, rất cô đơn. Ông không hận cô ta, Tần Lạc hỏi. Không hận, Lâm Hách Huy nói, hẳn cô ấy phải hận tôi mới đúng. Từ khi lấy tôi, vẫn luôn bọn người ta xem thường. Là vợ của người Lâm gia nhưng chưa từng bước qua cánh cửa nhà Lâm gia. Cô ấy không một câu oán hận vì đã đi theo tôi, sinh con cho tôi. Tôi có tư cách gì mà hận cô ấy? Muốn hận thì phải là cô ấy hận tôi. Nếu đã sớm biết như thế, trước đây cần gì? Tần Lạc thở dài, người đáng thương tất có điều đáng hận. Với năng lực của Lâm Hách Huy và uy tín của Lâm Thanh Nguyên, Lâm lão gia trong giới y học Trung Quốc, Lâm Hách Huy muốn làm nên sự nghiệp ở Trung Quốc, có thể nói là chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng ông ta đã làm những chuyện gì? Vì tiền mà đoạn tuyệt tình cảm cha con, vì tiền mà mang ảnh của vợ cũ tới uy hiếp con rể. Tần Lạc có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện đầu tiên nhưng hành động sau này của ông ta có khác cầm thú không? Con người đầy nghiệp chướng không thể chuộc tội, chỉ có chết mới giải quyết được. Lâm Hách Huy nói, hãy nể mặt Hoán Khê mà thành toàn cho tôi đi. Tần Lạc cười hỏi, có phải ông cảm thấy cuộc sống rất đau khổ? Cuộc sống không còn gì luyến tiếc, chỉ mong được chết. Vậy ông sẽ sống không bằng chết, Tần Lạc nói, ông chết rồi sẽ không có người tới trả nợ. Tần Lạc vung tay tát Lâm Hách Huy, cười nhạt nói, ông muốn chết thì chết sao? Ông không chịu đựng được thì có thể chết sao? Không phải như vậy quá dễ dàng cho ông sao? Hoán Khê thì sao hả? Cô ấy đã phải chịu biết bao tổn thương, sao không chết được? Ông nội thì sao? Ông đã sinh ra một người con như ông, sao ông không chết được? Ông từng đao cắt thịt bọn họ, bây giờ tôi mới chỉ cắt một đao trên người ông đã cảm thấy đau đớn sao? Ông không chịu được sao? Da thịt của ông quý giá hơn của người khác sao? Hai mắt Lâm Hách Huy nhìn Tần Lạc chằm chằm, không nhúc nhích. Tần Lạc không chịu yếu thế, hai mắt hắn cũng trợn trừng nhìn Lâm Hách Huy, hai bên rơi vào tình trạng giằng co khá lâu. Nếu như tôi muốn chết, cậu không thể ngăn cả, Lâm Hách Huy nói. Ngăn cản, Tần Lạc cười nói, tại sao tôi phải ngăn cản ông? Cậu, Lâm Hách Huy nổi giận, mới rồi hắn còn không cho mình chết, bây giờ lại thản nhiên nói không thèm ngăn cản. Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì? Tôi chỉ khuyên ông cho phải phép thôi. Nhìn thấy cái nhìn nghi ngờ của Lâm Hách Huy, Tần Lạc nhún vai thờ ơ nói, làm vậy tôi sẽ không áy náy với Hoán Khê. Dù gì tôi cũng đã cố hết sức, nếu như ông nhất định phải chết, tôi cũng không thể ngăn cản, đúng không? Tần Lạc nhìn Lâm Hách Huy nói, còn một vấn đề mang tính kỹ thuật, ông phải chú ý một chút. Lần sau ông muốn cắn lưỡi tự tử, ông chỉ cần cắn nứt nửa trước là được, đơn giản thuận tiện. Nửa sau lưỡi dày hơn, kỹ thuật cắn cần cao hơn. Ông muốn lúc nào cắn thì cứ cắn, không cần lo lắng người khác sẽ ngăn cản ông. Tôi sẽ nói cho bọn họ giả vờ không nhìn thấy, chờ sau khi ông chết thì vào nhặt xác ông. Tần Lạc quay người đi ra ngoài, nói với Bulit, nếu như ông ta vẫn còn chưa nghĩ ra chết là không tốt thì 3 ngày dẫn ông ta ra tắm nắng một lần. Được, Bulit trả lời. Tần Lạc đi nhanh ra khỏi cửa, Giê-xu cười nói, Tần, anh là người tốt. Thật vậy sao? Tần Lạc sờ mặt mình. Anh nói xem, nếu như bảo ông ta viết một lá thư cho người vợ trước, cô ta có trả lời không? Giê-xu cười gượng nói, tôi thu hồi câu nói vừa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1200, chị Tô Tử cắt móng tay. Tạm thời Lâm Hách Huy không thể chết, ít nhất không thể chết trong tay mình. Đây chính là suy nghĩ chân thật của Tần Lạc.
Tần Lạc không có bất kỳ tình cảm nào với Lâm Hách Huy nhưng hắn thật sự rất yêu thương Lâm Hoán Khê. Người đàn ông của mình giết chết cha ruột mình, mặc dù người cha đó chỉ là hạng cầm thú, vậy người đàn ông của mình là hạng người nào? Còn nữa, Tần Lạc cũng nghi ngờ cả mẹ của Lâm Hoán Khê. Vốn chuyện này không liên quan tới bà nhưng tại sao vào thời điểm quan trọng nhất, bà lại nhảy ra đâm Lâm Hoán Khê một dao? Rốt cuộc mục đích của bà ta là gì? Vì hận thù Lâm Hách Huy vứt bỏ vợ con khiến mối thù này trút lên đầu Lâm Hoán Khê. Điều càng khiến Tần Lạc kinh hãi hơn là hắn đã bí mật cử người tới nước Mỹ điều tra tung tích Lâm Tử nhưng kết quả cuối cùng, không điều tra ra người có tên Lâm Tử. Không điều tra ra tung tích. Chẳng lẽ bà đã mất tích một cách thần bí hay bà đã chết? Nếu như nói như bà đã chết, ai là người đã phát thông báo trên Inte chứng minh thân phận của mình? Ai đã mượn danh nghĩa của bà để gây chuyện? Vấn đề này thật sự như một cái động không đáy, có lẽ cần phải tìm hiểu trên người Lâm Hách Huy. Mỗi người đều có giá trị lợi dụng, cho dù là người sống hay người chết, cho dù đó chỉ là một thi thể. Đương nhiên giá trị nằm ở trong tay người sai khiến. Tần Lạc không phải là người đặt lợi ích lên trên hết, hắn còn là người biết lợi hại rõ ràng. Hắn biết chuyện gì bản thân mình có thể làm, chuyện gì không thể làm, chính vì vậy mới có nhiều người ủng hộ hắn, đi theo hắn. Hắn muốn trở thành một nhất đại danh y lưu danh muôn thuở như Lý Thời Chân, Trương Trọng Cảnh chứ không phải một thầy thuốc để lại tiếng xấu muôn đời. Anh có nghĩ bà ấy sẽ trả lời không? Giê-xu biết chuyện Lâm Tử. Chính Giê-xu đã tìm người tới nước Mỹ điều tra tin tức của Lâm Tử. Tóm lại phải thử một lần. Tần Lạc cười nói, chúng ta còn cách lựa chọn nào khác không? Giê-xu nhếch mép cười nói, sát thủ không bao giờ mạo hiểm. Nhưng bây giờ anh là một thầy tu. Tần Lạc nói. Bây giờ cần đi đâu? Giê-xu hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy lúc này tạm thời không nên đi gặp ba cô gái nữa. Cho dù lần trước hắn giả bộ ngủ, dối trá để vượt qua cuộc kiểm tra nhưng tóm lại hắn vẫn cảm thấy xấu hổ. Hắn thật sự không thể phóng túng về thể xác và suy nghĩ như Giê-xu. Tần Lạc hắn còn có nhiều bạn gái nhiều hơn Giê-xu rất nhiều nhưng hắn không thích kiểu tình yêu mì ăn liền này. Hắn không thể làm chuyện tự do, bạc tình bạc nghĩa với bọn họ. Về nhà, Tần Lạc nói. Từ khi Tần Lạc quyết định dùng lời thoại của phim Tom và Jerry làm phương tiện giáo dục vỡ lòng cho Gabo, tâm trạng của hắn chủ yếu tập trung vào chuyện này. Sự thành bại của việc giáo dục vỡ lòng nằm ở chỗ có cải thiện và tìm được điểm đột phá tình trạng tự phong bế của Gabo hay không nên Tần Lạc không thể không coi trọng chuyện này. Hơn nữa Tần Lạc không thể không coi trọng vì còn có cô bé Bối Bối ở bên liên tục thúc giục. Cô bé là người chứng kiến và tham gia trực tiếp vào chuyện này, thậm chí lòng nhiệt tình còn hơn cả Tần Lạc. Hàng ngày khi thấy Tần Lạc quay về nhà, câu nói đầu tiên của Bối Bối là, cha, con đi cho Gabo xem Tom và Jerry. Bối Bối cảm giác bản thân mình rất thành công khi cô bé có thể giới thiệu thứ mà mình yêu thích nhất cho người bạn đồng trang lứa. Đúng vậy, trong mắt Bối Bối, Gabo chỉ là người bạn đồng trang lứa, hơn nữa cô bé còn thích lên mặt chỉ dạy cho Gabo trong khi cả hai đang xem Tom và Jerry. Bối Bối liên tục giải thích nội dung, kịch tính sẽ xảy ra tiếp theo. Tần Lạc cũng không biết Gabo có nghe hiểu được hay không nhưng dù gì dáng vẻ nàng lắng nghe rất chăm chú, điều này càng kích thích biểu hiện của Bối Bối. Trên thế giới này còn có người nào xem chăm chú, tận tâm hơn so với Gabo không? Con mèo này rất ngu ngốc, lát nữa nó sẽ đánh đổ bát đĩa trong chạn. Con chuột rất thông minh nên con mèo không bắt được nó. Hai đứa trẻ và một con mèo đen cùng ngồi dưới đất xem Tom và Jerry. Gabo vẫn ngồi im không nhúc nhích như trước, hai mắt chăm chú nhìn màn hình TV. Bối Bối ngồi bên cạnh vừa xem vừa lẩm bẩm giống như một người ghét cay ghét đắng làm gì đó. Con mèo đen Gabo mang tới từ Thụy Điển cũng ngồi trên thảm sàn nhà, ánh mắt mở to nhìn nữ chủ nhân rồi lại liếc nhìn con mèo to béo trong TV, ánh mắt có vẻ rất ngơ ngác. Tần Lạc và Tô Tử ngồi bên cạnh uống trà nhìn hai người Bối Bối, Gabo ngồi xổm trước màn hình TV, trong lòng cả hai đều xuất hiện một cảm giác ấm áp, vui vẻ. Bối Bối là một giáo viên rất tốt, Tô Tử cười nói. Nguyện vọng của con bé là trở thành trung y. Tần Lạc cười nói, mấy hôm trước anh đã cho Bối Bối học thang đầu ca, con bé đã học thuộc tất cả. Bối Bối rất thông minh, anh hãy chỉ dạy con bé cho tốt, không thể để con bé đi lầm đường. Tô Tử nói, nhất định trung y phải hướng ra thế giới. Con gái học trung y vạn sự khởi đầu nan còn hơn nhiều lần. Chúng ta phải bồi dưỡng ra nhiều nhân tài để dẫn dắt cơn thủy triều này. Sự tồn tại của Bồ Tát Môn chính là phục vụ cho sự nghiệp này nhưng năng lực của chúng ta cũng có hạn. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, anh giao Bối Bối cho em.
em dạy con bé, được không? Tô Tử cười dịu dàng nhìn Tần Lạc nói, có anh là một sư phụ giỏi như này, cần gì phải bắt con bé bỏ gần cầu xa? Y thuật của em không vượt qua được anh. Tần Lạc lắc đầu nói, thứ nhất anh không có thời gian, cả ngày anh chỉ chạy loanh quanh bên ngoài, rất khó dạy con bé theo hệ thống. Thứ hai y thuật của anh rất phức tạp, không thích hợp cho truyền dạy cơ bản ban đầu. Bồ Tát môn vốn do phụ nữ thành lập, y thuật phần lớn dùng cho phụ nữ. Hơn nữa môn phái đã tồn tại cả ngàn năm, tàng trữ lượng tri thức uyên bác, phong phú. Anh thật không dám nói y thuật của mình có thể thắng được bọn em. Tô Tử cười nhìn Tần Lạc nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh là người rất hăng hái, một mình độc chiến nhị môn nhất phái bọn em. Tại sao bây giờ anh lại trở nên khiêm tốn như vậy? Biển y học vô bờ bến, càng học càng có cảm giác hiểu biết của mình rất nông cạn, đặc biệt là sau khi đọc xong sách y học của Bồ Tát Môn ở Tàng Khố Điển, anh mới biết những gì mình biết quá nhỏ bé. Đáng tiếc bây giờ tình hình quá phức tạp, không thể giống như trước đây, có mấy năm tập trung đọc sách tăng cường kiến thức của mình. Đợi sau này khi Trung Y đi vào quỹ đạo, anh sẽ đóng cửa đọc sách. Tô Tử gật đầu nói, em biết anh có quá nhiều việc phải làm. Thế nhưng hiện tại anh mới chỉ là người tiếp nhận, hấp thu, còn chưa chính thức viết sách lập ngôn, cũng không thể lập một trường phái riêng, còn một khoảng cách khá xa so với một đại danh y, anh còn phải cố gắng nhiều. Thời gian quá cấp bách, Tần Lạc thở dài nói, cũng may còn có bọn em hỗ trợ anh. Tô Tử cười nói, em và Cốc môn chủ của Chính Khí môn, Âu Dương phái chủ của Quỷ Y phái đã bàn bạc, chuẩn bị phái những đệ tử ưu tú xuống núi, chân của em cũng gần bình phục, chuẩn bị đi đây đó, tăng cường hiểu biết và kiến thức cho mình. Tần Lạc nhìn chân Tô Tử, lòng ngổn ngang trăm mối, hắn nói, ban đầu khi tính mạng như treo sợi tóc, có người nói với anh phải tìm kiếm một người thuần âm, anh còn cảm thấy miệng người này toàn gạt người. Thế gian nào có chuyện kỳ diệu như vậy, thế nhưng đích thực có chuyện như vậy, có một người như em. Không ngờ, anh lại gặp được em. Ánh mắt Tô Tử dịu dàng, ngập tràn tình cảm, nắm tay Tần Lạc nói, đúng vậy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm giác rất thân thiết, giống như kiếp trước đã quen biết nhau. Đúng là trời cao an bài. Tô Tử nhìn hai chân mình nói, trước kia hàng ngày, em đều tự than thân trách phận, oán trách ông trời cay nghiệt với mình. Thậm chí rất nhiều lần em còn cảm thấy mang đôi chân tàn phế này sống qua ngày thật sự rất vướng víu, sống không bằng chết. Sau này em mới hiểu, đó chính là khảo nghiệm. Tô Tử nắm chặt bàn tay Tần Lạc nói, rất tốt, chúng ta cùng vượt qua khảo nghiệm. Anh đợi được em tới, em cũng đợi được tới khi anh tới. Tần Lạc nghe mà xúc động, hắn cũng nắm chặt bàn tay Tô Tử. Hai người nồng nàn nhìn nhau, thời gian dường như ngừng trôi. Bối Bối vẫn đang chăm chú xem phim đột nhiên không nghe thấy tiếng nói của Tần Lạc, cô bé tưởng Tần Lạc lại lặng lẽ bỏ đi. Bối Bối quay đầu, nhìn thấy Tần Lạc và chị Tô Tử đang nắm tay nhau vì vậy tò mò đi tới gần hỏi, chị Tô Tử, sao chị lại nắm tay cha? Hả, Tô Tử bừng tỉnh, sắc mặt đỏ ửng, nàng nhìn Bối Bối nói, chị là chị. Chị Tô Tử cắt móng tay cho cha, Tần Lạc nói. Tần Lạc hiểu Lâm Hoán Khê biết sự tồn tại của Tô Tử nên hắn mới yên tâm dẫn Bối Bối tới gặp Tô Tử. Thế nhưng hắn không thể giải thích mối quan hệ của mình với Tô Tử cho Bối Bối nghe. Nếu như Bối Bối hỏi hắn xem mình phải gọi Tô Tử là gì, hắn sẽ trả lời thế nào đây? Thì ra là như vậy. Bối Bối nghiêm túc gật đầu, ánh mắt cô bé nhìn ngón tay Tần Lạc rồi hỏi, vậy tại sao móng tay của cha vẫn chưa cắt? Bởi vì chị Tô Tử không tìm thấy cái cắt móng tay. Tần Lạc nghiêm trang nói. Trong lòng hắn đang thầm coi thường chính bản thân mình. Sao mình lại đi lừa gạt một đứa trẻ con? Hành vi này là tội. Con có, Bối Bối nói. Sau đó cô bé chạy tới mở ba lô của mình, lấy ra một cái cắt móng tay nhỏ có hình con ếch trên mặt, đi tới đưa cho Tô Tử, nói, chị Tô Tử, chị dùng cắt móng tay của em để cắt móng tay cho cha. Tô Tử dở khóc dở cười, nàng không thể làm gì khác hơn là nhận cái cắt móng tay của Bối Bối, cắt hộ móng tay cho Tần Lạc. Ngay khi chưa cắt xong một móng tay, chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên. Tần Lạc nhìn số điện thoại trên màn hình, do dự một lát không biết có nên nhận cuộc gọi hay không. Chương 1201, Mễ Tử An nhập viện. Cha, tại sao cha không nghe điện thoại? Sau khi Bối Bối cho Tô Tử mượn cắt móng tay, cô bé vẫn đứng cạnh để học hỏi. Khi nhìn thấy chuông điện thoại di động của hắn vang lên nhưng Tần Lạc chỉ nắm trong tay, không có ý định tiếp nhận, cô bé sốt ruột lên tiếng thúc giục. Nhận, Tần Lạc cười, ấn nút nghe, hỏi, xin chào. Tần Lạc, em là Tư Tuyền. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói hối hoảng của một người phụ nữ.
anh mau tới bệnh viện, Tử An xảy ra chuyện. Bệnh viện, Tử An xảy ra chuyện, Tần Lạc kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Anh hãy tới nhanh lên, bệnh viện số 1, phòng bệnh số 1106. Ở đây có rất nhiều người, nói chuyện qua điện thoại không tiện. Trần Tư Tuyền nói, lúc này Tần Lạc không quan tâm tới việc Tô Tử đang cắt móng tay của mình nữa, hắn đứng dậy, nói với bối bối, con hãy ở tạm chơi với chị Tô Tử và Gabo. Lát nữ cha sẽ quay về đón con. Chỉ còn cách đó thôi. Bối bối chìa bàn tay nhỏ bé, nói vẻ rất bất đắc dĩ. Bối bối là người rất dễ bị thuyết phục nhưng Gabo, người vẫn đang dán chặt mắt vào màn hình TV cũng không có ý định buông tha. Khi Gabo nhận ra Tần Lạc phải đi ra ngoài, nàng cũng hô to, rồi đứng dậy, chạy tới ôm chặt lưng Tần Lạc không chịu buông. Tần Tần, có thể dùng lời khuyên bảo bối bối, lấy lợi mà dụ thế nhưng cho tới tận bây giờ Tần Lạc vẫn chưa tìm ra cách ứng phó hữu hiệu với Gabo. Hắn nói, nàng không hiểu, hắn hứa với nàng điều gì đó, nàng nghe có hiểu đó là gì không? Điều duy nhất là massage cho nàng ngủ. Thế nhưng làm như vậy thường gây ra tổn hại với cơ thể con người. Tần Lạc không muốn thay đổi quy luật tự nhiên của con người. Tần Lạc đứng lại, dịu dàng vuốt ve Gabo, mỉm cười nói, Gabo, tôi phải ra ngoài xử lý mấy chuyện. Cô ở lại xem tivi, được không? Tần Tần, mèo mèo. Gabo gọi tên Tần Lạc, vừa quay đầu chỉ vào màn hình tivi, dáng vẻ rất nôn nóng. Tần Lạc thầm vui mừng, hắn biết đây chính là cách biểu đạt ngôn ngữ của Gabo. Mặc dù hình thức biểu đạt này còn rất mơ hồ nhưng không phải đó là tiến bộ sao? Chỉ cần cho bọn hắn một khoảng thời gian nữa, hắn nhất định có thể giới thiệu với công chúng Thụy Điển công chúa Gabo đáng yêu, hoạt bát biết nói tiếng Trung Quốc, không cần nghĩ cũng biết dân chúng Thụy Điển sẽ nghĩ thế nào. Cô muốn xem, Tom và Jerry, với tôi, đúng không? Tần Lạc cười nói, hãy để bối bối xem cùng cô, được không? Bối bối còn có thể kể chuyện cho cô nghe. Bối bối, con tới xem cùng với Gabo, được không? Hừ, con không muốn xem cùng với chị ấy. Bối bối hừ một tiếng nói. Cô bé rất không hài lòng với thái độ dính như Sam của Gabo với Tần Lạc. Cha là của mình, chỉ mình mới có thể làm nũng kiểu đó. Sao chị ấy cũng làm vậy? Đúng vậy, tiểu thư bối bối đang ghen tị. Bối bối, mau đi. Tần Lạc vã mồ hôi chán. Nói chuyện với trẻ con là việc hao tổn sức lực nhất trên đời này. Trong lúc vội vàng hắn còn phải đối phó với hai người một lúc. Bối bối không trả lời. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn của mình, tức giận nhìn Gabo. Tô Tử tươi cười đi tới bên bối bối, thì thào vào tai bối bối. Gương mặt bối bối rạng ngời như xua tan đám mây, cô bé cười tít mắt, nói, thật vậy sao? Chị Tô Tử, chị rất tốt. Bối bối ôm Tô Tử hôn hai cái rồi cô bé thản nhiên đi tới trước mặt Tần Lạc nói, coi như nể mặt chị Tô Tử, con giúp cha chiếu cố cho đứa trẻ kia. Thế nhưng cha cần phải nhanh chóng quay về đó. Tần Lạc rất vất vả mới thoát thân được. Sau đó hắn lập tức bảo Giê-xu lái xe tới bệnh viện số 1 ở Yến Kinh. Ngay khi tới cổng bệnh viện, Tần Lạc phát hiện ra tình hình không ổn bởi vì ở trong bệnh viện, trong đại sảnh có khá nhiều phóng viên đang cầm máy ghi âm, máy ảnh, có người còn mang theo cả máy quay phim, đang đứng truyền trực tiếp ngay trước cổng bệnh viện. Thật đáng chết, Tần Lạc mắng thầm, đám phóng viên đã biết, chuyện này trở nên rất phiền phức. Tần Lạc không biết vị trí phòng 1106 của bệnh viện, hắn tìm hỏi một y tá. Người y tá cảnh giác nhìn hắn hỏi, anh hỏi làm gì? Tôi tới thăm bạn, Tần Lạc trả lời. Người y tá nhìn hắn vẻ khinh thường, chỉ vào đám phóng viên bên ngoài nói, bọn họ cũng đều nói như vậy. Cô em y tá xinh đẹp ơi, chúng tôi thật sự tới thăm bạn. Giê-xu nhoẻn miệng cười nói, Mễ tiểu thư là bạn rất thân thiết với tôi. Chúng tôi quen nhau ở nước Pháp. Cô y tá ngẩng đầu quan sát Giê-xu một lát rồi cô đỏ mặt nói nhỏ. Không phải tôi không tin các anh mà cho dù tôi có nói cho các anh vị trí phòng 1106, các anh cũng không vào được. Tốt nhất các anh hãy gọi điện cho người bên trong ra đón. Tần Lạc không thể làm gì khác, hắn đành gọi điện thoại cho Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền nói phòng bệnh 1106 không nằm trong các khoa của bệnh viện, nó là phòng VIP, nằm ở sau bệnh viện. Trần Tư Tuyền bảo Tần Lạc đi tới trước thềm, ở đó các bảo vệ canh gác, người bình thường không vào được, nàng sẽ đón Tần Lạc ở đó. Tần Lạc trả lời sau đó hắn cùng Giê-xu đi ra phía sau bệnh viện. Gần như ngay lập tức Trần Tư Tuyền với một tê, sắt màu trắng nhạt, thêu hình cánh bướm ở tay áo, chiếc quần màu bạc vội vàng đi ra ngoài, trên cổ Trần Tư Tuyền còn quấn một chiếc khăn lụa màu đen. Vì Trần Tư Tuyền đi nhanh, gió to nên chiếc khăn bị thổi bay loạn.
Tần Lạc, Trần Tư Tuyền gọi. Khi có người tới đón, lúc này đám bảo vệ mới cho người qua. Tần Lạc vội vàng đi qua cửa bảo vệ, hắn hỏi Trần Tư Tuyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tử An phải nằm viện? Do đám người cặn bã đó gây ra, Trần Tư Tuyền phẫn nộ nên văng tục ngay trước mặt Tần Lạc. Hôm nay Tử An diễn tập, có một tiết mục cô ấy phải bay lên cùng với Thang Giàn. Khi cô ấy lên được một nửa thì đột nhiên mất điện. Tử An ngã từ trên thang xuống, hệ thống lưới thép bảo vệ bên dưới cũng không có tác dụng. Tần Lạc cực kỳ tức giận khi hắn nghe Trần Tư Tuyền kể lại xong. Tổ chim là nơi nào? Tại sao vô duyên vô cớ bị cắt điện? Rõ ràng đây không phải là sự cố mà cố tình hơn nữa theo suy nghĩ của Tần Lạc người già trước tuổi đây chính là do đám người xấu kia làm. Bây giờ Tử An thế nào rồi? Tần Lạc hỏi. Tình hình thật ra không có gì nghiêm trọng, Trần Tư Tuyền nói, nhưng vẫn có rạn xương nhỏ. Vết thương gân cốt cần phải nghỉ ngơi 100 ngày. Bác sĩ nói nếu như bình thường thì Tử An phải nghỉ ngơi 3 tháng. Lúc này sao cô ấy có thể nghỉ ngơi? Chưa tới một tuần nữa là buổi biểu diễn, áp phích, quảng cáo đã phát khắp nơi, đã thuê sân bãi, vé cũng đã bán hết. Sao bây giờ có thể hoãn lại được? Tử An rất nôn nóng. Vu Tĩnh đã gọi điện báo cáo với công ty. Ông chủ của bọn họ cũng đang bay sang đây. Tần Lạc cau mày, hắn nói, trước tiên đi xem tình hình Tử An đã. Rõ ràng trang thiết bị trong phòng bệnh VIP tốt hơn phòng bệnh bình thường rất nhiều hơn nữa đây còn là một không gian độc lập. Không có xe cộ, không âm thanh ầm ĩ, không tiếng người nói chuyện. Hoa cỏ tươi tốt, một nơi ở cực kỳ yên tĩnh, giống như cảnh thế ngoại đào viên. Đương nhiên giá cả hai nơi không thể so sánh với nhau. Trần Tư Tuyền dẫn hai người Tần Lạc đi vào một khu nhà 11 tầng. Ngay khi mới ra khỏi thang máy, Tần Lạc nhìn thấy có rất nhiều người đứng ở hành lang. Trong đám không chỉ có trợ lý, vệ sĩ của Mễ Tử An, còn cả nhân viên bệnh viện, cùng với nhân viên của tổ chim, thảo nào lúc nãy Trần Tư Tuyền không muốn nói nhiều trong điện thoại. Nơi này rất hỗn tạp, chỉ cần một câu nói vô tình lọt vào tai giới truyền thông, nói không chừng sẽ như một quả bom phát nổ. Tần Lạc thấy cả người quản lý tổ chim mà lần trước hắn gặp trong lần tới thăm Mễ Tử An. Tần Lạc đã quên tên của người này nhưng hắn vẫn nhớ rất kỹ con người này có bộ mặt thay đổi còn nhanh hơn mở sách. Tần Lạc nhận ra rất rõ rằng trong lúc hắn đang đi tới, lão chủ nhiệm kia nhìn hắn với ánh mắt châm biếm, khinh bỉ. Đại minh tinh thì sao hả? Thiên vương thì thế nào? Đắc tội với người không nên đắc tội. Lúc này Tần Lạc tạm thời không có tâm trạng quan tâm tới ông ta, hắn chỉ đi theo Trần Tư Tuyền vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh có rất ít người, chỉ có hai người Mễ Tử An, Vu Tĩnh, người đại diện của nàng. Mễ Tử An vẫn mặc trang phục biểu diễn trang điểm cầu kỳ. Sắc mặt buồn bã, nàng đang nằm trên giường bệnh. Mái tóc lõa xóa, rối tung đương nhiên có một vài người cho rằng như thế này càng quyến rũ hơn. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào, Mễ Tử An chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười rất gượng gạo. Tình hình thế nào? Tần Lạc hỏi. Người bác sĩ mặc áo blue trắng nhìn Tần Lạc nói, rạn xương nhỏ, không được vận động trong khoảng thời gian tới, càng không thể lên sân khấu biểu diễn ca hát nếu không sẽ động tới vết thương, khiến cho vết thương sẽ nứt to hơn. Có thể gây tê liệt. Có cách nào để sau một tuần có thể biểu diễn được không? Tần Lạc hỏi. Đôi mắt Mễ Tử An, không đánh màu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Lạc và hai bác sĩ đang kiểm tra cho mình. Tôi đã nói rồi cô ấy bị nứt xương không thể vận động, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, anh không nghe tôi nói sao? Gã bác sĩ này tính tình có vẻ hơi khó chịu. Anh nói lên sân khấu là lên sân khấu, khi đó người nào sẽ gánh chịu trách nhiệm? Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tôi chính là thầy thuốc, Tần Lạc nói. Anh, chương 1202, việc chính sự ông làm không tốt. Ông không làm việc tốt. Trương Bân là bác sĩ chủ nhiệm khoa chấn thương, chỉnh hình của bệnh viện số 1, quyền cao chức trọng, thu nhập rất cao. Trong khi đó bác sĩ ở khu phòng bệnh VIP này đều là bác sĩ nồng cốt các khoa, cần người nào thì sẽ điều động người đó tới. Những người này thuộc về biên chế lưu động, đương nhiên thu nhập không ít. Bởi vì hôm nay người bệnh ở đây chính là Mễ Tử An nên bệnh viện cử những bác sĩ khoa chấn thương có kinh nghiệm nhất tới, đương nhiên Trương Bân cũng được điều động. Bác sĩ là người nắm trong tay chuyện sống chết của bệnh nhân. Có người nhà bệnh nhân nào không cư xử đầy khách khí với bác sĩ không? Khi tâm trạng tốt, bọn họ sẽ nói chuyện mấy câu tử tế với bạn. Khi tâm trạng bọn họ không tốt, bọn họ la mắng bạn mấy câu, bạn phải nhẫn nhịn. Những bác sĩ đã rèn luyện được tính cách khinh khỉnh với người khác. Người khác không được phép nghi ngờ và chất vấn bọn họ.
Khi nghe Tần Lạc nói chính mình cũng là thầy thuốc, Trương Bân không tức giận mà ngược lại ông ta cười nói, được, được, anh đã nói anh là thầy thuốc, vậy anh hãy tới chữa trị cho tôi xem đi. Tôi xem anh làm thế nào mà khiến cô ấy có thể lên sân khấu được chỉ trong vòng một tuần. Nếu như anh có thể làm được, tôi sẽ mang hậu lễ tới bái anh làm thầy. Tần Lạc tươi cười nói, không nên kích động, tôi không nghi ngờ kết quả của ông, tôi nghĩ một khi các ông có kết luận đó nhất định sẽ có nguyên nhân của mình. Nói nhảm, Trương Bân nói, chẳng lẽ vì khiến cô ấy vui vẻ, tôi không nên bảo cô ấy nghỉ ngơi trong vòng 3 tháng sao? Vết thương gân cốt 100 ngày, Tần Lạc biết sở dĩ bọn họ quyết định Mễ Tử An phải tĩnh dưỡng 3 tháng là căn cứ vào kinh nghiệm và kết quả hình ảnh chụp vết thương. Đây không thể nói là lỗi của bọn họ bởi vì bọn họ đưa ra phương án điều trị tốt nhất trong khả năng của mình. Thế nhưng tình hình lúc này hơi đặc biệt, Tần Lạc không muốn Mễ Tử An thất tín với fan của mình, không muốn sự nghiệp của nàng bị ảnh hưởng bởi việc này, hắn lại càng không muốn gian kế hãm hại của kẻ xấu thành công. Hắn muốn trước tiên chữa trị khỏi chấn thương cho Mễ Tử An, khiến sau một tuần nàng có thể vững vàng lên sân khấu biểu diễn. Thế nhưng ông cũng biết cô ấy là ngôi sao, mấy hôm nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn. Điều này tuyệt đối không được, Trương Bân nói, tôi biết Mễ Tử An là ngôi sao. Tôi biết cô ấy muốn lên sân khấu biểu diễn, bây giờ vết thương của cô ấy nhẹ, sau một hồi nhảy múa, có lẽ vết thương sẽ trở nên nặng hơn, như vậy thì tình hình càng trở nên tồi tệ. Bởi vì Tần Lạc nói chuyện khách khí, Trương Bân cũng không dám tiếp tục gây khó dễ với Tần Lạc. Có thể hiểu được thái độ hòa nhã của ông ta với Tần Lạc. Có đại minh tinh ở bên cạnh, không phải ông ta cũng phải chú ý phong độ đàn ông sao? Có thể đàn ông với đàn ông, không cần chú ý tới thể diện nhưng khi đứng trước mặt phụ nữ, nhất định phải chú ý tới thể diện. Em nhất định phải lên sân khấu. Mễ Tử An nói, nàng nhìn Tần Lạc dáng vẻ vô cùng đáng thương, giúp em với, được không? Tần Lạc thở dài nói với Trương Bân, trước tiên tôi xem vết thương ở chân cô ấy. Không được, không được. Trương Bân ngăn cản, mới bó thạch cao. Bây giờ không thể mở ra được. Thôi được rồi, tôi không xem nữa. Tần Lạc gật đầu nhưng hắn lại nháy mắt ra hiệu với Mễ Tử An. Mễ Tử An hiểu ý, nàng khẽ ngáp dài một cái và nói, xin lỗi, tôi mệt rồi. Chị Mễ, chị hãy nghỉ ngơi cho khỏe, an tâm tĩnh dưỡng, chỉ cần làm theo lời của bác sĩ, nhất định sẽ bình phục. Trương Bân mỉm cười động viên. Cảm ơn, Mễ Tử An uể oải nói. Vì chấn thương chưa lành nên nàng không có tâm trạng đứng dậy tiễn khách. Trương Bân lại nhìn Tần Lạc, ông ta lo lắng nói, tuyệt đối không thể bóc lớp thạch cao mới bó, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới việc bình phục của chị Mễ. Yên tâm đi, tôi sẽ không hủy. Tần Lạc nói, tôi có thể dùng danh dự của chị Mễ để đảm bảo. Lúc này Trương Bân mới yên tâm đi ra ngoài. Vu Tĩnh tiễn ông ta. Khi Vu Tĩnh đi vào trong phòng bệnh, cô phát hiện ra Tần Lạc đang cầm con dao gõ vào đầu gối Mễ Tử An mới được bó thạch cao. Tần Lạc, anh đang làm gì vậy? Vu Tĩnh sốt ruột hỏi. Mễ Tử An là con gà đẻ trứng vàng của công ty. Sự việc xảy ra hôm nay, Vu Tĩnh đã thiếu trách nhiệm trong công việc. Mới rồi khi Vu Tĩnh gọi điện thoại thông báo tình hình với ông chủ công ty, cô đã bị ông chủ mắng một trận tối tăm mặt mũi. Nếu như tiếp tục khiến Mễ Tử An bị thương, cô chỉ còn nước thu dọn đồ đạc biến khỏi công ty. Chữa bệnh, Tần Lạc nói, hắn đang chăm chú cắt thạch cao, sau đó cạy miếng thạch cao ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Mễ Tử An. Không nên nhẫn nhịn, nếu đau thì em cứ kêu lên. Tần Lạc nói, làm vậy anh mới biết chỗ nào em bị đau. Ui, ôi, Mễ Tử An rất biết phối hợp. Sau khi gõ một lát vào đùi Mễ Tử An, Tần Lạc cười nói, không có ngoại thương nguy hiểm, chỉ bị rạn xương mà thôi. Vu Tĩnh nghĩ thầm, không phải nói nhãm sao, kết quả X-quang đã cho kết quả đó rồi mà. Thế nhưng không có vấn đề gì quá lớn. Tần Lạc nói, sau 7 ngày em có thể lên sân khấu biểu diễn được. Anh không thể lên sân khấu biểu diễn nhưng để em lên sân khấu biểu diễn thì không thành vấn đề. Thật sao, Mễ Tử An kêu lên vẻ vui mừng xen lẫn sự ca kinh ngạc. Tần tiên sinh, anh nói có thật không? Vu Tĩnh cũng cực kỳ vui mừng. Nếu như Tần Lạc thật sự có thể chữa lành chân cho Mễ Tử An, khiến sau 7 ngày nữa nàng có thể lên sân khấu biểu diễn, quả thật chuyện này rất thần kỳ. Cùng lắm thì chỉ lên sân khấu hát còn không cần hảy múa cũng được. Trước đó Vu Tĩnh đã nghĩ tới chuyện Mễ Tử An ngồi xe lăn lên sân khấu. Thế nhưng làm vậy sẽ khiến hình ảnh của Mễ Tử An bị ảnh hưởng đôi chút. Mọi người phải tin tưởng Tần Lạc. Trần Tư Tuyền khoanh tay trước ngực đứng ở bên cạnh cười hì hì nói, đừng quên anh ấy chính là thầy thuốc nổi tiếng nhất Trung Quốc.
thế nhưng luôn có người không nhận ra anh ấy. Hi hi, Vu Tĩnh cười sảng khoái nói, chủ yếu là vì Tần tiên sinh còn trẻ. Những người gặp anh đều không thể tin anh là một thầy thuốc cao minh. Những thầy thuốc trung y lợi hại đều phải là những ông già râu tóc bạc phơ. Mễ Tửa An nhìn Tần Lạc vẻ đầy chờ mong, nàng nói, Tần Lạc, vậy phiền anh. 7 ngày sau em nhất định em phải lên sân khấu biểu diễn. Tần Lạc gật đầu nói, đây cũng chính là điều anh muốn. Thế nhưng trước tiên anh cần ra ngoài chuẩn bị một vài loại thuốc. Được, em chờ anh, Mễ Tử An nói. Thảo nào Mễ Thiên Hậu cố giữ mình trong sạch, không có ý định tìm bạn trai. Thì ra đang chờ đợi Tần Lạc, Trần Tư Tuyền cười khúc khích nói. Mễ Tử An đỏ mặt, phản công, chị không tìm bạn trai, chị cũng đang đợi ai đó, phải không? Tần Lạc hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài khi nghe hai cô nàng đấu khẩu với nhau. Tiêu Kim Lôi, chủ nhiệm quản lý sân tổ chim đang bực bội đi lại bên ngoài hành lang. Ông ta mấy lần lấy thuốc định hút nhưng chợt nhớ ra quy định không hút thuốc nên bất đắc dĩ cất thuốc đi. Ông ta muốn đẩy cửa vào xem tình hình nhưng mấy người phụ nữ không thèm để ý tới ông ta có đi vào cũng tự tìm lấy phiền phức. Nếu như bỏ về, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, ông ta là chủ nhiệm trực tiếp quản lý sân tổ chim, Mễ Tử An ngã bị thương, ông ta là chủ nhiệm sớm bỏ về, không phải sẽ khiến giới truyền thông có cớ công kích sao? Hơn nữa Chu đại thiếu gia muốn có một người ở bên cạnh quan sát mọi động tĩnh. Nếu như có chuyện gì xảy ra, ông ta chính là người phụ trách lau mông cho người khác. Đương nhiên làm việc cho lãnh đạo là may mắn của ông ta. Rất nhiều người chờ cả đời cũng không có được cơ hội như này. Với thân phận của Tiêu Kim Lôi, đương nhiên ông ta sẽ không đi cùng với nhân viên của mình trao đổi tình hình với nhân viên của bệnh viện. Trong lúc đang cực kỳ buồn bực, Tiêu Kim Lôi nhìn thấy cửa phòng bệnh Mễ Tử An mở ra. Tần Lạc và Vu Tĩnh từ trong đi ra. Chị Vu, Tiêu Kim Lôi đi nhanh tới, sắc mặt cực kỳ đau buồn, khổ sở, giọng nói cực kỳ áy náy và tự oán trách mình, tình hình chị Mễ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, Vu Tĩnh biết con người này là nhân vật đóng một vai trò rất quan trọng trong sự việc đầy ám muội kia. Cô cũng biết Tiêu Kim Lôi là nhân vật đầu sỏ khiến Mễ Tử An bị thương. Thế nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì cả vì cô không có chứng cứ. Cô sao có thể trách tội ông ta? Đây chính là quy tắc của trò chơi, cô và rất nhiều người đều phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Có thể ảnh hưởng tới buổi biểu diễn sau 7 ngày nữa. Tôi thật sự xin lỗi, Tiêu Kim Lôi nói, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện đó, càng không ngờ sân vận động lại xảy ra chuyện mất điện mặc dù chúng tôi đã sớm dự phòng trường hợp khẩn cấp, khiến chị Mễ bị thương. Đây chính là sai lầm trong công tác của tôi. Nếu như ông làm sai trong công tác, sao ông còn chưa chịu từ chức? Tần Lạc nói xen vào, việc chính sự ông làm không tốt. Ông không làm việc tốt, ngược lại ông chỉ thích làm chuyện ác. Người như ông sao còn chưa từ chức, ở lại vị trí đó làm gì? Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Sắc mặt Tiêu Kim Lôi cực kỳ âm trầm. Việc tôi từ chức hay không từ chức có liên quan gì tới anh? Thì chính ông đã nói chính là sai lầm của ông vậy ông phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình. Nói ra là coi như xong sao? Ông thật sự nghĩ rằng mình sẽ tìm được lối thoát sao? Tần Lạc châm chọc. Tôi muốn từ chức hay không là việc của tôi. Có truy cứu trách nhiệm hay không là việc của cấp trên, có liên quan gì tới anh? Anh là ai mà dám vung chân múa tay xen vào công việc của tôi? Binh! Tần Lạc vung tay tát vào mặt Tiêu Kim Lôi, nổi giận đùng đùng mắng. Ông là đồ hèn hạ, vô sỉ, dùng quyền mưu lợi riêng, thấy sắc quên nghĩa. Ông không theo đuổi được Mễ Tử An đã nghĩ ra cách thâm độc này để hại cô ấy. Ông có còn là người không hả? Ông có còn nhân tính không? Chương 1203, ác giả ác báo. Tần Lạc càng mắng dữ dội, càng mắng càng phẫn nộ. Giống như hắn chính là Mễ Tử An, là cô gái đáng thương phải nhận độc thủ sau khi đối phương theo đuổi tán tỉnh không thành. Làm quan thì sao nào? Làm lãnh đạo thì sao nào? Làm quan thì không phải tuân theo pháp luật sao? Làm lãnh đạo thì có thể làm sằng bậy sao? Tôi nhất định phải tố cáo ông. Công bố chuyện tai tiếng của ông với giới truyền thông. Tiêu Kim Lôi ngây người khi ăn một cái tát của Tần Lạc, ông ta vội vàng lui lại sau, chỉ vào mặt Tần Lạc, quát, này anh đang nói gì vậy? Tôi theo đuổi Mễ Tử An khi nào? Nói thì phải có chứng cứ. Anh không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ làm hỏng sự trong sạch của tôi. Đây chính là tội vu cáo. Đấy là phạm tội, anh biết không? Anh đi tố cáo tôi hả? Đi đi, cây ngay không sợ chết đứng. Anh cho rằng có thể tùy tiện hắt nước bẩn lên người tôi là hạ được tôi sao? Đồ ngây thơ! Tiêu Kim Lôi giơ tay lên sờ mặt mình,
da mặt bỏng rát khiến Tiêu Kim Lôi càng tức giận, ông ta nổi giận mắng, họ Tần kia, mày chờ đó. Hôm nay mày không tố cáo thì ông cũng tố cáo mày tội đánh người. Hãy chờ ngồi tù đi. Đánh ông chỉ tổ làm bầm tay tôi. Tần Lạc mắng lại, ông là dạng gì thì trong lòng ông tự hiểu. Thế nào, ông thật sự muốn tôi đi tố cáo ông sao? Ông nghĩ rằng trong tay tôi không có chứng cớ hả? Khi ông và chủ nhân bức bách Mễ Tử An ở sân tổ chim, ép cô ấy đi tiếp rượu, tất cả đều bị người của chúng tôi ghi lại. Ông có muốn thưởng thức sắc mặt ghê tởm của ông khi đó không? Mày ngậm máu phun người. Tiêu Kim Lôi cực kỳ khó chịu nhưng không thể nào phát tiết, suýt chút nữa vì uất nghẹn mà thành nội thương. Vốn ông ta còn muốn phản kích kịch liệt nhưng khi Tần Lạc nói câu đó, ông ta chột dạ. Khi Chu Lý ép buộc Mễ Tử An đi ăn cơm, Tần Lạc cũng có mặt ở đó. Hắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù Chu Lý có ý tốt nhưng khi ý tốt này rơi vào tay giới truyền thông và dân mạng thì ai cũng hiểu đây chính là quy tắc ngầm, bắt buộc phải tuân theo. Hơn nữa khi Mễ Tử An từ chối, Chu Lý còn nói mấy câu không hợp lý. Chị Mễ, chị phải hiểu rằng ở Yến Kinh có người chị có thể đắc tội có người chị không thể đắc tội. Tiêu Kim Lôi vẫn nhớ câu này, tới giờ ông mới cảm giác chuyện không ổn. Ở Yến Kinh, dạng người nào mà bạn không thể đắc tội? Hiển nhiên đây chính là Chu Đại Thiếu Gia, đó không phải uy hiếp thì là cái gì? Chính mình nói câu đó sao? Đúng, chính mình đã nhảy ra, giả vờ làm người giữa, khuyên Mễ Tử An biết cân nhắc. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc kiểu này. Trước kia các ngôi sao và công ty giải trí đều dàn xếp ổn thỏa, thậm chí còn chủ động nhận lỗi với Chu Lý. Trừ khi bọn họ không muốn kiếm tiền ở Trung Quốc, còn không một ai muốn đi nước cờ cực đoan này. Nếu như Mễ Tử An tính cách quật cường này muốn đòi lại sự công bằng, chuyện này không tính là lớn. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng với Chu Lý. Gã không phải là người trong hệ thống, một vài tai tiếng nhỏ này thật ra không ảnh hưởng tới con đường làm quan của cha gã. Cha gã không ngã, gã vẫn theo đuổi người nổi tiếng, lái xe xịn tới những tụ điểm ăn chơi, cặp kè với ngôi sao. Tiêu Kim Lôi không muốn gặp chuyện xấu. Điều này một chủ nhiệm sân vận động như ông ta không quyết định được. Rất có thể ông ta còn phải chịu tội thay Chu Lý. Người chịu tội thay cũng chia ra làm rất nhiều loại. Một loại người là mong muốn chịu tội thay cho người khác. Loại người này sau khi gánh chịu oan ức, lãnh đạo sẽ bồi thường hậu hĩnh, sẽ không để thiệt thòi. Còn một loại người không muốn gánh tội thay người khác. Ví dụ như lần này, nếu như đoạn video đó được công bố trên Internet, ông ta sẽ phải gánh chịu tiếng xấu gian ác, không còn chức vụ, ông ta không còn bất kỳ giá trị lợi dụng với Chu Lý. Sau này nhất định Chu Lý sẽ không nhớ Tiêu Kim Lôi là ai. Tần Lạc nhận ra dáng vẻ sốt ruột của Tiêu Kim Lôi, biết ông ta đã chột dạ, hắn nhân cơ hội lấn tới, các người sẽ nhanh chóng biết ngậm máu phun người hay không. Tôi nhắc nhở một câu, ác giả ác báo. Làm chuyện xấu một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Hãy quay về nói với chủ nhân của ông, phải tới xin lỗi Mễ Tử An hơn nữa còn phải bồi thường những tổn thất kinh tế cho cô ấy nếu không chúng tôi sẽ không cho qua chuyện này. Mày cái gì, cút, Tần Lạc mắng thẳng thừng, tôi có thể tát ông một cái, có nghĩa là tôi có thể tát ông hai cái. Tiêu Kim Lôi vừa xấu hổ vừa nôn nóng, vừa giận vừa tức. Khi ông tranh cãi với Tần Lạc, khi Tần Lạc tát ông ta, có nhiều người xung quanh nhìn thấy. Những người đó là y tá bệnh viện, nhân viên của sân tổ chim, còn có cả trợ ký và vệ sĩ của Mễ Tử An. Nếu như bọn họ tiết lộ chuyện này, ông ta còn có thể ra ngoài nhìn mặt người khác không? Đương nhiên thể diện hay không thể diện không quan trọng, điều Tiêu Kim Lôi quan trọng nhất lúc này chính là trong tay Tần Lạc thật sự có chứng cứ hay không. Nếu như Tần Lạc có, ông ta cần phải xử lý chuyện này như thế nào? Vấn đề này rất nghiêm trọng, ông ta không thể tự mình quyết định, nhất định phải nhanh chóng báo tin cho Chu Đại Thiếu. Ông ta làm bộ hừ một tiếng rồi nói, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng chuyện hôm nay. Sau đó Tiêu Kim Lôi dẫn theo tài xế và thư ký nhanh chóng rời khỏi. Không dám mặt đối mặt với Tần Lạc. Tần Lạc nhìn theo ông ta với ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng cười đầy thâm trầm. Tần tiên sinh, làm vậy có vẻ không hay lắm, có vẻ hơi cực đoan. Lúc nãy khi Tần Lạc và Tiêu Kim Lôi tranh cãi, Phu Tĩnh không có cơ hội lên tiếng, cô đã mấy lần đưa mắt ra hiệu cho Tần Lạc nhưng hắn làm bộ không nhìn thấy. An An đã ký hợp đồng với sân tổ chim, vé của buổi biểu diễn đã bán hết. Nếu như đắc tội với bọn họ, bọn họ gây khó khăn cho chúng tôi thì chúng tôi làm thế nào? Làm khó, Tần Lạc hỏi ngược lại, tại sao lại làm khó? Dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng, bọn họ không cho vào biểu diễn chính là bọn họ đã vi phạm hợp đồng.
suýt chút nữa Vu Tĩnh ngã nhào bất tỉnh. Cô thầm nghĩ, đại thiếu gia của tôi ơi, rốt cuộc anh thật sự ngu hay giả ngu hả? Đây là Trung Quốc, nói chuyện dựa vào nắm tay. Hợp đồng thì có ích gì cơ chứ? Bọn họ chỉ lấy một cớ bất kỳ cũng có thể khiến sự việc bị đảo lộn. Hơn nữa kiện lên tòa án thì có ích gì? Chỉ cần bọn họ đánh tiếng với bên tòa án sẽ kéo dài vụ kiện cả năm rưỡi. Bị cáo có thể kéo dài được, nguyên cáo không kéo dài được sao? Nói không chừng khi đó bọn họ còn có thể phản lại bạn một đao chí tử. Không phải anh muốn kiện cáo sao? Được lắm, hàng tuần anh hãy tới tòa án giải thích tình hình, vé máy bay từ Đài Loan tới Yến Kinh rất đắt. Vu Tĩnh cố gắng kìm nén nỗi bực bội trong lòng, cô nói, Tần tiên sinh, rất nhiều khi không dùng hợp đồng được, căn bản không dùng nó để ràng buộc. Thật sự anh có cuộn video đó không? Nếu như anh có, chúng ta hãy đàm phán với bọn họ. Nếu chúng ta có lợi thế này, bọn họ sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng. Yên tâm đi, Tần Lạc cười nói, hãy chờ bọn họ tới xin lỗi. Trong một căn phòng rất xa hoa, một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ tâm sự chuyện phòng the. Người phụ nữ dáng người cao, dung mạo ngây thơ, đang ở vào thời khắc đẹp nhất của tuổi đôi tám, mỗi nụ cười, cái cau mày đều cực kỳ đáng yêu, quyến rũ. Nếu như người ngoài nhìn thấy, chỉ cần liếc mắt bọn họ sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là nữ diễn viên đang nổi nhất cả nước thời gian gần đây. Giới truyền thông Trung Quốc liệt cô với ba cô gái cùng tuổi khác thành tứ hoa đán Trung Quốc, tiền đồ sáng láng. Ăn một hạt anh đào, cô gái giơ bàn tay trắng muốt như ngọc. Chọn một hạt anh đào đút vào miệng người đàn ông. Người đàn ông cắn một miếng, đồng thời còn ngậm chặt hai ngón tay người phụ nữ. Gã nhẹ nhàng mút, anh đào biến thành nước trôi vào bụng, trong khi đó đầu ngón tay cô gái cũng bị hai hàm răng, đầu lưỡi của Chu Lý mơn man, cảm giác tê dại, khó chịu. Gương mặt cô gái trẻ trung đỏ ửng, hơi thở dần trở nên dồn dập, hai chân bất giác khép chặt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Chu Lý có nhiều hồng nhan chi kỷ. Gã quả thật là cao thủ kích thích đối phương. Muốn không, Chu Lý cười tủm tỉm hỏi. Gã vẫn mút đầu ngón tay của cô gái. Muốn, tiếng cô gái nhẹ như tiếng gió thoảng. Có ta biết tuyết phụ nữ của người đàn ông này. Càng những phụ nữ thể hiện sự yếu đuối càng khiến bọn họ có cảm giác chinh phục. Nhưng anh không muốn, Chu Lý cười ha hả nói. Cô gái hiểu rõ, cô ta chậm rãi ngồi xuống, kéo khóa quần của Chu Lý. Đúng lúc người phụ nữ còn đang nhấp nhô. Ngậm, nhả, chuông điện thoại di động trên bàn vang lên. Chu Lý nhìn lướt qua màn hình di động, bấm nút nghe, nói, ông phải cho tôi một lý do. Đại thiếu gia, tôi đang đứng trước cửa nhà anh, muốn tới thăm anh, có việc gấp cần báo cáo. Trong điện thoại vang lên tiếng nói nôn nóng của Tiêu Kim Lôi. Chu Lý biết Tiêu Kim Lôi đang làm việc cho mình hơn nữa chuyện này không thể trì hoãn. Vào đi, Chu Lý nói. Gã vuốt đầu cô gái nói, em vào trong đi. Thật đáng ghét, cô gái buông một tiếng oán hận ngọt ngào, giúp Chu Lý cất giấu bảo bối của mình, kéo khóa quần lại cho gã rồi mới đi vào trong. Chu Lý cầm một quả anh đào ăn. Khi gã ăn tới quả anh đào thứ hai, Tiêu Kim Lôi đi vào cùng với viên quản gia. Đại thiếu gia, chuyện không xong rồi. Tiêu Kim Lôi sốt ruột thì thào. Họ Tần đó thật âm hiểm, hắn đã lén ghi hình chuyện chúng ta ép Mễ Tử An ăn cơm. Chương 1204, mất mặt. Chu Lý là một lãng tử cũng là một kẻ ngạo mạn. Gã thích cuộc sống an nhàn tự tại, thích những điều gọn gàng, trật tự, thích tất cả những thứ tốt đẹp vây xung quanh mình. Gã chán ghét những chuyện bi thương, chán ghét xin lỗi, càng chán ghét sự hấp tấp và dao động. Chuyện này làm tâm trạng gã bị quấy nhiễu, tâm trạng gã bị ảnh hưởng. Khi nhìn dáng vẻ sốt ruột lo lắng, sợ hãi của Tiêu Kim Lôi, Chu Lý cực kỳ tức giận, gã quát to, gấp cái gì? Trời không sụp đâu mà sợ. Tiêu Kim Lôi chỉ giả vờ căng thẳng, trong lòng ông ta chỉ có 3 phần nôn nóng nhưng ông ta thể hiện thành 7 phần. Ông ta làm điều này chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt chủ nhân của mình. Chủ nhân phong thái như mây trôi nước chảy, đó là vì người ta có suy nghĩ đại cục, có chống lưng thâm hậu, không coi trọng chuyện đó. Nếu như bản thân mình không nôn nóng chính là không coi trọng chuyện của chủ nhân. Nếu như chủ nhân thư thái nghĩ lại sẽ coi mình vẫn chưa đạt tới mức độ thân tín. Đại thiếu gia. Không phải tôi cố ý ra vẻ gấp gáp mà việc này thật sự cấp bách. Lúc này Tiêu Kim Lôi đã khống chế tâm trạng, nói, thằng nhãi đó quả thực âm hiểm, dám lén quay băng chúng ta. Thật ra thì tôi không có chuyện gì, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới đại thiếu gia, có thể gây ra hậu quả rất lớn. Hơn nữa bên ngoài bệnh viện có rất nhiều phóng viên truyền thông. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm ra đối sách,
hắn có thể bắt tay với đám phóng viên đó, giao băng ghi hình, đâm chúng ta một dao. Thiếu gia, ta muốn xem đám truyền thông nào dám đăng tin này. Chu Lý cười nhạt nói. Mặc dù Tiêu Kim Lôi cảm thấy sự tự tin của Chu Lý rất hoang đường, nhưng ông ta không dám xen vào giữa cơn giận dữ của gã. Đám phóng viên kia đều như quỷ thành tinh, có thể bọn họ không dám đăng tin trên mặt báo của chính mình, nhưng bọn họ sẽ lén phát nó trên Internet. Chóc tiên đăng trên một diễn đàn nhỏ trong nước, sau đó thông tin lan truyền. Không phải danh tiếng của tứ đại danh ca đều bị hủy theo cách đó sao? Chuyện trở thành lớn, không che giấu được nữa, đương nhiên khi đó giới truyền thông có thể đăng lên báo. Không còn cách nào khác, toàn bộ thế giới đều đã biết tin, tại sao hết lần này tới lần khác ngăn cản chúng tôi đưa tin? Không phải có quỷ hay sao? Chu Lý nói câu đó chỉ để cho có, ngay bản thân gã cũng không tin rằng toàn bộ người trên thế giới này sợ uy tín. Chu Lý trầm ngâm một lát rồi hỏi Tiêu Kim Lôi, ông đã xem đoạn băng video của chúng chưa? Tiêu Kim Lôi sửng sốt nói, không. Thằng nhãi đó xông tới tát ông ta bị đánh tới mức ngớ ngẩn, sau đó lại bị lời nói của hắn áp chế. Ông ta nào có tâm trạng mà đòi xem băng ghi hình để kiểm chứng. Hơn nữa ông ta dựa vào cái gì mà bắt hắn cho xem? Hắn không cho xem thì ông ta làm gì được hắn hả? Chu Lý thầm tức giận, gã mắng to, không nhìn thấy mà ông đã hấp tấp chạy tới báo tin làm gì hả? Ông là đầu heo hả? Đại thiếu gia, quả thật tôi hơi nóng vội, nhưng sở dĩ tôi làm vậy là lo lắng chuyện này dính dáng tới anh. Tiêu Kim Lôi khép nép giải thích, tôi cũng muốn xem đoạn băng video đó nhưng anh ta không cho xem, hơn nữa thái độ của anh ta cực kỳ ngang ngược. Anh ta nói còn muốn kiện chúng ta ra tòa, nói sẽ làm chúng ta mất hết thể diện. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Kim Lôi muốn nói chuyện mình bị Tần Lạc đánh. Mặc dù chuyện này khá mất mặt nhưng dù gì ông ta cũng bị đánh thay cho Chu Lý. Chu Lý phải biết phần nhân tình này. Thái độ của anh ta cực kỳ ngạo mạn, anh ta còn ra tay bạt tai tôi. Nếu như hôm nay không có người ngăn cản, tôi thật sự không thể tới đây gặp đại thiếu gia. Tiêu Kim Lôi chỉ vào mặt mình nói. Mặc dù cái bạt tai của Tần Lạc rất mạnh nhưng vì thời gian đã lâu vết đỏ của cái tát đã tan hết, bây giờ chỉ còn hơi sưng, nhưng vì mặt Tiêu Kim Lôi béo núc ních nên khó nhận ra vết đánh. Nó còn dám đánh người. Chu Lý bật dậy khỏi ghế, đánh chó cũng phải. Chu Lý nghĩ tới chuyện Tiêu Kim Lôi đang đứng trước mặt mình, câu nói này thật sự xúc phạm người ta quá mức, gã vội vàng đổi giọng, nó biết rõ ông là người của tôi mà còn dám ra tay, rõ ràng không nể mặt Chu Lý tôi. Đúng vậy đại thiếu gia. Đúng là không nể mặt, Tiêu Kim Lôi đúng đang chờ đợi câu này của Chu Lý. Ông ta không đối phó được với Tần Lạc không có nghĩa là Chu Lý không đối phó được với thằng nhãi đó. Tôi ăn một cái tát cũng chẳng hề chi, điều quan trọng là vấn đề này khiến chúng ta thực sự nuốt không trôi. Chu Lý đi lại trong phòng rồi nói, đều do thằng họ Tần đó làm sao? Đúng chính là nó, Tiêu Kim Lôi nói to, tâm trạng như nổi sóng. Chỉ cần đợi Chu Lý gầm lên một tiếng đi theo tôi, sau đó cả hai sẽ mang theo 350 người tới dẫm nát thằng nhãi đó. Chu Lý trầm ngâm một lát rồi nói, thằng này không dễ đối phó đâu. Cảm giác té ngã từ trên mây xuống như thế nào? Đó chính là cảm giác lúc này của Tiêu Kim Lôi. Đau nhức, quả thật ông ta rất đau nhức. Điều khiến người ta không chịu đựng được chính là ông giáng mặt xuống dưới, hình tượng bị hủy hoại. Khi ông ta bị Tần Lạc bạt tai, vội vàng chạy tới kể lể với chủ nhân, chờ đợi chủ nhân giúp ông ta báo mối thù này, không ngờ lại được nghe câu nói đó. Chu Lý nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Kim Lôi, gã cũng cảm thấy lời nói của mình có phần dọa người, hơn nữa nếu như gã không giải quyết chuyện hôm nay, sợ rằng sau này chính Tiêu Kim Lôi sẽ tránh xa gã. Lão Tiêu, ông có biết họ Tần đó là ai không? Chu Lý hỏi. Đại thiếu gia, tôi sao có thể biết anh ta? Tiêu Kim Lôi cười vẻ miễn cưỡng. Tất cả những người tôi quen biết đều là những nhân vật lớn nhỏ trong giới giải trí. Dù gì anh ta cũng không phải là người trong giới. Trên bàn có tập tài liệu, ông hãy xem đi. Chu Lý chỉ tập tài liệu trên bàn nói. Đây chính là tư liệu sau khi quay về nhà hôm qua, Chu Lý đã cho người điều tra. Gã mới đọc qua, chưa kịp báo tin cho Tiêu Kim Lôi thì đã xảy ra chuyện khác. Mặc dù Tiêu Kim Lôi nghi ngờ nhưng ông ta vẫn đi tới cầm tập tài liệu bìa màu vàng, mở ra đọc tài liệu bên trong. Ông ta thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhãi đó có hậu thuẫn hùng mạnh sao? Khi đọc trang thứ nhất, nhận ra Tần Lạc chỉ là một thầy thuốc bình thường tới từ Dương Thành, Tiêu Kim Lôi không khỏi thầm khinh bỉ. Khi đọc trang thứ hai, sự khinh bỉ lập tức biến mất. Khi đọc trang thứ ba, sắc mặt ông ta nghiêm trọng, xanh lét.
Khi đọc trang thứ tư, những giọt mồ hôi trán bắt đầu nhỏ xuống. Không ngờ phải không? Chu Lý hỏi, gã không phải là người có tính nhẫn nại. Không đợi Tiêu Kim Lôi đọc xong tập tài liệu, gã đã lên tiếng hỏi. Tiêu Kim Lôi rút khăn tay lau mồ hôi trán, cười, một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Đại thiếu gia, anh ta thật sự có mối quan hệ mật thiết với hai nhà Tần, Bạch chứ? Không phải trên tài liệu đã viết rất rõ ràng sao? Chu Lý tức giận nói. Đúng là đạp người, đạp phải miếng sắt làm gã đủ bực tức rồi. Cũng may người mà gã ra tay chỉ là Mễ Tử An mà Tần Lạc và Mễ Tử An chỉ có quan hệ bạn bè. Nói như vậy Tần Lạc sẽ không vì một người phụ nữ mà trở mặt với mình. Đây không phải là điều mà một chính trị gia lão luyện thường làm. Phụ nữ thì là gì? Nếu như anh ta muốn, cho anh ta 8, 10 ngôi sao? Chu Lý thầm nghĩ. Khuynh thành quốc tế là của anh ta sao? Quả thật thằng này có rất nhiều tiền. Chu Lý nói, gã còn biết một chuyện khác nhưng gã không nói cho Tiêu Kim Lôi nếu không ông ta có thể bán đứng gã, đầu quân cho họ Tần kia. Anh ta, Tiêu Kim Lôi thật sự không biết nên nói những gì. Đại thiếu gia, chuyện này phải xử lý như thế nào? Dù trời có sập thì cũng có một người gánh vác. Ông ta làm việc cho Chu đại thiếu gia, vậy Chu đại thiếu gia cần phải làm điều gì đó. Chu Lý liếc nhìn Tiêu Kim Lôi rồi cười tủm tỉm hỏi, thế nào, hối hận rồi hả? Không, không, Tiêu Kim Lôi cuống cuồng xua tay nói. Mặc dù lúc này ông ta cực kỳ hối hận trong lòng, đang thầm chửi ba đời tổ tông nhà Chu Lý nhưng bề ngoài không dám để lộ. Đại thiếu gia hẳn biết con người tôi. Tất cả những gì tôi làm đều là vì đại thiếu gia. Ừ, Chu Lý rất hài lòng với thái độ của Tiêu Kim Lôi. Lão Tiêu, lai lịch thằng này không nhỏ. Chúng ta không nên dùng cứng trọi cứng với nó. Một khi làm lớn chuyện này, chúng ta là người chịu thiệt. Vậy đi, ông hãy đi tìm công ty quản lý của con điếm Mễ Tử An, nói việc Mễ Tử An té ngã chỉ là chuyện bất ngờ, hoàn toàn không liên quan gì tới chúng ta mặc khác ông hãy bồi thường cho bọn chúng một ít. Còn việc bồi thường cái gì, có cần tôi nói ra không? Nếu như chúng thức thời, chuyện này dừng ở đây, còn nếu không tất cả đều phải ăn quả đắng. Được, tôi hiểu rồi. Tiêu Kim Lôi cảm kích nói. Cái gì? Triệu Khải Hùng gầm lên, giọng nói the thé khiến giọng anh ta cực chói tai thế nhưng Vu Tĩnh, người đang đứng ở trước mặt lại cảm thấy giọng nói này cực kỳ thân thiết. Cuối cùng ông chủ của mình cũng tới rồi. Triệu Khải Hùng là ông chủ của công ty nhạc quả quốc tế, cũng là ông chủ của Mễ Tử An, rất có uy tín trong giới nghệ thuật. Anh ta đích thân tới Yến Kinh xử lý chuyện Mễ Tử An ngã giáo bị thương, nhất định những nhân vật có liên quan đều phải nể mặt anh ta. Anh ta thật sự ra tay đánh người ta hả? Triệu Khải Hùng hỏi lại. Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy. Vu Tĩnh trả lời, khi đó tôi đứng cạnh anh ta. Rất quá mức, quá lắm, Triệu Khải Hùng thở hổn hển nói, thanh niên không biết nặng nhẹ gì cả. Vốn chuyện này còn có thể hòa giải. Không được rồi, thật tức chết với các người. Tại sao ngay từ đầu cô không ngăn cản anh ta? Vu Tĩnh cười gượng, cô có thể ngăn cản được sao? Gã cũng coi như cô không có mặt ở đó mà. Hơn nữa trong lòng Vu Tĩnh hiểu rất rõ nếu như cô nảy sinh mâu thuẫn với Tần Lạc, nhất định Mễ Tử An sẽ đứng về phía Tần Lạc, tới khi đó cô chính là người mắc lỗi. Vậy gã đó là ai? Triệu Khải Hùng nói, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Chương 1205, tại sao anh lại đáng yêu như vậy? Vì thời gian gấp gáp nên Tần Lạc chỉ vội mang theo một ít thuốc rồi tới ngay bệnh viện số 1. Thế nhưng lần này Tần Lạc tới cùng với Lệ Khuynh Thành. Người ta nói tình cảm của phụ nữ xuất phát từ dạo phố mà có, còn tình cảm của đàn ông xuất phát từ tiệc rượu, nói vậy cũng không chính xác lắm. Sau lần uống rượu tối qua cùng với nhau, tình cảm của Lệ Khuynh Thành và Mễ Tử An trở nên thân thiết hơn. Sau khi Lệ Khuynh Thành nghe tin Mễ Tử An ngã bị thương, lập tức nàng thu xếp công việc tới ngay bệnh viện thăm Mễ Tử An. An An, em cảm thấy thế nào? Có đau không? Lệ Khuynh Thành ân cần hỏi thăm Mễ Tử An. Khi nàng gặp Tần Lạc ở cửa bệnh viện đã hỏi qua hắn về tình hình của Mễ Tử An, biết nàng bị dạn xương chân thế nhưng Tần Lạc nói hắn có phương pháp điều trị khiến nàng có thể lên sân khấu biểu diễn sau một tuần nữa, Lệ Khuynh Thành khá yên tâm. Trong cuộc đời này, không có nhiều người và vật nhận được sự tin tưởng của nàng nếu như nói có thì người đó chính là Tần Lạc và vật đó chính là y thuật của hắn. Chị Lệ, em không sao. Mễ Tử An mỉm cười lắc đầu nói. Nàng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai hàng mi dài. Đôi mắt to, dáng vẻ rất đáng thương nhưng cùng với đó là một cảm giác xinh đẹp rất đáng yêu. Không đau, chỉ hơi lo lắng chút thôi. Không nên lo lắng, Tần Lạc sẽ chữa khỏi cho em. Lệ Khuynh Thành nói, em còn không tin y thuật của anh ấy sao?
Em tin tưởng, Mễ Tử An cười nói, chính vì vậy em mới rất phối hợp cho anh ấy bỏ lớp bó thạch cao ở chân em. Vậy là được rồi, Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói. Sau khi an ủi Mễ Tử An mấy câu, Lệ Khuynh Thành hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc nói là do gã họ Chu dở trò, phải không? Sắc mặt Mễ Tử An buồn bã, nàng cảm thấy mệt mỏi vì sự phức tạp, hắc ám của giới giải trí. Mễ Tử An nói, khi em đang luyện tập thì đột nhiên sân tổ chim mất điện. Điều này rất kỳ quặc, em nghe nói tổ chim rất ít khi mất điện, hơn nữa bọn họ cũng có máy phát điện công suất lớn. Khinh người quá đáng, Lệ Khuynh Thành mắng to, cái gì mà Chư đại thiếu, Cẩu đại thiếu. Hạng tiểu nhân này đúng là coi thường người ta quá mức. Có phải mấy đời nhà nó chưa từng nhìn thấy phụ nữ không? Không phải giống một con chó điên lên cơn nhìn thấy người chạy cắn loạn khắp nơi sao? Hắn làm việc này chứng minh hắn là loại người không biết xấu hổ, chỉ là hạng lưu manh ở Yến Kinh. Hạng lưu manh mà cũng dám làm chuyện phong lưu, đúng là cực phẩm. Trần Tư Tuyền không mắng chửi người khác, Mễ Tử An cũng không lên tiếng mắng chửi, chỉ có Lệ Khuynh Thành vừa có thể mắng vừa có thể chửi, mà còn có thể mắng ra vẻ bị đè nén. Sau khi Mễ Tử An và Trần Tư Tuyền nghe xong, cả hai đều cảm thấy hả giận, cơn uất nghẹn đè nén trong lòng cũng phần nào vơi đi. Trần Tư Tuyền cười khúc khích vỗ tay nói, Lệ yêu tinh, mắng người rất sảng khoái. Cậu tiếp tục mắng đi, tớ cổ vũ. Chị Lệ, chị thật lợi hại. Mễ Tử An cũng hiểu Lệ Khuynh Thành thật sự là một người thần kỳ. Khi đóng vai một người nổi tiếng, dáng vẻ đoan trang chính trực có thể nói vượt lên tất cả những người khác. Dáng vẻ cao ngạo khiến cho những người nổi tiếng khác chỉ muốn đào lỗ nẻ chui xuống. Khi mắng chửi người ta, lời lẽ sắc bén, lợi hại hơn bất kỳ người bình thường nào khác. Hơn nữa phong cách mắng chửi ầm ĩ của Lệ Khuynh Thành càng khiến Mễ Tử An hoàn toàn coi nàng như người một nhà. Không phải là người một nhà, có ai chịu hủy bỏ hình tượng của mình, mắng chửi giúp người khác không? Mắng hắn chỉ làm bẩn miệng mình, về nhà còn mất kem đánh răng nữa. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, Bảo Ngọc, Lâm muội muội của anh bị ác bá ức hiếp, không phải anh sẽ mang theo mấy nô tài đi cắt gân chân hắn sao? Không được, hãy cho hắn uống thuốc sổ khiến hắn tháo dạ liên tục 7 ngày. Liên tục 4 tuần. Em sẽ xem sau này hắn còn dám làm chuyện xấu xa tới mức ngay chính bản thân hắn cũng không dám nhận này không. Mọi người ôm bụng phì cười trước câu nói châm chọc của Lệ Khuynh Thành, ngay cả bầu không khí giá lạnh trong phòng bệnh cũng trở nên ấm áp, cơn bực tức trong lòng mọi người tiêu tan hết. Tần Lạc đang ôm một cái bình sứ to ngồi pha chế thuốc, bên trong là chất lỏng sền sệt màu đen, tay hắn một thanh gỗ quấy đều, hương thơm thảo dược ngào ngạt, không khó ngửi mà ngược lại còn thơm mát. Làm tỉnh táo, phấn chấn tinh thần. Đây vốn là loại thuốc làm lưu thông máu, tiêu máu động, lành xương, Tần Lạc đã cho thêm vào khá nhiều loại thuốc mát. Tần Lạc dở khóc dở cười khi nghe câu nói châm chọc của Lệ Khuynh Thành, hắn nói, Bảo Ngọc là người yếu đuối, trói gà không chặt, nào có khả năng đi cắt gân chân của người ta. Khi chưa đánh được người ta, chỉ sợ đã bị người ta dùng gậy đánh ngã, bỏ vào bao tải trôi sông rồi. Thật ra anh có thể cho thuốc sổ nhưng cần anh ta phối hợp thì mới được. Anh vốn là một con gấu. Không phải anh muốn giả bộ làm gấu chó chứ? Trần Tư Tuyền cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc hỏi, anh cho rằng bọn em không biết những việc anh làm bên ngoài sao? Chuyện anh tát lão chủ nhiệm đó đã lan truyền khắp bệnh viện này rồi. Anh có đánh người sao? Tần Lạc tiếp tục giả ngố. Anh cũng không nhớ là đã làm việc đó. Hẳn anh sợ người ta tố cáo anh, sợ phải ra tòa nên dù chết cũng không chịu thừa nhận. Lệ Khuynh Thành cười nói, nàng vẫn coi như là người hiểu rõ Tần Lạc. Con người này cẩn thận lắm. Từ chối cũng vô ích, Trần Tư Tuyền cười nói, rất nhiều người nhìn thấy. Trong hành lang cũng có camera giám sát, anh nói anh không đánh, liệu có ai tin anh không? Trước đó anh không biết có camera giám sát ở hành lang mà. Tần Lạc cười nói, nếu như biết anh sẽ không phủ nhận. Dù gì đi nữa phủ nhận cũng không được, đây có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân không? Là anh hùng trợ giúp mỹ nhân, Lệ Khuynh Thành cười nói. Anh hùng cứu mỹ nhân là khi An An ngã xuống, anh xuất hiện kịp thời đỡ lấy em ấy, đó mới gọi là cứu mỹ nhân. Tần Lạc vừa nói chuyện vừa quấy bình thuốc. Tần Lạc bỏ bình thuốc xuống, lấy ngân châm ra khử độc và nói với Mễ Tử An, trước tiên anh giúp em lưu thông máu sẽ tiện cho việc bình phục của em. Chỗ xương giãn có thể lành dựa vào thuốc mỡ. Một ẩn sĩ đã cho anh toa thuốc này, anh đã làm thí nghiệm trên chó, mèo nuôi, hiệu quả cực kỳ tốt. Chó mèo. Trần Tư Tuyền kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi, anh coi An An như sủng vật để chữa trị sao? Tần Lạc cười nói, về bản chất thì cũng giống nhau. Hừ,
anh đã coi cô ấy là sủng vật thì anh hãy nuôi cô ấy. Trần Tư Tuyền nói. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc với ánh mắt sáng quắc, nàng nói, Tần Lạc, em cần thương lượng với anh một chuyện. Cái gì? Tần Lạc vén ống quần của Mễ Tử An, chuẩn bị châm cứu cho nàng. Anh hãy bán đơn thuốc này cho Khuynh Thành quốc tế. Lệ Khuynh Thành nói, anh dùng kỹ thuật làm cổ phần, hình thức phân chia cổ phần giống như bột phấn Kim Dũng. Tần Lạc nhìn vào ánh mắt đầy vẻ chờ mong của Lệ Khuynh Thành, nói, tại sao anh không thể có toàn bộ cổ phần? Công ty là của anh, đơn thuốc cũng là của anh, ngay cả. Còn một câu mà Tần Lạc không nói ra, đó là ngay cả em cũng là của anh. Lần này Lệ Khuynh Thành không thể nói gì, nàng thầm nghĩ, con người này càng ngày càng có đầu óc kinh doanh. Thế nhưng anh thấy hình thức phân chia đó rất hay, Tần Lạc trêu chọc Lệ Khuynh Thành, nếu như không cho em ít lợi ích, em làm việc không tốt thì sao? Tiểu nữ nào dám, Lệ Khuynh Thành chớp đôi mắt đầy quyến rũ, bây giờ em chỉ là thư ký của anh nói gì em cũng phải theo, tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của ông chủ. Được rồi, hai người đừng có tình trạng ý thiếp, được không? Trần Tư Tuyền không chịu được lên tiếng, không thấy ở đây còn có người khác sao? An An nhà người ta còn là hoàng hoa khuê nữ chưa từng yêu. Hai người không sợ làm hư trẻ con hả? Em còn lâu mới nhỏ. Mễ Tử An cãi lại. Em có nhỏ hay không chỉ Tần Lạc là hiểu nhất. Trần Tư Tuyền cười nói. Tần Lạc và Mễ Tử An liếc mắt nhìn nhau rồi ánh mắt hai người vội vàng lảng tránh. Tần Lạc vừa châm cứu cho Mễ Tử An vừa nói, đơn thuốc này là của người khác, anh không có quyền mang nó đi kiếm tiền. Chúng ta có thể xin phép người ta. Lệ Khuynh Thành nói, Tần Lạc, anh hãy nghĩ xem lý tưởng từ trước tới nay của anh là gì. Cứu vớt trung y, khi Tần Lạc nói chuyện, hắn đã ghim một châm. Mễ Tử An vẫn chăm chú nghe hai người nói chuyện nên không cảm nhận được sự khác lạ trên người mình. Muốn cứu vớt trung y trước tiên cần phải cứu vớt trung y dược. Làm thế nào để cứu vớt trung y dược? Chính là phải hình thành một nhóm sản phẩm có chất lượng. Ví dụ Khuynh Thành quốc tế của chúng ta. Bột phấn Kim Dũng của chúng ta giành được thành công rất lớn, lấy danh tiếng cho trung y. Anh hãy xem hiện nay trong ngành hóa mỹ phẩm có bao nhiêu công ty dùng trung y dược xuất hiện. Những công ty này lôi kéo được bao nhiêu người hành nghề trung y. Những người hành nghề trung y này có thể cống hiến bao nhiêu năm cho trung y. Hơn nữa tại sao anh không nghĩ tới nguyên nhân vì sao có rất nhiều phương thuốc quý hiếm truyền từ đời này tới đời khác, cuối cùng tất cả biến mất. Nếu như đơn thuốc trong tay anh cũng biến mất thì sao? Không phải đó là điều đáng tiếc cho nhân loại hay sao? Vốn anh có thể dùng nó để chữa trị cho những người bị thương gân cốt. Hành vi đó có khác với phạm tội không? Kẻ thù lớn nhất của trung y không phải là kẻ thù mà chính là người nhà mình. Tất cả mọi người đều che giấu, không có tinh thần cởi mở, tất cả cùng hưởng như Tây y, sao chúng ta có thể đấu lại Tây y? Tần Lạc ngừng châm cứu, hắn nhìn Lệ Khuynh Thành nói, anh công nhận tất cả điều em nói đều đúng. Thế nhưng phương thuốc này không phải của anh. Anh không thể mang nó đi kiếm tiền. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Thế nhưng anh sẽ đi gặp vị ẩn sĩ đó, giành được sự ủy quyền của ông ấy, khi đó chúng ta mới danh chính ngôn thuận, anh cũng không bị gánh nặng trong lòng. Tần Lạc nói. Ôi, sao anh lại đáng yêu như vậy? Lệ Khuynh Thành cười vui vẻ nói. Nàng chỉ hận không thể xông tới cùng Tần Lạc đại chiến 300 hiệp. Đúng vậy, lúc này đang trong phòng bệnh, nàng có thể đóng vai một y tá sa ngã. Con mắt của em rất hay. Tần Lạc nói, anh rất thích khẩu vị của em. Chương 1206, song xe ngựa của Lệ Khuynh Thành, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Nghe giọng nói nghiêm túc của Tần Lạc, mọi người không khỏi phì cười. Trần Tư Tuyền ôm bụng nằm trên giường cười nắc nẻ, cười tới mức thở hổn hển. Nàng nói, không được, không được, cười tới mức đau cả bụng. Yêu tinh, Tần Lạc hai người không nên làm trò cười nữa, được không? Thật đúng là không phải người một nhà thì không bước vào cửa. Hai người đúng là rất xứng đôi. Mễ Tử An cũng cười nhưng nụ cười của nàng kín đáo hơn. Đây là niềm vui thật sự phát ra từ nội tâm của mình. Nàng có thể cảm nhận được niềm vui này. Niềm vui này còn hơn cả niềm vui mang lại khi biểu diễn thành công. Lệ Khuynh Thành nói không sai. Sao Tần Lạc hắn lại đáng yêu như vậy nhỉ? Ngay lần đầu tiên gặp nhau đã chán ghét rồi tới với việc chữa trị mập mờ trong sáng tiếp đó trở thành bạn bè thân thiết. Vô tri vô giác Tần Lạc đã đi vào thế giới khép kín của nàng, trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Thật ra Tần Lạc cũng không phải là người được nhiều cô gái ưa thích. Nếu nói về bản lĩnh tán gái, hắn thật sự không đáng xách dép cho đám công tử ăn chơi hào hoa kia.
sẽ không có 999 đóa hoa hồng, không có xe thể thao cùng nhẫn kim cương, không có những lời nói ngọt ngào, không có việc bỏ tiền thuê khách sạn, thuê ban nhạc biểu diễn cho hai người, không hút thuốc lá nên không bị khói thuốc làm mờ mắt. Nhưng vấn đề quan trọng là hắn có thể chữa bệnh. Ví dụ như Lâm Hoán Khê, Tần Lạc dùng chữa bệnh làm cơ hội, thành công tiến vào thế giới tâm hồn của nàng, trở thành một dấu ấn suốt đời khó có thể phai trong lòng nàng. Ví dụ như Mễ Tử An, khi nàng mắc bệnh hôi nách, chữa trị nhiều năm không khỏi. Nếu như Mễ Tử An chỉ là một người bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng nàng lại là một đại minh tinh, nếu như cứ để tình trạng đó tiếp diễn, căn bệnh của nàng rất có thể sẽ bị người ta phóng đại. Cũng vì bị sự tra tấn đau khổ của bệnh hôi nách mà Mễ Tử An nảy sinh tâm trạng từ chối những người tiếp xúc với mình. Trong khi đó Tần Lạc Diệu thủ hồi xuân, dùng phương pháp xoa bóp cùng với thuốc kết hợp thành phương pháp chữa trị hiệu quả, chữa khỏi bệnh. Nỗi niềm vui sướng của nàng có thể dùng từ ngữ biểu đạt được không? Mỗi khi Tần Lạc chữa trị cho một bệnh nhân nữ chính là cơ hội lúc người phụ nữ đó ở vào tình trạng yếu đuối nhất mà tấn công. Cho nên Trung Nam Sơn lão đạo khi nhìn thấy Tần Lạc đã nói, con người này cả đời mệnh đào hoa vô số, thành kiếp. Lệ Khuynh Thành cười nói với Tần Lạc, nếu như chúng ta có thể có được quyền sử dụng phương thuốc này. Khuynh Thành quốc tế của chúng ta lại có một sản phẩm chủ đạo. Nó có thể trở thành sản phẩm bán chạy như bột phấn Kim Dũng. Doanh thu của Khuynh Thành quốc tế sẽ tăng trưởng rất mạnh. Được rồi, em đã nghĩ xong tên của nó rồi. Gọi là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, được không? Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, tên này nghe rất quen. Trần Tư Tuyền nói. Đương nhiên là quen rồi. Lệ Khuynh Thành nói, cậu không ỷ thiên đồ long ký của Kim Đại Sư à? Trong đó có một loại thuốc có thể chữa trị cho người gãy xương. Khi Tần Lạc còn nhỏ, hằng ngày hắn đều vùi đầu đọc sách nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của cô, Tần Lam, cũng lén đọc khá nhiều tiểu thuyết. Đương nhiên hắn cũng đọc tiểu thuyết của nhị vị đại sư, Kim, Cổ. Hắn cũng đọc ỷ thiên đồ long ký, biết trong đó có một kỳ dược gọi là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Dược tính của phương thuốc này rất thần kỳ nhưng liệu pháp cực kỳ bá đạo. Nó có thể chữa trị hoàn toàn cho những đoạn xương gãy không nối được, cho xương bị kim cương chỉ đánh nát thành bột. Thế nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết, còn trong thực tế không có phương thuốc nào thần kỳ như vậy. Mặc dù phương thuốc Tần Lạc dùng chữa trị cho Mễ Tử An không có hiệu quả thần kỳ đó nhưng dùng nó đều chữa trị chấn thương xương cốt vẫn rất hiệu quả. Nếu như phương thuốc này thật sự thần kỳ như thế Tần Lạc đã sớm dùng nỏ để chữa trị chân cho Long Vương. Đương nhiên chân của Long Vương khác với chấn thương của Mễ Tử An. Long Vương gặp vấn đề về kinh mạch, xương khớp của ông không bị thương. Ồ, mình nhớ rồi. Trần Tư Tuyền bừng tỉnh, nàng nói, mình đã nói là nó rất quen mà, thì ra mình đã từng đọc quyển sách này. Tên này rất hay, Kim Đại Sư vốn là người rất nổi tiếng, có một lượng độc giả rất lớn. Mọi người chỉ cần nghe tên là biết loại thuốc này có tác dụng gì. Không biết Kim Đại Sư có đồng ý không nhỉ? Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói, ông ấy sẽ đồng ý. Tần Lạc hiểu cái tên này rất hay, hắn nói, thế này đi, trước tiên anh xin quyền sử dụng phương thuốc này. Nếu như được trao quyền, em hãy đi đàm phán với Kim Đại Sư, nói chúng ta muốn dùng cái tên đó. Thật ra chúng ta trực tiếp dùng nó đăng ký thương hiệu cũng không gặp vấn đề về bản quyền. Lệ Khuynh Thành nói, thế nhưng em hiểu cách làm của anh. Anh nghĩ cần phải trả tiền mới yên tâm. Vậy đi, anh hãy cho người đó phí sử dụng nhưng em cần mua đứt cái tên đó. Tần Lạc gật đầu, nghiêm túc nói, anh có nhận được thư của bạn. Hiện nay bọn họ kiếm tiền không dễ dàng gì. Hôm nay là Tần Lạc chữa bệnh thoải mái nhất, hắn vừa nói đùa với Trần Tư Tuyền và Mễ Tử An, vừa thảo luận kế hoạch phát triển công ty trong tương lai với Lệ Khuynh Thành, lại còn nhanh chóng châm kim khơi thông huyệt đạo chỗ vết sưng ở đầu gối của Mễ Tử An. Sau đó hắn cất ngân châm, xắn tay áo đi rửa tay trừ độc. Sau khi quay lại, Tần Lạc tiếp tục quấy thuốc trong bình sứ, sau khi hắn lại dùng tay quấy, hắn nắm một ít chất lỏng sền sệt đó đắp lên vị trí vết thương của Mễ Tử An. À. Mễ Tử An khẽ kêu lên một tiếng. Lạnh, thật sự rất lạnh. Giống như trong mùa hè cực kỳ nóng bức, đột nhiên có người băng vào cổ bạn một cuộc băng lạnh buốt như băng. Thế nhưng cảm giác này cực kỳ thoải mái. Mễ Tử An cảm thấy cơn đau ở đầu gối mình đã giảm đi rất nhiều. Hơi lạnh, Tần Lạc cười nói, nhưng sẽ lập tức tốt thôi. Hai bàn tay Tần Lạc nhẹ nhàng bôi trên đùi Mễ Tử An, bôi chất lỏng thành một lớp dày trên đùi của nàng. Mễ Tử An cảm thấy vừa lạnh vừa ngứa, mặc dù còn cách một lớp chất lỏng sền sệt nhưng Mễ Tử An vẫn cảm thấy như Tần Lạc đang vuốt ve bắp chân mình, nói một cách chính xác là đang xoa bóp bắp chân nàng. Dù thân thể nàng căng cứng,
nàng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, tươi cười. Bên cạnh Mễ Tử An còn hai người đang giám sát, nàng không thể để cho hai người kia nhận ra bất kỳ manh mối nào. An An, đãi ngộ không tệ, đúng không? Nước Tần đại sư của chúng ta tự mình ra tay bôi thuốc. Trần Tư Tuyền trêu chọc Mễ Tử An. Lần trước khi chữa chân cho chị, không phải anh ấy cũng bôi thuốc cho chị sao? Mễ Tử An phản kích. Mễ Tử An đã nghe Trần Tư Tuyền kể khi nàng còn làm người mẫu chân, nàng bất cẩn khiến trên đùi xuất hiện một vết thẹo, chính Tần Lạc đã giúp chữa trị cho nàng. Ôi, tới tận bây giờ em vẫn nhớ trận đó sao? Trần Tư Tuyền liếc mắt nhìn Mễ Tử An nói, bình thường chị thấy em không có trí nhớ tốt như vậy mà. Em chỉ nhớ những gì đáng nhớ. Mễ Tử An vừa cố kìm nén cơn run rẩy từ đùi mang lại, vừa đấu võ mồm với Trần Tư Tuyền. Nàng đang cố ý làm điều này vì muốn di chuyển sự chú ý khỏi bản thân mình. Tần Lạc nhanh chóng bôi trên đùi Mễ Tử An một lớp bùn mỏng. Bắp chân vốn trắng nõn nà của nàng giờ biết thành một lớp tất màu đen, giống như nàng bất cẩn bước vào trong đám bùn nhão vậy. Thế nhưng loại bùn này hoàn toàn không có mùi thối, lại còn thoang thoảng tỏa ra hương thơm của thuốc ngan ngác. Không được cử động, đợi sau khi lớp bùn khô sẽ dùng băng gạt băng lại. Tần Lạc nói, hai ngày thay một lần. Sau một tuần em có thể lên sân khấu biểu diễn. Cảm ơn, Mễ Tử An xúc động nói. Sao lại khách khí như vậy? Tần Lạc cười nói rồi đi vào trong phòng tắm rửa tay. Ngủ với anh ấy rồi còn nói cảm ơn gì nữa? Trần Tư Tuyền thì thào châm chọc. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh nói chen vào, đây là việc anh ấy phải làm. Hai người, Mễ Tử An như muốn khóc, hai người phụ nữ này sao chỉ biết vạch áo cho người xem lưng vậy? Thậm chí cả bản thân nàng cũng không nhớ tình hình xảy ra lúc đó. Ngay khi tỉnh dậy, Mễ Tử An phát hiện mình đang nằm trong lòng Tần Lạc, bàn tay Tần Lạc còn đang nắm chặt nhũ hoa của mình. Được rồi, không nói điều này nữa. Trần Tư Tuyền nhìn thấy sắc mặt Mễ Tử An không tốt, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. An An, em chuẩn bị đối phó với Chu Lý thế nào? Vẫn còn chưa nghĩ ra, Mễ Tử An nói. Đúng lúc này bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Trần Tư Tuyền đi ra mở cửa, nàng nhìn thấy Vu Tĩnh và một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng trước cửa. Chị Vu, Triệu Tổng, anh cũng tới. Trần Tư Tuyền nhìn hai người, lên tiếng chào. Mặc dù hiện nay Trần Tư Tuyền không còn là người trong giới người mẫu nhưng nàng rất quen thuộc với Triệu Khải Hùng. Anh ta là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, chỉ một câu nói của anh ta có thể quyết định số mệnh của một ngôi sao. Mễ Tử An có thể bùng nổ, nổi tiếng tới mức này cũng đều do công Triệu Khải Hùng nỗ lực lăng xê. Ha ha, Tư Tuyền cũng ở đây. Triệu Khải Hùng lên tiếng. Tử An đâu, nghe nói cô ấy bị thương, tôi lập tức mua vé bay sang đây. An An có việc gì không? An An đang ở bên trong. Triệu Tổng, chị Vu vào trong ngồi đi. Trần Tư Tuyền nhiệt tình nói. Chương 1207, ai đánh, người đó chịu trách nhiệm. Mễ Tử An đôi chút không hài lòng với Vu Tĩnh, là một người đại diện đủ tư cách, tức là phải suy nghĩ tới cảm nhận của ngôi sao, cũng như làm việc vì lợi ích của công ty nhưng cách thức làm việc của Vu Tĩnh hoàn toàn dựa trên thái độ dàn xếp ổn thỏa. Lấy sự kiện lần này mà nói, thái độ của Vu Tĩnh chính là nhẫn nại và nhấp nại, thậm chí nếu như Mễ Tử An đồng ý, Vu Tĩnh sẽ không ngần ngại để Mễ Tử An dùng thân thể mình trao đổi lấy một chút lợi ích cho công ty. Thế nhưng Mễ Tử An vẫn tương đối coi trọng bá nhạc Triệu Khải Hùng, người đã tự tay lăng xê nàng lên tới địa vị như bây giờ. Khi nhìn thấy Triệu Khải Hùng nhanh chóng bay từ Đài Loan sang, Mễ Tử An cực kỳ chấn động, nàng cố gắng ngồi thẳng người chào Triệu Khải Hùng. Triệu Tổng, sao anh lại sang đây? Làm phiền anh nhiều quá. Triệu Khải Hùng cười ha hả, âm thanh ồm ồm, cực kỳ khí thế. Anh ta nói, An An, cô chính là ái tướng của tôi. Tôi sao có thể để cho cô chịu oan ức? Khi biết cô ngã bị thương, tôi rất lo lắng. Nếu như ngay hôm nay tôi không bay sang đây, chỉ sợ tối nay tôi cũng không ngủ ngon nữa. Cảm ơn Triệu Tổng, một lần nữa Mễ Tử An lại nói câu cảm ơn. Triệu Khải Hùng nhìn lớp bùn màu đen quanh bắp chân Mễ Tử An, cau mày hỏi, đây là cái gì vậy? Sao lại có mùi vị kỳ quái? Đây là thuốc bệnh viện kê hả? Không phải, là thuốc của một người bạn tôi. Mễ Tử An nói. Hồ đồ, thật sự rất hồ đồ. Triệu Khải Hùng nói, An An, tại sao cô lại hồ đồ như vậy hả? Tại sao cô không biết quý trọng bản thân mình? Bác sĩ bệnh viện mới là chính quy. Các đơn thuốc của bọn họ khoa học nhất, hiệu quả nhất. Co chát cái thứ này làm gì hả? Nếu như làm chậm lại quá trình bình phục của cô thì sao hả?
nếu như làm cho vết thương của cô thêm trầm trọng hơn thì sao hả? An An, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học. Triệu Khải Hùng nói tất cả những điều này chỉ là biểu thị mối quan tâm tới Mễ Tử An, anh ta không biết câu nói của mình đã đắc tội với mấy người. Ồ, vậy theo ý của anh Trung Y không phải là khoa học sao? Dùng Trung Y chính là không biết quý trọng mạng sống sao? Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói, đã là một người lớn như vậy sao vẫn chưa học được cách nói tiếng người vậy? Triệu Khải Hùng là ai hả? Anh ta chính là đại ca của đại ca trong giới giải trí. Cho dù đại minh tinh hay tiểu minh tinh khi nhìn thấy anh đều phải gọi một tiếng hùng ra. Người phụ nữ kia mắng anh ta, không chỉ châm chọc khiêu khích anh ta mà còn mắng anh ta không biết nói tiếng người. Sao Triệu Khải Hùng có thể dễ dàng tha thứ cho điều này? Triệu Khải Hùng liếc nhìn Lệ Khuynh Thành, trong nháy mắt trong lòng anh ta ngập tràn cảm giác kinh ngạc, chấn động. Giới giải trí có nhiều tuấn nam, mỹ nữ, có người trong sáng, có người xinh đẹp. Có người có khí chất cực kỳ mạnh mẽ nhưng người phụ nữ trước mặt anh ta vừa có xinh đẹp cộng với mị lực bộc phát tới mức tận cùng. Đúng là anh ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Triệu Khải Hùng có thể dùng con mắt chuyên nghiệp của mình bảo đảm rằng chỉ cần đầu tư đúng mức cho người phụ nữ này, cô ta có thể bùng nổ khắp cả nửa ích bởi vì căn bản cô ta không cần diễn, chỉ cần biểu đạt. Thế nhưng thích chỉ là thích mà thôi, không vì thế mà thái độ không hài lòng với nàng giảm đi. Xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Lệ Khuynh Thành không ngần ngại nói tên của mình, nàng nghe nói người này có thế lực hắc đạo chống lưng, thế thì đã sao nào? Lệ Khuynh Thành, Triệu Khải Hùng cau mày suy nghĩ một lát, nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi, Lệ Chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế. Là tôi, Lệ Khuynh Thành trả lời. Ôi, thảo nào Lệ Chủ tịch thẳng thắn như vậy, thì ra có lai lịch không nhỏ. Triệu Khải Hùng châm biếm. Tôi thẳng thắn chỉ để nhìn người khác kính tôi một ly, tôi sẽ kính lại 10 phần. Nếu người khác không biết tốt xấu, tôi cũng không cần nể mặt. Lệ Khuynh Thành đáp trả tẳng thừng. Ồ, tôi thật sự không hiểu. Tôi đã từng đắc tội với Lệ tiểu thư sao? Triệu Khải Hùng hỏi lại. Anh ta cảm thấy bản thân mình còn hơn cả nàng Đậu Nga. Chính bản thân mình vừa mới đi vào phòng bệnh, còn chưa nói sai điều gì mà. Triệu Tổng hạ thấp Trung Y. Tôi không thể đồng ý. Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Triệu Khải Hùng cũng không khách khí, Trung Y chỉ là đồ lừa đảo. Khắp nơi chỉ là lang băm giả thần giả quỷ lừa người, có mấy người có chân tài thực học. Mễ Tử An là nghệ sĩ vương bài của công ty chúng tôi. Tôi quan tâm tới cô ấy, muốn cô ấy tìm được phương pháp chữa trị khoa học nhất. Chẳng lẽ điều này sai sao? Nếu như Lệ Chủ tịch đã ở trong căn phòng này chứng tỏ Lệ Chủ tịch cũng là bạn của An An. Chẳng lẽ cô không quan tâm tới sự an nguy của An An sao? Chính vì chúng tôi lo lắng cho sự an nguy của An An cho nên chúng tôi mới tới đây. Lệ Khuynh Thành nói, quả thật Trung Y có nhiều kẻ lừa đảo nhưng không có nghĩa tất cả Trung Y đều lừa đảo. Ít nhất người chữa bệnh cho An An không phải như vậy. Người chữa bệnh cho An An chính là, Triệu Khải Hùng nghi ngờ hỏi, thật ra anh ta đã sớm biết vấn đề này. Anh ta đã sớm biết tin Mễ Tử An có quan hệ thân thiết với Tần Lạc. Không phải lần trước Mễ Tử An chỉ vì Tần Lạc này mà trở mặt với người đại diện của mình sao? Lần đó chính anh ta phải cân nhắc đưa ra quyết định. Mời Vu Tính tới làm đại diện cho Mễ Tử An, khi đó mới dẹp yên được nguy cơ nghệ sĩ của mình đảo ngũ. Nay Mễ Tử An bị thương, sao có chuyện Tần Lạc không xuất hiện? Bây giờ Triệu Khải Hùng lôi Tần Lạc àm bình phong sau đó. Nói cách khác Triệu Khải Hùng có thể mắng Tần Lạc một trận. Tần Lạc làm như vậy cũng chỉ vì Mễ Tử An. Anh ta vô duyên vô cớ trách mắng, không phải sẽ làm Mễ Tử An tức giận, sinh lòng bất mãn sao? Là tôi, Tần Lạc đã rửa tay xong. Hắn cầm chiếc khăn lau tay, đẩy cánh cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Tần Lạc, Triệu Khải Hùng sửng sốt sau đó anh ta tươi cười nói, là Tần tiên sinh ra tay trợ giúp thì chuyện này có thể hiểu được. Tôi cứ lo lắng chuyện chữa trị cho An An mắc sai lầm, chúng tôi thật sự không thể gánh chịu được tổn thất này. Tần Lạc cười nói, Triệu Tổng hãy yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Một khi Tần Lạc đã xuất hiện, Triệu Khải Hùng không muốn tiếp tục dính dáng tới vấn đề chữa trị chấn thương cho Mễ Tử An nữa. Triệu Khải Hùng nghiêm túc nhìn Mễ Tử An nói, An An, tôi mới nghe Vu Tính thuật lại nên chưa hiểu rõ chuyện này. Bây giờ cô hãy nói lại cho tôi nghe, nhất định phải kể chi tiết. Hãy cố gắng kể càng rõ càng tốt. Mễ Tử An biết Triệu Khải Hùng bay sang đây chính là muốn giải quyết mâu thuẫn với Chu Lý. Chuyện này nói lớn thì không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Nếu như Chu đại thiếu gia gà mờ kia không biết chừng mực, rất có thể buổi biểu diễn sẽ thất bại trong tay anh ta. Đây là kết quả mà Mễ Tử An và công ty không muốn nhận.
Nếu như thật sự có kết quả đó, tất cả tiền đầu tư trước đó và công sức bỏ ra đều tan thành mây khói. Hơn nữa tất cả vé của buổi diễn đều đã bán hết, phải giải thích thế nào cho người hâm mộ cũng là một vấn đề rất phiền phức. Mễ Tử An suy nghĩ một lát rồi nói, 11 giờ sáng nay, tôi đang luyện tập ca khúc cho buổi diễn ở sân tổ chim. Bài hát này cần dùng tới giàn giáo trên sân khấu. Khi tôi ở trên không trung từ từ hạ giàn giáo, khi chưa xuống tới nơi đột nhiên tổ chim mất điện. Khi đó giàn dây thép bảo vệ không còn tác dụng, tôi không cẩn thận ngã xuống đất, sau đó được đưa tới bệnh viện. Chuyện sau đó xử lý như thế nào? Bên tổ chim có giải thích với chúng ta không? Triệu Khải Hùng tức giận hỏi. Chủ nhiệm quản lý sân tổ chim đã tới bệnh viện nhưng khi ấy chúng tôi đang tức giận, không cho ông ta vào trong này. Mễ Tử An nói. Sau đó anh ta bỏ đi. Triệu Khải Hùng hỏi. Mễ Tử An nhìn thoáng qua Tần Lạc và nói, ông ta xảy ra tranh cãi với Tần Lạc, thái độ cực kỳ căng thẳng. Tần Lạc vì muốn giúp Mễ Tử An nên mới ra tay đánh người, đương nhiên Mễ Tử An muốn bao che cho Tần Lạc. Nghe nói Tần tiên sinh bạt tai người ta. Triệu Khải Hùng nhìn Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Tần Lạc gật đầu nói, có chuyện như vậy. Triệu Khải Hùng nóng nảy nói, Tần tiên sinh ơi, sao anh lại kích động như vậy hả? Không phải anh không biết lai lịch của những người đó. Chu Lý kia là ai, mọi người đều là người Yến Kinh, hẳn rất quen thuộc với anh ta. Bây giờ anh đánh người của anh ta, bọn họ sao có thể từ bỏ ý đồ của mình? Nếu như bọn họ muốn trả thù, chúng ta sao có thể gánh được hậu quả này? Còn nữa chuyện này ảnh hưởng tới buổi biểu diễn của An An thì sao? Sau này An An sao có thể phát triển ở Trung Quốc nữa đây? Chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu, Tần Lạc nói, đây vốn là lỗi của bọn họ. Tôi biết là lỗi của bọn họ nhưng chúng ta không có chứng minh người ta cố ý, phải không? Chuyện này vốn không có gì to tát, tôi có quen biết mấy người ở Yến Kinh, chỉ cần bọn họ nói hộ mấy câu, chuyện này sẽ cho qua. Nhưng bây giờ anh đánh người ta, chuyện này biến thành mối tử thù, không phải trở nên bế tắc sao? Lúc này còn ai tình nguyện chịu xui xẻo đi gặp Chu Lý không? Tần Lạc xua tay nói, Triệu tiên sinh không cần lo lắng. Không vấn đề gì, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây xin lỗi. Xin lỗi, Triệu Khải Hùng lên giọng, Tần tiên sinh, đây là chuyện đại sự sinh tồn, không thể nói chơi. Anh đánh người ta, sao bọn họ có thể tới xin lỗi anh, còn không hành hạ An An tới chết sao? Xem ra anh vẫn không tin, Tần Lạc nheo mắt quan sát Triệu Khải Hùng. Đánh giá mức độ chân thật trong thái độ của anh ta. Tôi không thể tin được, Triệu Khải Hùng nói, Tần tiên sinh, anh là người đánh người ta, tôi hy vọng anh có thể đứng ra nói chuyện với bọn họ, mở cho chúng tôi một lối thoát. Có vài người chúng tôi không thể đắc tội được cho nên có một vài việc chúng tôi không thể gánh vác được. Có lẽ anh có thể hiểu được điều này. Ý tứ của Triệu Khải Hùng rất rõ ràng. Thứ nhất anh là người đánh người, không liên quan tới chúng tôi. Tốt nhất anh hãy chủ động đứng ra xin lỗi người ta. Thứ hai chúng tôi là người là ăn. Người làm ăn chú trọng giữ hòa khí cùng phát tài. Chúng tôi không chọc Chu Lý, anh là người trêu chọc, anh tự mình gánh chịu. Chương 1208, anh ta thật sự mắc bệnh sao? Là một người làm ăn nói như vậy không có gì sai. Bọn họ thích dùng cái nhỏ được cái lớn, thích trả cái giá nhỏ nhất mà đạt được lợi nhuận cao nhất hơn nữa bọn họ không thích mạo hiểm. Mặc dù là mạo hiểm thì phải có sức hấp dẫn cực lớn mới khiến bọn họ làm theo. Thế nhưng mấy câu này khi lọt vào tai mấy người Tần Lạc, Mễ Tử An khiến bọn họ thực sự rất khó chịu. Ôi, vậy việc Tần Lạc xuất đầu lộ diện thay các người là sai sao? Đáng lẽ anh ấy phải đứng trơ mắt nhìn Mễ Tử An bị người khác ức hiếp mới đúng. Lệ Khuynh Thành là người đầu tiên không nhẫn nhịn được, tính cách của nàng là dám yêu dám hạn, giống như một thanh chủy thủ sắc bén không gì xét. Người khác ức hiếp nàng. Nàng có thể vì một vài điều gì đó mà nhẫn nhịn nhưng nếu có người ức hiếp Tần Lạc, nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Đây là phong cách làm việc của Triệu Tổng sao? Nghe có vẻ không có đạo lý lắm nhỉ? Trần Tư Tuyền cũng cực kỳ bất mãn, nàng nói, Triệu Tổng, anh không thể nói như vậy. Tần Lạc là bạn của Mễ Tử An, bọn họ rõ ràng muốn ức hiếp Mễ Tử An, còn muốn ép buộc cô ấy theo sự điều khiển của bọn họ. Tần Lạc trượng nghĩa ra tay trợ giúp An An, Khôn Di phải cũng là trợ giúp công ty của anh sao? Nếu như nghệ sĩ vương bài của công ty anh bị người ta ức hiếp, thậm chí không có ai đứng ra giải quyết, Triệu Tổng có còn thể diện như này không? Bên ngoài có khá nhiều phóng viên đang chờ, nếu như bọn họ biết được chuyện này, Triệu Tổng không sợ khiến mọi người tức giận sao? Nếu như Trần Tư Tuyền vẫn còn là một người mẫu chân, nàng tuyệt đối không dám lên tiếng phản đối Triệu Khải Hùng nhưng bây giờ nàng đã từ bỏ giới người mẫu, tham gia vào Khuynh Thành quốc tế,
sự nghiệp càng lúc càng lên, cách thức nói chuyện cũng càng có trọng lượng hơn. Triệu Khải Hùng là người hô mưa gọi gió trong giới giải trí nhưng anh ta thật sự không có nhiều sức mạnh trong giới kinh doanh. Trần Tư Tuyền hoàn toàn không hề e ngại chuyện này. Nàng chỉ cần đề phòng một vài chiêu thức hạ lưu của anh ta mà thôi. Mễ Tử An là người tức giận, áy náy nhất, Tần Lạc vì nàng mới đánh người ta. Ngay khi biết mình bị thương, anh ấy vội vàng chạy tới giúp mình chữa trị, giúp mình bôi thuốc, giúp đối phó với chủ nhiệm sân tổ chim kia, giúp mình đánh người hả giận. Bất kỳ việc làm nào của anh ấy cũng là vì mình. Tâm trạng Mễ Tử An rất vui vẻ, hệt như một cô gái với cảm giác ngọt ngào khi đang yêu. Thế nhưng ngay khi ông chủ công ty nàng tới lập tức vứt bỏ mối liên quan tới chuyện đó. Điều này không phải khiến người ta rất tức giận sao? Triệu Tổng, Tần Lạc vì tôi nên mới làm như vậy. Người bọn họ ức hiếp chính là tôi. Sao có thể nói chuyện này không liên quan tới chúng tôi? Sắc mặt Mễ Tử An rất nghiêm túc, nàng nói, nếu như Tần Lạc không đứng ra hỗ trợ, kết quả sẽ như thế nào? Chẳng lẽ tôi phải đồng ý với yêu cầu vô lý của bọn họ sao? Người khác chất vấn có thể Triệu Khải Hùng không thèm quan tâm nhưng khi Mễ Tử An nói, anh ta thực sự rất nghiêm túc. Mễ Tử An chính là con bài chủ chốt tiến vào thị trường nội địa. Nếu như Mễ Tử An ngang ngạnh trở mặt với mình, cuối cùng người tổn thất vẫn chỉ là mình. An An, tôi hiểu rất rõ ý tứ của cô. Tôi cũng hiểu tâm trạng của cô nhưng cô hãy đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ cho tôi, hãy nghĩ cho công ty. Nếu như chỉ vì cô, mâu thuẫn của chúng ta với Chu Lý hoàn toàn không đáng nói. Anh ta thích nữ ngôi sao, chúng ta chỉ cần tìm một tiểu minh tinh cởi mở một chút tới bồi tiếp anh ta là xong. Cô không thích, tôi tuyệt đối sẽ không ép cô. Thế nhưng lúc này Tần tiên sinh đánh người, sự việc đã thay đổi hoàn toàn khác. Tôi là người làm ăn, bên dưới còn rất nhiều người kiếm miếng cơm của tôi. Bây giờ tôi đắc tội với anh ta, sau này công ty của chúng ta sao có thể đứng chân ở Yến Kinh nữa đây? Buổi biểu diễn của cô không cần diễn nữa sao? Không chỉ có cô mà toàn bộ những nghệ sĩ trong công ty chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Khải Hùng giải thích với dáng vẻ rất chân thành, thái độ như rất tận tình khuyên nhủ, trong lòng tôi cũng rất cảm ơn Tần tiên sinh đã trượng nghĩa. Nếu như là chuyện khác, nhất định tôi sẽ đứng ra xử lý. Nếu như chúng ta kết mối thù quá sâu với anh ta, chúng ta không thể gánh chịu được hậu quả của nó. Mễ Tử An khẽ thở dài một hơi, cố gắng tranh cãi. Triệu Tổng bảo tôi hãy đứng trên lập trường của anh mà suy xét vấn đề. Tôi đã làm như vậy, cũng hiểu được anh nói có lý. Thế nhưng Triệu Tổng có đứng trên lập trường của tôi để suy xét vấn đề không? Tôi bị người ta quấy rầy, công ty không ra mặt giúp tôi bị người ta hại ngã từ trên cao xuống, chấn thương chân, công ty không ra mặt giúp tôi. Bây giờ bạn của tôi ra mặt giải quyết, kết quả các người lại đổ hết trách nhiệm lên người anh ấy. Điều này có công bằng với anh ấy không? Nếu như tôi đồng ý, sau này tôi tới Yến Kinh còn dám gặp mặt bọn họ không? Tôi còn dám làm người nữa không? Triệu Khải Hùng biết mối quan hệ của Mễ Tử An với Tần Lạc rất đặc biệt, thậm chí anh ta còn nghi ngờ hai người có mối quan hệ mờ ám với nhau. Đương nhiên chuyện này không thể hỏi trước mặt mọi người, nếu làm như vậy anh ta hoàn toàn đắc tội với hai người này. Anh ta là người trong giới giải trí, anh ta hiểu cách đối xử khôn khéo, hợp lòng người. Triệu Khải Hùng nhìn Mễ Tử An cười nói, An An, cô nói cũng có lý. Tôi tôn trọng An An, tôi cũng tôn trọng tình bạn của hai người. An An, cô cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Mễ Tử An trầm ngâm, nàng liếc mắt nhìn Tần Lạc. Tần Lạc cười nói, người bây giờ phải đau đầu là bọn họ. Chúng ta không cần lo lắng. Ánh mắt Triệu Khải Hùng bừng sáng, anh ta hỏi, chẳng lẽ Tần tiên sinh đã tìm người? Triệu Khải Hùng thầm đoán nhất định họ Tần này đã tìm một nhân vật có thân phận bất phàm nói chuyện với Chu Lý, thậm chí người này có thế lực sau lưng hùng mạnh tới mức ngay cả Chu Lý cũng phải e ngại nếu không sao anh ta lại nói bây giờ bọn họ là người đau đầu. Không, Tần Lạc từ chối. Vậy tại sao Tần tiên sinh lại khẳng định bọn họ sẽ đau đầu? Bề ngoài Triệu Khải Hùng vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì không. Nếu như không phải Mễ Tử An đang có mặt ở đây, anh ta đã nổi cơn cuồng phong. Gã này đang coi người ta như con nít mà chơi đùa sao? Anh ta không ngốc, Tần Lạc cười nói, anh ta biết làm thế nào mới là quyết định chính xác nhất. Nếu như bọn họ không đau đầu thì sao? Triệu Khải Hùng hỏi lại, nếu như bọn họ tìm cách trả thù thì sao? Tần Lạc nhìn Triệu Khải Hùng nói, vậy chúng ta hãy đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Trước tiên tôi không nói đánh cuộc cái gì mà chúng ta hãy nói về tiền đặt cược. Triệu Khải Hùng cảnh giác nhìn Tần Lạc nói, đánh cuộc cái gì? Mễ Tử An,
Tần Lạc nhìn Mễ Tử An đang nằm trên giường bệnh nói. Anh có ý gì? Triệu Khải Hùng hỏi. Nếu như tôi thắng cược, Mễ Tử An sẽ rời khỏi công ty của anh. Nếu như tôi thua cuộc, chuyện của Chu Lý một mình tôi chịu trách nhiệm, không có bất kỳ liên quan nào tới công ty của anh. Tần Lạc nói. Không được, Triệu Khải Hùng lập tức từ chối. Tôi không thể mang An An ra đánh cuộc. Triệu Khải Hùng không phải là kẻ ngu, sao anh ta có thể đồng ý cách thức đánh cuộc như thế? Mễ Tử An là con gà đẻ trứng vàng trong công ty anh ta, là người tiên phong điển hình của công ty. Nếu như anh ta để Mễ Tử An chạy mất, coi như anh ta sẽ tổn thất một viên đại tướng và một nửa giang sơn thế giới giải trí. Trong khi đó chuyện của Chu Lý vốn phải do mình gã này chịu trách nhiệm, bây giờ gã lại muốn tranh thủ dùng điều kiện này để đánh đổi, không phải gã rất xảo quyệt sao? Tôi chỉ nói yêu cầu của tôi cho anh biết, tôi cũng không nghĩ sẽ nhận được sự đồng ý của anh. Tần Lạc nhìn Mễ Tử An hỏi, hợp đồng của em còn mấy năm nữa? Đúng vậy, Mễ Tử An gật đầu nói, hợp đồng 8 năm đã hoàn thành được 7 năm rồi. Từ khi Mễ Tử An xuất đạo, nàng đã gia nhập Nhạc Quả. Từ một người mới trưởng thành tới địa vị thiên hậu Rock and Roll, mỗi một bước đi của nàng đều có dấu ấn của công ty, có cố gắng của Triệu Khải Hùng, chính vì vậy nàng vẫn biết ơn công ty. Rất nhiều người biết hợp đồng của nàng sắp hết hạn, ra giá trên trời để đào góc tường nhưng đều bị nàng từ chối. Thế nhưng lúc này đây thái độ làm việc của Nhạc Quả thật sự làm nàng thất vọng. Em có muốn đổi sang một công ty mới không? Tần Lạc cười hỏi. Mễ Tử An không trả lời. Vấn đề này quá bất ngờ, cũng rất khó trả lời. Đổi lại một công ty mới. Công ty mới tên là gì? Công ty mới có thực lực hùng mạnh không? Tương lai thế nào? Đãi ngộ thế nào? Nàng không biết mấy chuyện này, sao nàng có thể dễ dàng đào mũ được? Em sẽ suy nghĩ, Mễ Tử An nói. Tần Lạc rất thích tính cách cẩn thận như vậy, chính vì vậy hắn không quá quan tâm. Tần Lạc gật đầu nói như vậy là anh biết cần phải làm gì. Tần Lạc nhìn Triệu Khải Hùng nói, nếu như tôi đoán không sai. Ngay trong hôm nay Chu Lý sẽ cử người tới tìm anh xin lỗi. Tôi đề nghị, từ chối. Tần tiên sinh, Triệu Khải Hùng thực sự nổi giận. Anh ta có địa vị hiển hách, là đại ca trong giới, bất kỳ ai nhìn thấy anh ta cũng phải khúm núm, nhưng tại sao gã này lại dạy cho anh ta cần phải làm gì? Đây là chuyện riêng của công ty tôi. Xử lý thế nào là chuyện của tôi? Chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới anh. Triệu Khải Hùng dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa tôi cảm thấy Chu Lý không việc gì mà phải cử người tới tìm tôi xin lỗi. Anh đánh người của anh ta lại cử người tới xin lỗi tôi. Anh ta mắc bệnh sao? Hiển nhiên Triệu Khải Hùng không hiểu hết về năng lực của Tần Lạc. Cũng có thể hiểu được điều này. Một thầy thuốc, cho dù có tài năng nghịch thiên đi chăng nữa, cho dù có là thầy thuốc riêng của lãnh đạo đất nước đi nữa, đứng trước mặt đám công tử ca hò hét thì được cái gì cơ chứ? Đứng lúc này phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Thư ký của Triệu Khải Hùng đẩy cửa đi vào trong nói, ông chủ, Tiêu chủ nhiệm của sân tổ chim tới, ông ấy muốn gặp anh. Triệu Khải Hùng ngạc nhiên nhìn Tần Lạc thầm nghĩ. Anh ta bị bệnh thật sao? Chương 1209, giả hổ ăn thịt lợn. Đối với Triệu Khải Hùng mà nói, Chu Lý là người Tần Lạc khó có thể động vào, bởi vì Chu Lý là người có thể gây ra cho anh ta những tổn thất thực chất nhất. Còn về phần Tần Lạc, cùng lắm thì hai bên không làm bạn bè nữa mà thôi. Tần Lạc cực kỳ hạn chế trong lĩnh vực của anh ta. Triệu Khải Hùng tin rằng Tần Lạc đánh người là vì muốn tốt cho Mễ Tử An, nhưng làm chuyện tốt cũng có thể gây ra chuyện ngu ngốc. Trong mắt Triệu Khải Hùng, Tần Lạc quả thật ngu ngốc hết thuốc chữa. Đây chính là nguyên nhân khiến Triệu Khải Hùng nhìn Tần Lạc như kẻ thù và muốn đẩy Tần Lạc ra đường làm dê thế tội. Khi nghe thư ký của mình báo cáo chủ nhiệm sân tổ chim tới thăm, Triệu Khải Hùng như không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Triệu Khải Hùng kinh ngạc không chỉ vì bọn họ chủ động tới mà chuyện này còn bị Tần Lạc sớm đoán ra. Chẳng lẽ gã này thâm tàng bất lộ? Triệu Khải Hùng chăm chú quan sát. Đánh giá Tần Lạc như muốn xuyên thủng ngũ tạng lục phủ của hắn vậy. Tuổi trẻ, tuấn tú, gương mặt dài khiến người khác yêu thích, khí chất tầm tính, đôi mắt như thờ ơ trước chuyện đang xảy ra, dáng vẻ như đã tính trước. Xem ra anh ta quả thực đã bí mật bố trí phía sau, hơn nữa anh ta còn có mối quan hệ mật thiết với Lệ chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế. Đối với Triệu Khải Hùng, đại danh Khuynh Thành Quốc tế như sấm nổ bên tai. Từ khi nó được thành lập, báo chí, giới truyền thông liên tục ca ngợi, không gián đoạn một ngày. Trong khi đó ảnh chụp của vị chủ tịch khiêm tốn của Khuynh Thành Quốc tế ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo. Các tạp chí tài say sưa nói về lợi nhuận hàng năm của Khuynh Thành Quốc tế. Nếu so sánh cá nhân với nhau,
Triệu Khải Hùng tuyệt đối không bằng Lệ Khuynh Thành. Đương nhiên Triệu Khải Hùng không biết đại bộ phận cổ phần của Khuynh Thành quốc tế nằm trong tay người thanh niên trước mặt mà anh ta không thể nhìn thấu được. Người đang ở đâu? Triệu Khải Hùng hỏi. Đang chờ ở hành lang. Viên thư ký trả lời. Tử An, tôi ra ngoài một chút. Nhất định tôi sẽ nghĩ cách đòi lại công bằng cho cô. Triệu Khải Hùng cười nói với Mễ Tử An, rồi anh ta quay người gật đầu với mấy người Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành sau đó bước nhanh ra ngoài. Triệu Tổng, một lần nữa Tần Lạc lên tiếng căn dặn, nếu như ông ta tới xin lỗi, tốt nhất anh hãy từ chối bởi vì anh ta không đủ tư cách. Triệu Khải Hùng quay đầu liếc nhìn Tần Lạc, không nói không rằng đi thẳng ra ngoài cửa. Viên thư ký đi sau đóng cửa lại. Tần Lạc, tại sao anh lại biết bọn họ tới xin lỗi Triệu Khải Hùng? Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi, anh đoán rất đúng, quá thần kỳ. Sau khi Chu Lý quay về nhất định sẽ điều tra thông tin về anh. Tần Lạc cười nói, nếu như đã xem thông tin về anh mà anh ta còn không tới đây xin lỗi chứng minh anh ta là kẻ ngu, chứng minh anh ta là kẻ ngông cuồng, tự phụ. Người như vậy chúng ta không còn coi trọng, thế nhưng anh ta hiểu một khi tới gặp anh xin lỗi, chuyện này rất khó làm rõ chính vì vậy bọn họ sẽ chọn con đường vòng, gặp anh ta, hiển nhiên. Triệu Tổng còn có việc cần tới bọn họ, nên không dám đắc tội. Nay bọn họ chủ động tới xin lỗi, Triệu Tổng còn dám đặt điều kiện không? Quả thật rất tiện nghi cho bọn họ, Trần Tư Tuyền hừ một tiếng nói. Thật ra Mễ Tử An lại hứng thú với một chuyện khác. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc hỏi, anh muốn em đào ngũ sao? Muốn nhìn xem thái độ của em, Tần Lạc cười nói, cũng cho Triệu Tổng một cơ hội. Để xem anh ta xử lý chuyện này thế nào. Một khi anh đã nói rõ ràng như vậy, anh ta vẫn không cương quyết vậy anh ta không đáng làm ông chủ lâu dài. Một khi như vậy công ty không thể nào trợ giúp cho em trở thành một ngôi sao quốc tế. Là một người bạn, anh đề nghị em đào ngũ. Vậy, Mễ Tử An chần chừ rồi cười hỏi, anh muốn bán em cho công ty nào? Triệu Tổng, chào anh, chào anh. Tiêu Kim Lôi nhìn thấy Triệu Khải Hùng từ trong phòng bệnh đi ra, ông ta vội vàng đi nhanh tới đón. Chủ nhiệm Tiêu, chào anh. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Triệu Khải Hùng cười nói. Chính Triệu Khải Hùng là người đàm phán thuê sân tổ chim cho Mễ Tử An biểu diễn nên có thể coi anh ta và Tiêu Kim Lôi như những người quen. Đúng vậy, Triệu Tổng, khó có cơ hội anh tới Yến Kinh, hôm nay nhất định phải cho tôi một cơ hội làm ông chủ. Hôm nay chúng ta không say không về, Tiêu Kim Lôi muốn kéo Triệu Khải Hùng tới bàn rượu, như vậy chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rượu vào, không phải lời ra sao? Ha ha, hôm nay không được, Triệu Khải Hùng cười nói, chủ nhiệm Tiêu cũng biết đó. Nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty chúng tôi ngã bị thương. Lúc này mà tôi ra ngoài ăn cơm, bị giới truyền thông chụp được, không phải sẽ bị người ta đâm sau lưng sao? Đúng vậy, là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Tiêu Kim Lôi gật đầu nói, tôi quả thật tới vì chuyện này. Mễ Tử An tiểu thư tổ chức buổi diễn ở chỗ tôi, tất cả nhân viên tới lãnh đạo chúng tôi đều cảm thấy rất vinh dự. Vì chúng tôi chuẩn bị công việc không tốt khiến Mễ Tử An tiểu thư bị thương, tôi cực kỳ áy náy. Tôi tới đây chính là muốn xin lỗi Triệu Tổng, xin lỗi Mễ Tử An tiểu thư. Xin mọi người hãy tha thứ cho chúng tôi. Triệu Khải Hùng giật mình, bình thường đám quan chức này luôn vênh váo lên mặt, mắt như để trên đầu. Mỗi khi mình tới đều phải dùng hậu lễ mới khiến bọn họ bật đèn xanh. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Thái độ của bọn họ thật sự rất khác lạ. Thế nhưng Triệu Khải Hùng vẫn không dám đắc tội với Tiêu chủ nhiệm này. Anh ta xua tay nói, chủ nhiệm Tiêu, không nên khách khí. Chúng ta quen nhau không ngắn, cũng coi như bạn bè. Con người không phải bậy thánh hiền, có ai chưa từng mắc sai sót không? Cho dù là người chuyên nghiệp cũng không thể tránh khỏi sai sót. Đây là chuyện khó tránh khỏi. Tôi hiểu tâm ý của chủ nhiệm Tiêu. Chuyện này dừng ở đây, được không? Được, Triệu Tổng sảng khoái như vậy, lão Tiêu tôi cũng không thể không có thành ý. Tiêu Kim Lôi nắm chặt bàn tay Triệu Khải Hùng nói, vì biểu đạt tấm lòng của chúng tôi xin lỗi Mễ Tử An tiểu thư. Lần sử dụng sân bãi này giảm một nửa chi phí. Bên các anh đã ứng trước một nửa chi phí, nửa còn lại coi như miễn phí. Mặc khác nếu như công ty của anh còn có nghệ sĩ tới đây biểu diễn, chỉ cần Triệu Tổng nói một câu, thì được ưu đãi xuống chỉ còn 7 phần. Thật sự quá tốt, Triệu Khải Hùng cực kỳ kích động. Đây có thể nói là một số tiền không nhỏ. Điều quan trọng hơn bọn họ không những không tìm mình gây chuyện mà còn chủ động nhường lợi ích cho mình. Nếu như Triệu Khải Hùng anh ta còn chưa thấy đủ, vậy không phải là không biết điều trách mắng người ta sao? Không thể không nói vì Triệu Khải Hùng chỉ tiếp xúc với người cấp bậc thấp nên tầm nhìn của anh ta cũng khá hạn hẹp,
còn không có thói quen công phu ngoạm sư tử như những công tử ca kia. Nếu như Triệu Khải Hùng biết quả thật Tiêu Kim Lôi muốn miễn phí hoàn toàn buổi diễn của Mễ Tử An, những nghệ sĩ khác của nhạc quả tới biểu diễn được giảm 50% chi phí, không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Sau khi tiễn Tiêu Kim Lôi về, Triệu Khải Hùng vui mừng trở lại phòng bệnh Mễ Tử An. Triệu Tổng, đàm phán thế nào rồi? Mễ Tử An nhìn thấy sắc mặt Triệu Khải Hùng là biết Tần Lạc đã đoán đúng. Đám người đó tới xin lỗi. An An, chủ nhiệm Tiêu quản lý sân tổ chim tới xin lỗi vì sơ sót trong công việc của bọn họ. Triệu Khải Hùng cười nói. Vì lần này nhận được tin vui nên thái độ của anh ta với Tần Lạc thay đổi khá nhiều. Anh ta cảm kích nhìn Tần Lạc nói, Tần tiên sinh đúng là thần. Mọi chuyện đều bị anh dự đoán trước, Triệu Mỗ bái phục. Tần Lạc không bị mờ mắt bởi mê thang này của anh ta, hắn chỉ nhếch mép cười nhìn Triệu Khải Hùng hỏi, chỉ xin lỗi thôi sao? Triệu Khải Hùng thầm bực bội trong lòng nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, bọn họ không chỉ xin lỗi mà còn chủ động miễn phí một nửa chi phí biểu diễn của Tử An. Còn gì nữa không? Những nghệ sĩ khác của công ty tới tổ chim biểu diễn được giảm chỉ còn 7 phần. Dưới sự truy hỏi của Tần Lạc, Triệu Khải Hùng phải nói chi tiết mọi việc. Loại chuyện như này không giấu được, tốt nhất là công khai. Cố gắng đạt được lợi ích lớn nhất, Tần Lạc cười nói, Triệu Tổng đúng là tiểu tài. Đúng vậy, Triệu Khải Hùng vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của Tần Lạc. Lần này coi như nhân họa đắc phúc, công ty thu được lợi nhuận khá lớn. Tất cả đều là công lao của Tử An. Tôi muốn thay mặt công ty và các anh chị em trong công ty cảm ơn cô ấy. Sau này mọi người đều có thể đến tổ chim biểu diễn. Nhưng tôi vẫn có một chuyện không hiểu. Lệ Khuynh Thành tiếp lời. Nàng là người thông minh, nhanh nhạy, phối hợp ăn ý với Tần Lạc. Tần Lạc chỉ cần nhổm mông, nàng biết hắn muốn đi tiểu. Lệ Khuynh Thành biết Tần Lạc muốn chơi Triệu Tổng này. Thế nhưng những lời này do hắn nói ra, hắn sẽ là người tính toán chi ly, nhỏ nhen nên nàng chủ động nói thay hắn. Một người phụ nữ như nàng nói ra, vẫn bảo vệ được thể diện của Tần Lạc lại đẩy Triệu Khải Hùng vào thế khó. Bọn họ chỉ xin lỗi anh và làm lợi cho công ty của anh. Còn An An thì sao? Người bị hại như An An thì được đền bù cái gì? Điều này, nhất thời Triệu Khải Hùng không nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này. Anh ta chần chừ một lát rồi mới nói, tôi mới nói An An là công thần của công ty, đương nhiên công ty sẽ thưởng cho cô ấy. Vậy còn Chu Lý? Người quấy rầy cô ấy là Chu Lý. Lệ Khuynh Thành hỏi, anh ta không có chuyện gì sao? Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới anh ta sao? Triệu Khải Hùng nổi giận. Đây chính là chuyện của công ty mình, sao lại liên tục để cho người ngoài nhúng tay vào? Theo ý của Lệ Tiểu Thư, chuyện này nên xử lý thế nào? Hãy để cho Chu Lý tới đây nhận lỗi. Lệ Khuynh Thành nói. Tôi không làm được, Triệu Khải Hùng thẳng thắn nói. Tôi làm, Tần Lạc nói. Hắn nhìn Vu Tĩnh đứng bên cạnh Triệu Khải Hùng hỏi, chỉ có số điện thoại của chủ nhiệm Tiêu không? Vu Tĩnh nhìn Triệu Khải Hùng không trả lời. Đương nhiên cô đứng về phía Triệu Khải Hùng. Em có, Mễ Tử An nói rồi nàng đưa điện thoại di động của mình cho Tần Lạc. Tần Lạc tìm tòi một lát rồi bấm số gọi cho Tiêu Kim Lôi, hắn nói, hãy bảo chủ nhân của ông tới đây xin lỗi nếu không chuyện này vẫn chưa xong đâu. Có người mắng giả chứ ăn thịt hổ. Lúc này hắn nhất định phải giả hổ ăn thịt con lợn béo Chu Lý này. Chương 1210, anh tình nguyện gánh chịu mỹ danh thiên cổ này. Ánh trăng như nước, tiến vào căn phòng rộng rãi, làm dịu mát hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Sau khi cùng Triệu Khải Hùng chia tay trong cảnh không vui, vì phòng bệnh không có nhiều giường, Trần Tư Tuyền ở lại chăm sóc Mễ Tử An, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành quay về tầng 3 thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Lâu ngày không gặp, hai người liên tục quấn lấy nhau. Từng lần tiến vào trong nhau đảo điên, cuối cùng hai người mới tạm nghỉ, nằm ôm nhau thở hổn hển. Làm vậy có quá mức không? Lệ Khuynh Thành hỏi, nếu Triệu Khải Hùng có ý kiến với An An, liệu anh ta có gây khó dễ cho cô ấy không? Có áp lực mới có động lực, giọng nói Tần Lạc uể oải, hai mắt hắn đóng mà như không đóng, mơ màng, buồn ngủ. Cho anh ta một ít áp lực, anh ta mới nhận ra giá trị chân chính của An An nếu không An An trong tay anh ta chỉ như một con gà đẻ trứng vàng. Anh ta có ý kiến với An An cũng sẽ có ý kiến với anh ta chỉ lo nghĩ cho lợi ích của công ty, không nhận ra tổn thương và uất ức của An An. Chẳng lẽ An An không khó chịu trong lòng sao? Chỉ anh mới biết thương hương tiếc ngọc, Lệ Khuynh Thành cắn một cái lên ngực Tần Lạc, nũng nịu nói. Người phụ nữ này khi tức giận cũng có thể khiến người ta long từng khớp xương. Tần Lạc ôm chặt Lệ Khuynh Thành, không cho nàng tiếp tục hành động nữa.
Người phụ nữ này biết thân thể mình rất hấp dẫn nên nàng luôn như vậy, khiêu khích một cách trắng trợn thần kinh yếu ớt của Tần Lạc. Vấn đề quan trọng lúc này là Tần Lạc thật sự hữu tâm vô lực. Em cũng biết phẩm hạnh của đám công tử ca đó. Với tình hình của chúng, lần này chúng cảm thấy mình bị hại, cảm thấy mất mặt, nhất định lần sau chúng sẽ trả thù nghiêm trọng hơn trừ khi phải đánh cho chúng đau đớn, cực kỳ đau đớn, đau tới mức sợ, chúng mới có thể ghi nhớ trong lòng. Tần Lạc giải thích, nếu như không bắt anh ta tới xin lỗi, lần sau anh ta lại tìm quấy rầy An An thì sao? Khi đó không có mặt anh thì sao? Triệu Khải Hùng rất mềm yếu, không có sự cứng rắn, khí phách của một ông chủ. Anh có sao? Lệ Khuynh Thành ngoan ngoãn nép sát người vào lòng Tần Lạc, cười hỏi. Không có, Tần Lạc thẳng thắn trả lời. Thế nhưng chỉ cần bà chủ có là được rồi. Ai là bà chủ? Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói. Anh ngủ đây, Tần Lạc nói. Sau đó Lệ Khuynh Thành cười càng lúc càng to. Tiếng cười khúc khích cùng ánh trăng nhẹ nhẹ như một khúc nhạc nhẹ động lòng người. Ngay khi tỉnh lại, cảm giác thật sự rất sảng khoái. Tần Lạc giơ tay tìm kiếm. Trong chăn còn mang theo hơi ấm, hương thơm trên người của Lệ Khuynh Thành và cả mùi hormone chưa tan biến. Đáng tiếc giai nhân đã không còn. Tần Lạc tung chăn ngồi dậy, hắn đi vào toilet tắm rửa. Khi soi mình trong gương, Tần Lạc mới phát hiện ra trên người có hai lỗ thủng không nặng cũng không nhẹ. Khi Lệ Khuynh Thành hưng phấn, nàng thích cắn người nhưng vì nàng sợ chuyện này sẽ gây phiền phức cho Tần Lạc nên không dám cắn mạnh. Lần này nàng cắn hắn tới mức này đủ biết sự hưng phấn của nàng lên cao tới mức độ nào rồi. Trên giá a ó trong phòng có một bộ quần áo ngủ mới tinh. Đó chính là đồ Lệ Khuynh Thành chuẩn bị sẵn cho Tần Lạc. Tần Lạc thay bộ quần áo ngủ, khi hắn đi ra khỏi phòng tắm, đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Mau tới ăn sáng, Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng đang bày biện thức ăn trên bàn. Tần Lạc đi tới nhìn, Lệ Khuynh Thành mua rất nhiều thức ăn sáng. Hai bát cháo vàng óng ả, mấy cái bánh bao nhân thịt, hai cái quẩy, hai quả trứng gà cả mấy đĩa dưa muối. Nhiều vậy, sao chúng mình có thể ăn hết? Tần Lạc hỏi, hắn ngồi cạnh Lệ Khuynh Thành bắt đầu ăn. Hôm qua hắn phải vận động quá nhiều nên thật sự cảm thấy đói. Biết anh đói nên mua nhiều một chút. Lệ Khuynh Thành nhấp một ngụm cháo nhỏ, nói. Nàng quay người lấy một chồng báo nhỏ trên salon đưa lại nói, anh xem đi. Tử An xuất hiện trên báo sao? Tần Lạc cười hỏi, bàn tay hắn đang cầm bánh bao thịt, dính mỡ nên không muốn cầm tờ báo. Anh cũng xuất hiện trên báo. Lệ Khuynh Thành nói. Anh, Tần Lạc sửng sốt, khi anh tới đó rất bí mật mà, cũng bị đám phóng viên chụp được sao? Tự anh xem đi, Lệ Khuynh Thành cười quỷ dị nhưng nàng không giải thích thêm. Tần Lạc vội vàng nhét miếng bánh bao vào mồm. Sau khi dùng khăn tay lau mỡ dính ở tay, hắn mới chìa tay đón nhận tờ báo. Ngay trang nhất Tần Lạc đã nhìn thấy một tiêu đề chữ in đậm màu đen có liên quan tới mình, mẹ của Phó Tổng thống nước Mỹ cầu thầy chữa bệnh, khen ngợi trung y thần kỳ. Trọng tâm của bài báo đề cập tới việc Phó Tổng thống Mỹ Jackson vì chữa bệnh xuất huyết não cho mẹ mà đề nghị Bộ Y tế Trung Quốc nghiên cứu giới thiệu người. Hơn nữa đối tượng mà Phó Tổng thống Mỹ muốn mời lại chính là Tần Lạc, người lần trước là trưởng đoàn trung y tới nước Mỹ, thi triển thần kỹ y thuật trước mặt dân chúng nước Mỹ. Vì sợ có người còn không hiểu kỳ tích Tần Lạc lập được ở nước Mỹ, bài báo còn đề cập tới chuyện trước đó, vì Phó trưởng đoàn bệnh nặng nguy hiểm, hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm tới tính mạng, danh dự của trung y bị tổn hại. Trung y bị rất nhiều quốc gia nghi ngờ. Trong thời khắc nguy nan này, Dizia Onman, không chính là Tần Lạc dũng cảm xuất hiện, anh ấy là người dũng cảm, hiền lành, giàu lòng yêu nước. Anh đã dùng phép khích tướng đánh cuộc với người ta, hơn nữa còn yêu cầu đài truyền hình tới truyền hình trực tiếp. Trước vô số người xem truyền hình, một tay tuyệt kỹ thần châm, diệu thủ hồi xuân, phó đoàn trưởng khạt ra máu và sống sót, có thể nói là kỳ tích vân vân. Trong khi đó mẹ của Phó Tổng thống Mỹ Jackson cũng bị bệnh tương tự với Tiền Hoành Lược, bị tê liệt nhiều năm nằm trên giường nên mới thỉnh cầu Tần Lạc ra tay cứu chữa. Khi Tần Lạc còn ở nước Mỹ bọn họ đã tới mời một lần nhưng không ngờ Tần Lạc vì có việc nên đã về nước sớm. Phó Tổng thống Mỹ không thể làm gì hơn đành phải phái người tới Trung Quốc mời Tần Lạc. Không chỉ có Nhật báo Yến Kinh, còn có báo Thủ đô Trung Quốc, báo Thanh Niên, báo Buổi Sáng Trung Quốc, tất cả những tờ truyền thông chủ yếu của Trung Quốc đều đăng tin này. Tin đã đăng được hai ngày nay, giống như cả thế giới đều đã biết chuyện. Đương nhiên lúc này toàn bộ thế giới đều đã biết rồi. Hành động của bọn họ nhanh thật, Tần Lạc đặt tờ báo sang một bên, tiếp tục ăn bánh bao nhân thịt. Tần Lạc hoàn toàn không ngạc nhiên trước chuyện này, hắn đã sớm dự đoán trước. Đây chính là kế hoạch của hắn.
khi Thái công dân Tẽn hắn đã nói sẽ cho giới truyền thông đưa tin này. Anh đã sớm biết, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi, nếu như em đoán không sai, đây cũng là kế hoạch do anh định ra, phải không? Tại sao em lại khẳng định như vậy? Tần Lạc hỏi ngược lại. Người khác thì em không dám nói nhưng là anh. Lệ Khuynh Thành nhìn khắp người Tần Lạc, từ trên xuống dưới, nói, em đã thấy đây là cơ hội mượn thế của Trung Y. Không một ai hiểu được hữu ích của giới truyền thông hơn anh. Nói thật nếu như anh không phải là ông chủ của em, nhất định em sẽ tuyển anh làm giám đốc bộ phận tuyên truyền. Em đánh giá anh cao như vậy sao? Tần Lạc cười hỏi, em đoán đúng, đây chính là kế hoạch của anh. Bọn họ muốn đắc lợi, sao có thể dễ dàng khiến bọn họ chiếm được lợi ích như thế? Có đôi khi em rất ngạc nhiên, trước khi đối phó với anh, bọn họ không nghiên cứu tính cách của anh sao? Lệ Khuynh Thành nhấm nháp bánh bao, gò má căng lên trông càng đáng yêu. Anh chính là kẻ điển hình cận kề cái chết mà không sợ, liều mạng chiếm tiện nghi của kẻ khác. Đây không phải là bọn họ chủ động mang danh tiếng tới tận cửa cho anh sao? Bọn họ cũng không ngu ngốc, Tần Lạc cười nói, nắm lấy nó, có danh tiếng. Nếu như anh không trị khỏi bệnh thì sao nào? Trèo càng cao thì ngã càng đau mà. Anh đã định ra kế hoạch này như vậy chứng minh anh tự tin bản thân mình có thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy, đúng không? Tần Lạc lắc đầu. Anh là thầy thuốc, không phải thần tiên. Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy bệnh nhân, sao anh có thể xác định sẽ chữa khỏi bệnh cho người ta? Vậy sao anh còn chấp nhận? Lệ Khuynh Thành giật mình nói. Nhận thì sao, dù gì đi nữa ông ta cũng cầu anh, không phải anh cầu ông ta. Có thể vì người dân trong nước, có thể làm chuyện vinh quang cho Trung Y, chuyện tốt như vậy không tuyên truyền ra ngoài thì quá lãng phí. Tần Lạc nói, cùng lắm thì tới khi đó nói mình bận nhiều việc, không có thời gian sang đó chữa bệnh cho mẹ ông ta. Chẳng lẽ mẹ phó tổng thống Mỹ còn quý trọng hơn mẹ một phó thôn trưởng chúng ta sao? Nếu anh nói như vậy nói không chừng mọi người trong nước còn cảm thấy anh không xính ngoại, không nịnh nọt, bọn họ càng ủng hộ anh thêm. Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc nói, anh không biết xấu hổ cũng không có giới hạn nào cả sao. Tất thảy đều vì Trung Y, Tần Lạc vừa ăn bánh vừa trả lời hàm hồ, anh tình nguyện gánh chịu Mỹ danh thiên cổ này. Bởi vì có quan chức đứng sau thúc đẩy, trong một ngày tin tức Phó Tổng thống Mỹ mời Tần Lạc, Trung Y Trung Quốc sang Mỹ chữa bệnh cho mẹ mình đã lan truyền khắp đất nước, thậm chí vào từng ngõ ngách của thế giới. Tần Lạc Trung Quốc, có 102. Chương 1211, tin tức bùng nổ. Đây chính là sự tiến cử quy mô cực kỳ lớn. Dưới sự thúc đẩy của quan chức chính phủ, tất cả giới truyền thông đều tham dự đưa tin, mà tiêu đề giới thiệu chỉ có một, Trung Y. Không, phải nói là Tần Lạc. Gần đây trong đưa tin của giới truyền thông, tên của Tần Lạc và Trung Y xuất hiện nhiều nhất. Bởi vì có Tần Lạc nên Trung Y được Phó Tổng thống Mỹ coi trọng. Bởi vì Trung Y nên Tần Lạc mới được Phó Tổng thống Mỹ mời. Không biết là do Tần Lạc đạt thành quả cho Trung Y hay Trung Y tạo thành quả cho Tần Lạc. Đọc nhiều hơn khiến người ta có cảm giác, Tần Lạc đại diện cho Trung Y. Trung Y chính là Tần Lạc. Cửa biệt thự Lâm gia nơi Tần Lạc ở chật kín người, rất nhiều phóng viên canh bên ngoài cửa, nhìn vào bên trong qua cánh cửa sắt, có người còn đứng bên ngoài gọi to vào bên trong, đề nghị Tần Lạc ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Bảo an tiểu khu xuất toàn bộ lực lượng đuổi đám phóng viên đi nhưng đám phóng viên đều thuộc hàng Gia Châu. Anh đuổi, bọn họ chạy, anh ngừng lại, bọn họ lại quay về. Đuổi chỉ là đuổi, không đi, cuối cùng chỉ có thể ở lại duy trì trật tự hơn nữa còn phải năn nỉ đám phóng viên nói nhỏ một chút, bình tĩnh chờ người bên trong đi ra, tóm lại không thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người khác trong khu. Giám đốc bảo an tức giận, bảo vệ canh cửa tiểu khu bị mắng tối tăm mặt mũi. Không được sự đồng ý của chủ quản lý lại đồng ý cho nhiều phóng viên vào trong. Nếu như chủ quản lý tiểu khu trách mắng, bọn họ thật sự không gánh được trách nhiệm này. Đám bảo vệ vô cùng oan ức, bọn họ nào có là đối thủ của đám phóng viên này. Bọn họ bị đám phóng viên này quay cho một trận rất mệt mỏi. Không thể đánh, chỉ có thể mắng chửi. Bọn họ biết là gì bây giờ? Bởi vì đám phóng viên tới quá sớm, Lâm Thanh Nguyên, Lâm Hoán Khê và cả Bối Bối còn chưa kịp ra ngoài, tất cả mọi người đều bị giam trong nhà. Lâm Thanh Nguyên có thói quen đọc báo vào buổi sáng, ông chỉ vào mấy bài viết trên báo nói. Nhất định mấy bài báo này đã đưa bọn họ tới. Phó Tổng thống Mỹ mời Trung Y tới chữa bệnh cho mẹ mình, đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, không, lần thứ hai. Năm xưa công nương Anna đã mời một vị Trung Y giỏi châm cứu sang chữa bệnh cho mình, cho tới tận nay chuyện này vẫn được người ta say sưa bàn tán, coi như sự khích lệ Trung Y xâm nhập thành công vào xã hội phương Tây.
thế nhưng đây chỉ là mèo khen mèo dài đuôi. Công nương Anna chỉ mời trung y điều dưỡng thân thể, trong mắt bọn họ trung y chỉ có tác dụng bảo trì thân thể, nào có coi trung y đã xâm nhập vào xã hội. Nay phó tổng thống Mỹ mời Tần Lạc sang chữa bệnh cho mẹ mình, nếu như chuyện này thành công. Ha ha, đáng được ghi vào sử sách. Ánh mắt Lâm Thanh Nguyên kiêu ngạo, tình cảm biểu lộ trong sắc mặt. Khát vọng lớn nhất của những người hành nghề trung y bọn họ chính là phát dương quang đại trung y, được người trong nước chấp nhận, mở ra cánh cửa đi ra thế giới. Trước kia trung y ốm yếu, bọn họ mất niềm tin với trung y, bi quan rồi chết lặng, ngày qua ngày trôi qua mà không một le lói hy vọng. Bây giờ vào lúc sinh thời nhìn thấy cảnh này, có thể nói nạng ly ba chén vẫn không đủ diễn đạt. Điều quan trọng, người làm nên cảnh tượng này chính là cháu rể chủ ông. Trung y truyền thừa có người kế tục, chính bản thân mình có người nối nghiệp. Đây không phải chính là sự kiện đắc ý có thể phá lên cười ba tiếng sao? Đám phóng viên kia thật đáng ghét. Bối bối lưng đeo ba lô đi lại trong phòng khách. Hôm nay là thứ hai, bối bối còn phải đi học. Lúc này bối bối đang vui mừng được đi học vì khi đó được chơi đùa cùng bạn bè, ở nhà cô bé chỉ có mỗi bảo mẫu. Cha không ở nhà, bọn họ vẫn canh ngoài cửa, không cho chúng ta ra ngoài. Bối bối suy nghĩ một lát rồi nói với Lâm Hoán Khê đang ngồi đọc báo, mẹ, hay mẹ đi trả lời phỏng vấn hộ cha, nói cha không có ở nhà. Lâm Hoán Khê liếc nhìn bối bối và nói, mẹ sẽ bảo bảo mẫu dẫn con đi học. Bọn họ nhất định sẽ không ngăn cản con. Nhưng còn mẹ thì sao? Bối bối hỏi. Mẹ ở nhà chờ một lát, lát nữa cha con sẽ quay về nhà. Lâm Hoán Khê an ủi bối bối. Bối bối có thể đi ra ngoài vì đám phóng viên không thể vây quanh phỏng vấn một cô bé con đang đi nhà trẻ thế nhưng Lâm Hoán Khê nàng không thể đi ra ngoài. Tần Lạc không có mặt ở nhà, lúc này nàng ra ngoài sẽ chỉ thu hút sự chú ý của đám phóng viên đó. Bối bối suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, vậy con cũng chờ một lát. Một mình mẹ chờ ở nhà khiến con lo lắng. Lâm Thanh Nguyên vuốt đầu bối bối hỏi, Tần Lạc đi đâu vậy? Đêm qua không về nhà hả? Bạn anh ấy bị thương, tới bệnh viện. Lâm Hoán Khê nói, khi Tần Lạc tới bệnh viện thăm Mễ Tử An đã điện thoại cho nàng. Thì ra là vậy, Lâm Thanh Nguyên cười nói nhưng ông lại thầm thở dài trong lòng. Đứa cháu rể này cái gì cũng tốt, có thể nói là hoàn mỹ nhưng hình như có nhiều hồng nhan chi kỷ thì phải. Xem ra cần phải thương lượng với lão Tần, có lẽ cần phải đẩy nhanh hôn nhân của hai đứa sớm hơn. Tần Lạc không biết động tĩnh bên ngoài hay nói cách khác hắn biết nhưng hắn không quan tâm. Cái gì gọi là tin tức? Dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin sự việc xảy ra thông báo cho mọi người biết, đó chính là tin tức. Cái gì gọi là tin hot? Thu hút sự chú ý của mọi người ở mức độ cực kỳ cao, cái đó gọi là tin hot. Mặc dù Tần Lạc không đi học nhưng hắn không đi học mà thành tài. Đương nhiên Tần Lạc đã từng đọc sách, khi còn trẻ hắn đã từng đọc khá nhiều sách báo. Thậm chí hắn từng đọc sách của cô Tần Lam từ tiểu học tới đại học. Khi hắn còn nhỏ, ngoại trừ đọc sách ra còn là thời gian chữa bệnh. Hắn biết bây giờ bản thân xuất hiện trả lời phỏng vấn, giới truyền thông và khán giả vui mừng nhưng tin tức này nhanh chóng cũng bởi vì tất cả mọi người đều đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ đương nhiên sẽ bị thu hút vào một sự kiện hấp dẫn khác. Điều này cũng giống như viết sách, khi bạn bộc lộ tất cả nội dung chính, độc giả còn tình nguyện đi theo bộ sách của bạn nữa không? Cho nên lúc này hắn sẽ không đi ra ngoài, hắn phải đợi tin tức này tiếp tục bành trướng, lan truyền cuối cùng khiến mọi người tò mò, mong mỏi tới chết đi sống lại, hắn mới xuất hiện cho bọn họ một câu trả lời. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang chờ một câu trả lời của Tần Lạc. Phó Tổng thống Mỹ mời, đi hay không đi? Hôm nay tâm trạng Tần Lạc cực kỳ tốt, hắn ăn một bát cháo, hai cái bánh bao, một cái quẩy, một quả trứng gà, một ít dưa. Gần như tất cả thức ăn sáng đều bị hắn giải quyết nhanh gọn, buông bát đũa, cảm giác cực kỳ khoan khoái, cảm giác cuộc sống cực kỳ tươi đẹp, hạnh phúc. Mình cực kỳ yêu cuộc sống này. Lệ Khuynh Thành đã sớm ăn xong, nàng vẫn ngồi bên cạnh chờ Tần Lạc, khi nhìn thấy Tần Lạc buông bát đũa, lập tức nàng đứng dậy thu dọn. Một bộ quần áo thể thao màu trắng, mái tóc cột đuôi ngựa, quần áo đơn giản, gương mặt quyến rũ, ánh mắt như nước càng khiến người ta ngây ngất, rung động, cử chỉ giơ tay nhấc chân thực sự hiểu điệu thướt tha, phong thái một phụ nữ thành thục. Tờ Tài chính Kinh tế đã tán thưởng như sau, Lệ Khuynh Thành, nữ doanh nhân ưu tú nhất trong những năm gần đây của Trung Quốc đã sớm dậy mua thức ăn sáng cho bạn trai của mình, bánh bao. Cô thu dọn chén bát, trước mặt người khác cô rực rỡ chói mắt nhưng trước mặt bạn trai của mình, cô chỉ như một người phụ nữ bé nhỏ. Chúng mình đi thăm Mễ Tử An, Tần Lạc nói.
Được, em đi tắm rửa thay quần áo. Lệ Khuynh Thành nói. Sáng ngủ dậy em không tắm sao? Tần Lạc hỏi. Tắm rồi. Vậy tại sao em còn tắm? Vừa rồi ăn bánh bao. Ăn bánh bao thì sao? Trên người có mùi bánh bao. Tần Lạc ra vẻ đau khổ suy nghĩ rồi khá lâu sau hắn mới hạ quyết tâm, vậy anh cũng tắm cùng với em. Khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cùng tới phòng bệnh của Mễ Tử An, nàng đang ngồi dựa vào thành giường ăn cháo. Trần Tư Tuyền vẫn đang nằm ngủ mê mệt ở giường bên cạnh. Không hiểu hai người này tối qua tán gẫu tới mấy giờ nữa. Này sao con heo lười này còn chưa dậy? Lệ Khuynh Thành chỉ vào Trần Tư Tuyền hỏi. Đêm qua nói chuyện khuya nên ngủ muộn. Mễ Tử An nói, nàng mỉm cười chào Lệ Khuynh Thành nhưng ánh mắt thoáng liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi chuyển hướng, hiển chủ đề của hai nàng chính là Tần Lạc. Em phải nhanh chóng chữa trị chấn thương, phải chú ý nghỉ ngơi. Tần Lạc nói, em không nên thức quá khuya nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc bình phục của vết thương. Em biết rồi, Mễ Tử An nói. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền có mối quan hệ rất thân thiết. Khi hai người rảnh rỗi thường đấu võ mồm với nhau, Lệ Khuynh Thành đi tới bên giường Trần Tư Tuyền đang nằm, xốc chăn của nàng lên, hô to, động đất, chạy mau. Sau khi hô xong tức thì trợn tròn mắt. Tần Lạc và Mễ Tử An cũng trợn tròn mắt, cả hai chân chối nhìn một mảng trắng xóa trên giường. Lệ Khuynh Thành vội vàng bỏ chăn xuống che người Trần Tư Tuyền nói, cô nàng này ở trong bệnh viện cũng không bỏ được tật xấu này. Không hiểu Trần Tư Tuyền đang ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ, cho tới tận lúc này nàng vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Cạch cạch cạch, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Vu Tĩnh, An An, Chu Lý tới thăm em. Trần Tư Tuyền vội vàng bật dậy, nói với Tần Lạc, anh mau vào trong toilet, em cần mặc quần áo. Tần Lạc gật đầu bước nhanh vào toilet hơn nữa hắn còn tự mình đóng cửa lại. Vu Tĩnh đi vào trong phòng quan sát, cô nhận ra sắc mặt mấy người rất quái dị nhưng lại không muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Vu Tĩnh thầm nghĩ, chẳng lẽ tối qua bọn họ cùng ngủ ở phòng bệnh này. Mối quan hệ này loạn quá. Chương 1212, tự đánh mấy bạt tai. Khi Tần Lạc đi vào trong toilet, Trần Tư Tuyền vỗ vào mông Lệ Khuynh Thành, quát nhỏ, đồ yêu tinh chết bầm, còn không biết thói quen ngủ của người ta hả? Sao lại tung chăn ra? Khiến người ta mất hết thể diện rồi. Tất cả đều bị người ta thấy hết rồi. Bà nói xem sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa không? Dù sao Tần Lạc với chúng ta cùng người một nhà, không thiệt thòi gì mà. Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói. Hơn nữa tớ chỉ nghĩ cậu chỉ làm thế khi ngủ ở nhà, không ngờ tới bệnh viện mà cậu cũng thoát y hoàn toàn .sao còn trách người ta. Tôi còn cách nào khác sao? Trần Tư Tuyền vội vàng mặc quần áo. Tôi cũng chẳng muốn cởi hết nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi chỉ còn cách cởi quần áo má thôi. Cậu cho rằng ai cũng đê tiện như cậu sao? Tự dưng chạy tới lật chăn người ta lên. Trần Tư Tuyền có thói quen nút khi ngủ. Khi đi ngủ vào buổi tối, nàng phải cởi toàn bộ quần áo mới cảm thấy thoải mái. Nếu không vậy nàng sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ. Từ nhỏ đã như vậy, tới giờ thành một thói quen bắt buộc. Thôi được rồi, tôi biết sai rồi. Lệ Khuynh Thành ném chiếc quần lót màu đen của Trần Tư Tuyền ở trên ghế salon tới. Người không biết thì không có tội mà hơn nữa trong phòng này ngoại trừ mấy người chúng ta cũng chỉ có Tần Lắc, tiểu nam nhân kia. Cho anh ấy xem một chút cậu cũng không thiệt mà. Tôi muốn xem anh ấy có động tâm hay không. Chết đi, Trần Tư Tuyền cầm chiếc gối ném sang phía Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc đóng cửa toilet, nhìn vào gương, hắn phát hiện mặt mình đỏ ửng. Tim Tần Lạc đập hỗn loạn khi hắn nhớ lại thân hình gợi cảm, đường cong chữ S, da thịt trắng nõn rung động lòng người ban nãy. Chuyện gì vậy hả? Tần Lạc lắc đầu, rửa mặt bằng nước lạnh, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Mới sáng sớm đã bị kích thích như vậy rồi, có để cho người ta sống không hả? Tần Lạc cố gắng đè nén tâm trạng của mình. Hắn không định tiểu tiện cũng như đại tiện. Ở trong toilet nhỏ bé thật sự rất nhàm chán, cuối cùng đành lấy di động chơi game bắn máy bay, một trò chơi rất hay. Hay hai vòng chơi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tần Lạc mở cửa toilet, nhìn thấy Trần Tư Tuyền đang đứng trước cửa. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, đáng lẽ con gái mới là người xấu hổ nhưng lúc này Tần Lạc lại không dám nhìn vào mắt Trần Tư Tuyền. Em muốn dùng toilet, Trần Tư Tuyền nói. Ồ, mời vào, Tần Lạc nói rồi đứng lách sang một bên. Trần Tư Tuyền ngẩn người nói, toilet hơi nhỏ, hay anh ra ngoài trước đi. Tần Lạc hốt hoảng chạy ra ngoài. Đợi khi Trần Tư Tuyền rửa mặt xong ra khỏi toilet, Vu Tĩnh lại một lần nữa thúc giục,
cô sốt ruột nói, An An, Chu thiếu gia đợi lâu rồi. Nếu như chúng ta không gặp, anh ta sẽ bỏ về đó. Tần Lạc không hài lòng khi nghe câu nói đó. Hắn nói với Vu Tĩnh, chị gia nói với anh ta. Hãy nói như tôi nói, nếu như Chu thiếu gia bận, có thể đi về. Vu Tĩnh nhìn Tần Lạc vẻ khó xử, vậy không hay lắm. Được rồi, Tần Lạc cười nói, hãy chuyển lời của tôi cho anh ta, không được sai một từ. Bất đắc dĩ Vu Tĩnh lại phải đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài hành lang, Vu Tĩnh cười giả là nói với Chu Lý dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, Chu thiếu gia, An An còn đang trang điểm, cô ấy là đại minh tinh nên không muốn để mặt thường gặp anh. Xin hãy chờ một chút, xin tiếp tục chờ một chút. Chu Lý không nói, Tiêu Kim Lôi tức giận nói, còn phải chờ nữa sao? Chu thiếu gia tớ hơn 10 phút rồi, lúc nãy cô còn nói Mễ Tử An đã trang điểm xong bây giờ lại vẫn còn trang điểm. Cô ta chuẩn bị xuất giá hay để tăng hả? Vu Tĩnh thầm tức giận khi nghe Tiêu Kim Lôi sỉ nhục Mễ Tử An nhưng cuối cùng cô vẫn không dám đắc tội với hai nhân vật tai to mặt lớn này. Mấy ngày nữa là tới buổi diễn, cho dù thế nào đi nữa tuyệt đối không thể để bọn họ gây cản trở. Vu Tĩnh làm bộ như không nghe thấy câu mắng chửi của Tiêu Kim Lôi, cô cười nói, Tiêu chủ nhiệm, tôi cũng không còn cách nào hay để tôi vào trong thúc giục. Không cần giục, Chu Lý vung tay nói rất quyết đoán. Cho cô ta 2 phút nữa. Sau 2 phút nếu cô ta không ra, chuyện này coi như xong. Vu Tĩnh thầm mắng trong lòng. Có thể khẳng định bọn họ sẽ không xuất hiện sau 2 phút nữa. Không phải đang ép buộc người khác sao? Vu Tĩnh suy nghĩ một phút rồi cười nói. Tần tiên sinh biết Chu thiếu gia bận nhiều công việc nên anh ấy nhờ tôi chuyển cho anh một câu. Tần thiếu gia nói nếu như Chu thiếu gia bận, anh có thể về ngay không cần chờ bọn họ. Vu Tĩnh cố tình vừa nói vừa cười hì hì, chỉ muốn thể hiện không có sự uy hiếp trong lời nói. Thế nhưng trong lòng Vu Tĩnh thực sự không yên, cực kỳ bất an. Nếu như Chư đại thiếu này tức giận thì sao? Nếu anh ta ra tay đánh người thì sao? Điều không thể tưởng tượng được là sau khi Chu Lý nghe xong, đầu tiên gã đỏ bừng mặt sau rồi sắc mặt chuyển sang tái nhợt. Cuối cùng sắc mặt trở lại bình thường. Chu Lý hung tợn trừng mắt nhìn Vu Tĩnh một cái. Giống như Vu Tĩnh là kẻ thù giết cha của mình không bằng sau đó gã không nói không rằng đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời cao với sắc mặt rất khó coi. Vu Tĩnh lén thở dài, thầm nghĩ, cũng chỉ có họ Tần kia mới có thể trị được Chư đại thiếu gia này. Chu Lý không thúc giục, Tiêu Kim Lôi càng không dám lên tiếng. Ba người trầm ngâm đứng ngoài hành lang, thỉnh thoảng những y tá ngẫu nhiên đi qua ngạc nhiên liếc nhìn. Đợi một lúc, cánh cửa phòng Mễ Tử An mới mở ra. Trần Tư Tuyền thò đầu liếc nhìn Chu Lý đầy thù hận, nói, mời vào trong. Đại thiếu gia, xin mời. Vu Tĩnh giơ tay ra nói. Mặc dù Chu Lý rất tức giận nhưng gã không tiện phát tiết. Gã lừ lừ đi qua người Trần Tư Tuyền, không nói một câu. Mễ Tử An ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào một cái gối. Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh nàng, ra dáng là người bảo vệ. Tần Lạc ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, cười tủm tỉm nhìn Chu Lý và Tiêu Kim Lôi đi vào trong. Vì chiếc ghế duy nhất đã có chủ, Chu Lý không còn chỗ ngồi hơn nữa cũng không ai lên tiếng mời gã ngồi. Gã có ý ngồi lên chiếc giường còn lại nhưng lại cách Tần Lạc quá xa, không tiện cho cuộc nói chuyện của hai bên. Chính vì vậy Chu Lý chỉ có thể đứng, giống như nhân viên đang nghe lãnh đạo nói. Điều này khiến Chu Lý cực kỳ bực bội, khó chịu. Tần Lạc không nói, Chu Lý cũng không biết mình nên nói gì trước. Bản thân gã đã tới nhưng khiến gã chủ động lên tiếng xin lỗi. Gã không làm được cũng không thể nào mở miệng nổi. Thế nhưng Tiêu Kim Lôi là người nhanh trí, ông ra cảm thấy bầu không khí trong phòng khá nặng nề, vội vàng ra mặt giảng hòa. Tiêu Kim Lôi cười hì hì nhìn Mễ Tử An nói, Mễ tiểu thư, vết thương của cô đã tốt hơn chưa? Hôm qua tôi tới thăm nhưng Vu tiểu thư nói cô cần nghỉ ngơi, không có cơ hội gặp mặt. Tôi nói với Chu thiếu gia chuyện cô bị thương, Chu thiếu gia rất quan tâm, nói hôm nay nhất định phải tới thăm mới yên tâm nên tôi dẫn Chu thiếu gia tới đây. Chu Lý đã túm được cái cớ xuống thang, sắc mặt gã tươi tỉnh hơn, gã mỉm cười nhìn Mễ Tử An nói vẻ ân cần, An An, chân của cô đỡ chưa? Tối qua tôi mới biết chân của cô bị thương, tôi rất sốt ruột. Khi đó tôi đã định lái xe tới thăm nhưng lão Tiêu nói tốt nhất không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi, tôi chỉ biết gắng chờ tới hôm nay. Tại sao lại bị thương vậy? Nhất định là mấy người lão Tiêu không hoàn thành chức trách của mình. Tôi nhất định sẽ phê bình nghiêm khắc lão, đòi lại sự công bằng cho cô. Mễ Tử An bình tĩnh nhìn hai người Chu Lý, không vui mừng, không buồn giận, không nói không rằng. Nếu như hôm qua nàng thật sự tức giận,
hôm nay cơn giận đã giảm rất nhiều, hơn nữa nàng biết Tần Lạc sẽ giúp nàng đòi lại sự công bằng nên nàng đã yên tâm giao tất cả mọi chuyện cho hắn. Khi thấy Mễ Tử An không nói không rằng, không biểu hiện đáp lại thái độ của mình, sắc mặt Chu Lý khá xấu. Gã thầm nghĩ, con điếm thối tha, mày kiêu ngạo cái gì hả? Đợi sau khi chuyện này xong rồi, mày hãy xem ông mày hành mày như thế nào. Không phải mày cho rằng bản thân mình thanh cao sao? Tao nhất định sẽ cho mười mấy huynh đệ chơi mày, hơn nữa tao còn muốn up ảnh nút của mày lên mạng nữa. Chu đại thiếu gia, đối tượng đàm phán của anh là tôi. Cuối cùng Tần Lạc cũng lên tiếng, giọng nói ôn hòa, giống như đang bàn chuyện làm ăn với bạn bè. Chu Lý quay người nhìn Tần Lạc nói, Tần tiên sinh có gì chỉ giáo? Vậy phải xem anh có tình nguyện hợp tác hay không? Tần Lạc cười nói, Chu đại thiếu gia quang lâm chứng minh anh cũng là người rất thông minh. Chu Lý thầm uất hận, ý của Tần Lạc nói gã là người thức thời. Cái gì là thức thời? Nói một cách chính xác, không nên đụng thì đừng dây vào, không nên làm thì đừng có làm. Trước kia đều là Chu Lý gã dùng thái độ kẻ cả nói chuyện với người khác. Từ bao giờ tới lượt một thằng ma cà bông lên tiếng giáo huấn mình vậy? Tôi nghĩ tôi đã biểu đạt thành ý của mình. Chẳng lẽ Tần tiên sinh còn chưa hài lòng sao? Chu Lý cố nén cơn tức giận trong lòng. Không hài lòng, cực kỳ không hài lòng. Tần Lạc nói, bạn tôi bị thương ở chân. Anh thì sao? Gãy chân cũng coi như không có chuyện gì sao? Mọi người ngẩng cao đầu chung quy vẫn phải chú ý thể diện. Tôi để cho anh có thể diện, anh cũng phải cho tôi thể diện, nếu không bạn tôi sẽ nghĩ tôi là kẻ vô năng. Hay là anh hãy tự tát cho mình mấy cái xem. Chương 1213, đối tượng thí nghiệm đầu tiên. Nghe xong lời này của Tần Lạc, suýt chút nữa Chu Lý phát điên. Cái gì gọi là gãy chân là xong sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn cắt đứt chân người ta hả? Đánh mình mấy bạt tai là có ý gì? Tại sao hắn lại không tự tay bạt tai cho mình mấy cái? Cái gì gọi là khinh người quá mức, chính là điều này. Lúc này Chu Lý không cố ra vẻ hào hoa phong nhã, sắc mặt đen như đít nồi. Gã cười nhạt nói, có vẻ như Tần tiên sinh khinh người quá mức. Chu Lý, tôi đã từng này tuổi nhưng chưa từng bị đánh vào mặt. Mặt của người Chu gia chúng tôi cho tới giờ vẫn chưa từng bị ai đánh. Ý này theo tôi là không được, thế nhưng tôi thật sự muốn khuyên Tần tiên sinh một câu, thường đi trên bờ sông, đôi lúc giày sẽ bị ướt. Tất cả mọi người đều kiếm ăn ở đất Yến Kinh này, bình thường ngẩng cao đầu nhưng đôi khi vẫn phải cúi đầu, tốt nhất không nên ép người quá đáng. Tốt nhất hãy để lại một lối thoát, sau này gặp nhau vẫn là bạn bè. Tôi khinh người quá đáng sao? Tần Lạc dường như bị Chu Lý chọc tức, hắn nói, anh theo đuổi bạn tôi, Mễ Tử An không thành, cho người ta giở thủ đoạn cắt điện khiến cô ấy ngã bị thương, cũng may chỉ chấn thương chân. Nếu cô ấy ngã chết thì sao? Còn nữa, chỉ mấy ngày nữa là tới buổi biểu diễn của cô ấy, vé cũng đã bán hết nhưng cuối cùng ca sĩ không lên sân khấu được, anh có biết điều này có ý nghĩa gì không hả? Anh muốn cô ấy mất hết danh tiếng hả? Tần Lạc ngẩng đầu, nhìn Chu Lý nói, khi anh tức giận thì có thể đánh gãy chân người khác, còn khi người khác tức giận không thể tát anh mấy cái sao? Chu đại thiếu gia có thể diện còn người khác không có thể diện sao? Tiêu Kim Lôi vội vàng nhảy ra biểu thị lòng trung thành. Ông ta cúi đầu đứng trước mặt Tần Lạc, áy náy nói, Tần thiếu gia, không thể trách Chu thiếu gia trong chuyện này. Hôm đó sân vận động đột nhiên mất điện, không ai ngờ chuyện này lại xảy ra. Sau đó tôi đã cho người tìm hiểu thì ra hệ thống điện bị trục trặc. Vì chuyện này tôi đã kiểm điểm quản lý kỹ thuật, nếu như anh không tin bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho người tới, chúng ta cùng nhau đối chất. Tối hôm qua Chu thiếu gia mới biết chuyện này, định ngay tối qua tới thăm Mễ tiểu thư nhưng tôi đã khuyên không tới. Sáng sớm hôm nay chúng tôi lập tức tới đây. Chu thiếu gia rất áy náy với chuyện Mễ tiểu thư bị thương, một lần nữa yêu cầu tôi phải bồi thường thỏa đáng cho Mễ tiểu thư. Tôi và mấy lãnh đạo sân vận động đã nghiên cứu và quyết định miễn phí toàn bộ chi phí biểu diễn lần này cho Mễ Tử An tiểu thư, mà không chỉ có vậy, chúng tôi còn mời Mễ Tử An tiểu thư làm người phát ngôn cho sân tổ chim, sau này chỉ cần Mễ Tử An tiểu thư tổ chức biểu diễn âm nhạc hay các hoạt động khác ở Yến Kinh, chúng tôi sẽ cung cấp địa điểm miễn phí. Vu Tĩnh vừa mừng vừa giận. Ngày hôm qua khi Vu Tĩnh và Triệu Tổng gặp mặt, bọn họ vẫn còn khá cương, chỉ đồng ý giảm 50% phí biểu diễn cho Mễ Tử An. Các nghệ sĩ khác của công ty muốn sử dụng sân tổ chim phải trả 70% chi phí, bây giờ ưu đãi tốt hơn họ Tần kia còn chưa lên tiếng. Bọn họ đã chủ động miễn phí toàn bộ, hơn nữa còn mời Mễ Tử An làm người phát ngôn của sân tổ chim, sau này miễn phí toàn bộ chi phí sân bãi. Đây là một kết quả tốt tới bất ngờ, chỉ cần cung cấp cho bọn họ mấy tấm hình treo trên tường, bạn có thể sử dụng sân bãi hoàn toàn miễn phí.
rõ ràng danh lợi đều song toàn. Không thể không nói lần này bọn họ thực sự đã cắt máu rất nhiều. Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn Tiêu Kim Lôi nói, chủ nhiệm Tiêu, ông cảm thấy tôi là thằng ngốc sao? Không ngốc, không ngốc, Tiêu Kim Lôi toát mồ hôi lạnh, sao Tần đại thiếu gia có thể ngốc được, nói vậy thì cả thế giới này là kẻ ngu hết. Nếu như tôi không ngốc, nhất định ông sẽ không dùng cái cớ vớ vẩn đó để bào chữa. Một khi đã tới đây thì mọi người hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tần Lạc nói, Chu thiếu gia thấy thế nào? Có lý, Chu Lý nói. Vậy đề nghị của tôi thế nào? Tần tiên sinh, sao anh không suy nghĩ đề nghị của tôi? Chu Lý nói. Ồ, hãy nói tôi nghe xem nào. Tần Lạc nói. Mới rồi lão Tiêu đã nói. Thứ nhất chỉ cần Mễ Tử An tiểu thư sử dụng sân bãi, tổ chim sẽ cung cấp miễn phí, cung cấp cả đời. Thứ hai một khi có bất kỳ sự việc nào liên quan tới Mễ Tử An tiểu thư về phương diện hình ảnh, tôi nhất định sẽ bật đèn xanh, thậm chí truyền hình trực tiếp cũng không thành vấn đề. Điều kiện thứ hai khiến tim Tần Lạc đập mạnh, nếu như Mễ Tử An có thể xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia hay truyền hình trực tiếp, quả thật sẽ có hiệu quả rất to lớn. Đối với Mễ Tử An mà nói, đây chính là ảnh hưởng hiếm có hơn nữa với sức mạnh của Chu gia trong giới truyền thông, chuyện này coi như có thể làm được. Thứ ba, tôi coi như cũng là một nửa trong giới nếu như Mễ Tử An tiểu thư muốn tôi trợ giúp, tôi nhất định sẽ cố hết sức trợ giúp. Chu Lý cố gắng thu hết hình ảnh của Tần Lạc vào trong ánh mắt, một lần nữa quăng một viên đạn bọc đường. Còn gì nữa không? Tần Lạc hỏi. Thứ tư, tôi nghĩ, Tần tiên sinh nhất định muốn có một người bạn như tôi, phải không? Chu Lý nói vẻ tự tin. Tần Lạc cười lặng lẽ nhìn Chu Lý giống như đang chiêm ngưỡng một tuyệt đại giai nhân. Chu Lý cũng cười, nụ cười rất hàm ý. Hãy xin lỗi Mễ Tử An tiểu thư. Tần Lạc chỉ vào Mễ Tử An nói. Chu Lý quay người đi tới trước mặt Mễ Tử An, cúi đầu thật sâu, nói, Mễ Tử An tiểu thư, đã đắc tội. Xin hãy thứ lỗi. Không sao, chuyện đã qua rồi. Mễ Tử An là người thông minh, nàng biết Tần Lạc đã chấp nhận thành ý của gã nên biểu hiện của nàng cũng rất rộng lượng. Lúc này Tần Lạc mới đứng dậy, hắn đi tới chủ động bắt tay Chu Lý, cười nói, tôi nghĩ hẳn chúng ta nên một lần nữa làm quen. Tần Lạc, Chu Lý, Chu Lý nắm chặt tay Tần Lạc, tảng đá lớn đè nặng trong lòng buông xuống. Mặc dù phải nỗ lực rất nhiều nhưng cuối cùng có thể tạo được mối quan hệ với người thanh niên này, cuộc trao đổi này coi như có lời. Cả Tiêu Kim Lôi và Vu Tĩnh đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người bắt tay giảng hòa. Tiêu Kim Lôi thật sự không dám có mâu thuẫn gì với người thanh niên thoạt nhìn chẳng có gì ghê gớm nhưng khi điều tra khiến người ta sợ hãi rũn cả hai chân. Ngay cả Chu thiếu gia cũng không dám cứng trọi cứng với anh ta, mình tuổi gì mà dám trọi đây. Vu Tĩnh luôn suy nghĩ cho lợi ích của công ty, cô chỉ sợ Tần Lạc và Chu Lý trở mặt với nhau, buổi biểu diễn của Mễ Tử An bị hoãn hay hủy bỏ, khi đó công ty sẽ tổn thất rất lớn. Tới khi truy cứu trách nhiệm, bản thân là người đại diện của Mễ Tử An, Vu Tĩnh cũng không thể thoát được một phần trách nhiệm. Tất cả mọi người đều đạt được điều mong muốn nên bầu không khí hòa hoãn hơn nhiều. Chu Lý là người thông minh, biết co duỗi, lời nói nịnh nọt lấy lòng, lời nói thoải mái thỉnh thoảng chọc mấy cô gái cười khúc khích. Chu Lý ở một lát liền cáo từ ra về, Tần Lạc và Vu Tĩnh tiễn gã ra tận cửa. Tới khi Tần Lạc quay về phòng bệnh, ánh mắt ba cô gái sáng quắc nhìn hắn. Chuyện kết thúc rồi sao? Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc hỏi. Thế nào, vẫn không hài lòng sao? Tần Lạc nhìn Mễ Tử An hỏi. Hài lòng, em rất hài lòng, Mễ Tử An thật sự không nói dối. Nàng đã nghe toàn bộ cuộc đàm phán của Tần Lạc và Chu Lý. Nếu như có thể thực hiện toàn bộ, đó sẽ là sự trợ lực cực kỳ to lớn cho nàng. Chỉ cần dựa vào truyền hình trực tiếp hay phát hình sau đó khiến nàng không còn gì để oán hận cho cái chân bị thương của mình. Mễ Tử An biết rằng rất nhiều ngôi sao đã phải trả một cái giá lớn thế nào để buổi diễn của mình được truyền trực tiếp. Vậy là được rồi, Tần Lạc buông tay nói. Trước kia anh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói. Bởi vì lợi ích của đối phương không khiến anh đồng ý. Tần Lạc nói. Không còn lý do khác chứ. Tần Lạc quầy lắc đầu. Thật ra còn một lý do nhưng nói ra ở nơi này không tiện. Hắn đang học văn nhân Mục Nguyệt đi nước cờ hí khúc Liên Hoa Lạc. Chu Lý, coi như là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của hắn. Tôi cảm thấy Tần Lạc nhất định sẽ đồng ý. Anh ấy là một thầy thuốc với chức năng chữa bệnh cứu người. Mẹ phó tổng thống Mỹ bệnh nặng, đương nhiên anh ấy sẽ sang đó chữa trị. Đây là chuyện tốt, danh lợi song toàn.
Đây là câu nói của Viện sĩ Viện Nghiên cứu Trung y Lý Quảng khi trả lời phỏng vấn báo Trung y. Đồng ý, tại sao không đồng ý? Nhất định đồng ý, một thành viên Hiệp hội Trung y trả lời phỏng vấn truyền hình đã nói vậy. Lý tưởng theo đuổi cả đời của hội trưởng chính là phát dương Trung y, đưa Trung y đi vào mọi ngõ ngách của thế giới. Đây là một cơ hội có thể khiến Trung y xâm nhập vào nước Mỹ và cả thế giới. Tôi tin tưởng rằng hội trưởng nhất định sẽ không từ chối. Mặc dù Tần Lạc còn trẻ nhưng danh tiếng không nhỏ, anh ta gây cho tôi ấn tượng là một thầy thuốc không kiên định trong việc cứu chữa người bệnh mà giống như một ngôi sao trong làng giải trí. Người nào động vào mình đánh người đó. Có tố chất không, có tố chất hay không? Không ghi hình, không ghi hình. Cam Nhược Thủy, thầy thuốc nổi tiếng Tân Phái khi trả lời phỏng vấn nói như vậy khiến người xem dùng giày đánh vào mặt, thở hổn hển, nhớn nhác bỏ chạy khỏi đài truyền hình. Tin tức Phó Tổng thống Mỹ mời Trung y chữa bệnh cho mẹ càng lúc càng hot ở Trung Quốc, từ đầu đường ngõ hẻm, thôn xóm đâu đâu cũng thì thào bàn tán. Người ta bàn tán vì Tần Lạc vẫn chưa bày tỏ thái độ. Các phóng viên tìm kiếm bóng dáng Tần Lạc mà không thấy, cuối cùng chỉ có thể nhắm vào những mục tiêu ít nhiều có liên quan với hắn hay những người có liên quan tới Trung y. Thế là vở kịch lớn bắt đầu diễn ra, tiếng cười hì hì, quát mắng tức giận, cực kỳ náo nhiệt. Chương 1214, khát vọng. Sư phụ, cảm thấy thế nào? Tần Lạc nhận khăn tay lau mồ hôi trán, hỏi. Một lần nữa Tần Lạc dùng thái ất thần châm, đế ngũ châm châm cứu huyệt đạo cho Long Vương. Nếu như chữa bệnh cho người khác, Tần Lạc sẽ không hỏi cảm giác của người đó bởi vì ngay chính hắn có thể cảm nhận được hiệu quả của châm cứu. Thế nhưng bệnh của Long Vương khác hẳn với những người khác, rõ ràng các huyệt đạo thông suốt, nguyên khí lưu thông một đường không bị cản trở nhưng ông vẫn không thể đứng dậy được, điều này khiến Tần Lạc cực kỳ đau đầu. Thậm chí thỉnh thoảng Tần Lạc nảy sinh suy nghĩ bi thương rằng không có cách nào chữa trị chân của Long Vương. Đây là điều rất ít xảy ra với bản tính kiêu ngạo, tự tin của hắn. Qua đó có thể thấy hắn đã hao tổn rất nhiều sức lực và tinh thần chữa trị chân cho Long Vương. Long Vương cười ha hả nhìn Tần Lạc đầy mồ hôi nói. Tần Lạc, không cần nôn nóng, từ từ rồi sẽ tới. Hãy nghe ý trời đi, ta cảm thấy chân ta cần có một cơ hội để đứng dậy. Đứng vậy. Tần Lạc gật đầu nói. Chỉ hy vọng cơ hội này tới sớm hơn một chút. Long Vương nhìn lướt qua hai chân không nhúc nhích được của mình, vỗ nhẹ tay nói. Sớm cũng được, muộn cũng được, ngược lại lúc này ta không vội, ở nơi này ăn ngon, ở rất tốt, không có gì là không hài lòng. Không biết có phải vì rời xa trung tâm đấu tranh quyền lực, tâm trạng sảng khoái hơn, đỡ phải lo lắng công việc, có vẻ như tâm trạng Long Vương những ngày này rất tốt. Gương mặt như có da thịt. Thoạt nhìn càng thêm dũng mãnh, cực kỳ uy thế. Đương nhiên như theo lời Long Vương sớm cũng được, muộn cũng được. Ta bây giờ không vội, rõ ràng chỉ để an ủi Tần Lạc mà thôi. Tần Lạc là thầy thuốc, hắn đã tiếp xúc với nhiều người bệnh, hắn hiểu được tâm lý căm thù bệnh tật, khát vọng ngay lập tức khôi phục sức khỏe của người bệnh. Huống chi Long Vương là một chiến sĩ coi chết trên sa trường làm nguyên tắc cho chính mình. Mỗi khi Tần Lạc tới chữa bệnh cho Long Vương, hắn đều dốc hết toàn lực chữa bệnh. Lần này hắn cũng dốc hết nguyên khí trong cơ thể mình, thân thể hư thoát. Đại đầu đi tới đỡ Tần Lạc xua tay nói. Không cần, tôi không yếu ớt như vậy. Sau khi học thành đệ ngũ châm thái ất thần châm, Tần Lạc phát hiện ra một công dụng nữa, chính là nó có thể nhanh chóng bồi bổ nguyên khí bị mất trong cơ thể. Ví dụ trước kia khi Tần Lạc dùng thiêu sơn hỏa, thấu tâm lương, quỷ xảo môn, quan âm thủ, nguyên khí bị hút ra cực kỳ nhanh. Giống như một cái van mở nắp vậy. Với cách thức dùng bốn châm này, nguyên khí trong người Tần Lạc nhanh chóng xâm nhập cơ thể người bệnh. Sau khi giành được chiến quả cho mình, luồng khí lực đó lập tức biến mất, chuyển thành thuốc bổ sung cho cơ thể người bệnh. Thế nhưng sau khi Tần Lạc học được đệ ngũ châm, Tần Lạc phát hiện ra, cùng với độ nông sâu của ngân châm khi tiến vào cơ thể người bệnh, luồng khí tiến vào cơ thể người bệnh có thể quay về. Nói cách khác Tần Lạc không mất đi luồng nguyên khí này, chúng chỉ ra ngoài tản bộ một vòng. Cứ như vậy Tần Lạc có thể duy trì được thời gian trị bệnh hiệu quả lâu hơn. Tinh, khí, thần, trong ba điều này, thiếu một cũng không được. Đây chính là sự kỳ diệu của cơ thể con người. Tần Lạc ngồi xuống ghế, ống một chén trà thơm lạnh, hắn nhìn Long Vương nói. Nhất định con phải nghĩ cách khác, tóm lại phải tìm ra cách nào đó. Long Vương cười, ông không muốn nói tiếp tới chủ đề này nữa. Con định tới nước Mỹ hả? Tần Lạc cũng cười nói. Sư phụ cũng biết việc này sao? Ta còn biết lúc này con không dám về nhà. Long Vương phá lên cười,
chòm râu dài. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu, hắn đã gọi điện thoại cho Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê bảo hắn tốt nhất lúc này không nên về bởi vì các phóng viên vây chặt cổng biệt thự Lâm gia, thậm chí hôm nay nàng cũng không thể đi làm, cả ngày ở nhà chơi. Giải quyết xong việc của Mễ Tử An, Tần Lạc cũng không tiện ở lại bệnh viện. Mễ Tử An vốn là ngôi sao, người nổi tiếng, chính bản thân hắn cũng là nhân vật nổi tiếng, là niềm mơ ước của hàng vạn cô gái. Nếu như hắn bị phóng viên chụp ảnh bí mật tới gặp một đại minh tinh nổi tiếng, chỉ sợ rằng chuyện này sẽ không phát triển theo đúng như hắn tính toán. Bây giờ Tần Lạc chỉ hy vọng sự tập trung của mọi người đặt vào Trung Y và Tần Lạc có đồng ý với lời mời của Phó Tổng thống Mỹ hay không? Hắn không muốn làm phân tán sự chú ý, suy đoán của mọi người. Lệ Khuynh Thành phải đi làm, Tần Lạc không muốn làm một cái đuôi của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Lạc quyết định tới chữa bệnh cho Long Vương. Con thực sự muốn tới nước Mỹ? Long Vương hỏi lại, ông cực kỳ hiểu tính cách của Tần Lạc. Nếu như Tần Lạc xác nhận sẽ làm chuyện này, chứng minh hắn đã có quyết định. Thế nhưng hắn vẫn còn một chuyện vô cùng lo lắng, đó chính là Hoàng đế. Tần Lạc cười gật đầu nói. Sư phụ lo về Hoàng đế sao? Long Vương bưng chén trà ở trước mặt, uống một hơi cạn, dường như ông không muốn thư thái thưởng thức hương vị trà. Long Vương dùng tay lau nước trà ở khóe miệng nói. Một lần may mắn chạy thoát, còn lần này thì sao? Lần đó thậm chí còn không chạm mặt Hoàng đế. Thật ra Hoàng đế lợi hại như nào? Tần Lạc lại hỏi, mặc dù hắn biết Hoàng đế cực kỳ lợi hại thế nhưng hắn cũng không biết rõ là lợi hại tới mức nào. Người mà Long Vương coi trọng tới mức đó khiến Tần Lạc không khỏi tò mò. Còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của con. Long Vương nói, ông cúi nhìn thoáng hai chân mình, ánh mắt như đang hồi tưởng. Năm đó đụng độ với Hoàng đế, ta và Phó Phong Tuyết đã liên thủ đánh lui, bây giờ Phó Phong Tuyết đã già, chân ta đã bị phế, Hoàng đế đang ở trên đỉnh. Nghe tin này thật sự khiến người ta chán nản. Tần Lạc cười gượng nói. Hoàng đế muốn giết con, bất kỳ lúc nào cũng có thể tới đây. Trốn ở trong nước dù khả năng sống sót cao hơn nhưng cuối cùng vẫn không phải kế hoạch vẹn toàn. Kế hoạch vẹn toàn nhất là giết ông ta. Ánh mắt Long Vương rét lạnh, sát khí tỏa xung quanh. Trên thế giới này, chỉ có người chết mới an toàn nhất. Con! Tần Lạc hỏi lại, hắn lui người lại sau như thể muốn trốn tránh trách nhiệm này. Con và quân sư! Long Vương nói. Vốn con không phải gánh chịu trách nhiệm này. Những trách nhiệm con đang mang đã đủ nặng rồi. Con cũng cảm thấy như vậy. Tần Lạc lên tiếng hòa theo. Từ nhỏ lý tưởng của con là cứu vớt Trung Y. Nếu như gặp Hoàng đế con chỉ còn đường chết. Nếu như hai chân mình không phải đang bị liệt, Long Vương chỉ muốn đá cho tiểu tử này một cước. Tại sao tiểu tử này lại không có ý chí tới mức này? Binh tới tướng ngăn, nước tới dùng đất cản. Long Vương nói. Con đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, gặp phải nhiều kẻ thù hùng mạnh. Chúng đều chết hết, con vẫn sống. Đây chính là số mệnh. Sư phụ cũng đã nói rồi. Đó chỉ là may mắn. Vậy còn có cách khác? Long Vương cười dài nói. Vậy hãy từ chối lời mời của Phó Tổng thống kia đi. Sẽ không từ chối, tóm lại là phải thỏa mãn một vài điều kiện của con. Tần Lạc nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt long lanh rung động lòng người. Vì cứu vớt Trung Y, con tình nguyện nỗ lực tất cả, kể cả tính mạng này của con. Long Vương ngơ ngẩn nhìn Tần Lạc, một lúc sau ông ta thở dài nói. Nếu như là quân sư hay hỏa dược nói, ta sẽ xúc động, vui mừng. Nhưng khi câu nói này từ miệng con, tại sao ta lại cảm thấy như đang làm bộ vậy nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ, sư phụ lão nhân gia của hắn đang có thành kiến với mình, không thân thiết đối xử như với mấy người quân sư, hỏa dược. Long Vương xua tay nói. Đừng nói tới chuyện sống chết, con là một thầy thuốc, không phải là chiến sĩ. Phàm là thầy thuốc, càng có giá trị, tốt nhất con có thể sống trăm tuổi. Lát nữa có người khác tới, con hãy gặp mặt một chút. Khách! Tần Lạc ngạc nhiên. Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đại đầu đi ra mở cửa, hắn nhìn thấy Lạc Sân mặc bộ sườn xám màu xanh, dáng vẻ quyến rũ đang đứng trước cửa. Mọi người hãy nói chuyện, ta mệt rồi. Long Vương nói. Long Vương chống quải trượng đứng dậy sau đó đi vào nhà trong, thậm chí ông không chào hỏi Lạc Sân. Tần Lạc hiểu ra, lần trước Lạc Sân tới mời hắn chữa trị cho Hoàng Thiên Trọng nhưng hắn từ chối. Lần này Lạc Sân thông qua Long Vương tới mời mình. Vì thân phận của mình, Long Vương không tiện lên tiếng nhờ, ông chỉ cho hai người một cơ hội nói chuyện với nhau.
có thể mời cậu tới một nơi ngồi nói chuyện không? Lạc Sân không vào trong, bà đứng trước cửa hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt nhất là kín đáo một chút, tôi chỉ sợ đám phóng viên. Yên tâm, nơi đó cực kỳ bí mật. Lạc Sân nói. Lạc Sân đi trước, Tần Lạc theo sau, sau đó hai người ngồi xe Lạc Sân rời khỏi viện dưỡng lão. Xe chạy rất nhanh, nhanh chóng đi vào nội thành, chạy từ phía tây thành sang phía đông thành, giống như muốn cắt nó thành hai nửa vậy. Lạc Sân không nói câu nào, Tần Lạc cũng không có ý lên tiếng. Mùi thơm cơ thể thoang thoảng, thấm vào lòng người khiến người ta ngửi thấy chỉ muốn ngủ, không chính xác là muốn say. Channel G7 danh tiếng lẫy lừng. Đây chính là loại nước hoa lệ khuynh thành hay dùng, chỉ cần xịt lên người, có tác dụng kích thích tình dục. Tần Lạc cười nhạt, hắn thật sự muốn xem trong hồ lô của người phụ nữ này bán thuốc gì. Chương 1215, bà coi tôi là hạng người nào? Két. Ô tô nhẹ nhàng đứng lại, quán tính từ vận động tới đứng yên đánh thức Tần Lạc đang ngủ say. Mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp đang chăm chú nhìn không chớp. Ngủ ngon không? Lạc Sân cười hỏi, trong lòng bà thầm tức giận nghĩ, sao người đàn ông này ngồi cạnh mình mà vẫn ngủ được vậy? Tần Lạc lau nước miếng nói. Trong xe thơm quá, tôi không cẩn thận nên ngủ thiếp đi. Thực ra tình hình thực tế là tối qua Tần Lạc chiến đấu với Lệ Khuynh Thành, nữ yêu tinh đó cả một đêm, sáng sớm nay lại giúp Mễ Tử An trước trị vết thương chân rồi lại chạy tới chữa trị cho Long Vương, hắn thật sự mệt mỏi. Lạc Sân mỉm cười, dáng vẻ thẹn thùng như cô gái đôi tám, bà nói. Tới rồi, chúng ta xuống xe. Tần Lạc mở cửa xe bước xuống, tài xế mở cửa cho Lạc Sân. Lúc này Tần Lạc mới nhận ra bọn họ đang ở trong một biệt thự. Biệt thự này không rộng lớn nhưng cũng không nhỏ, tường bao xung quanh, cổng sắt. Tranh hoa chim, cá trong chậu, cây cối tùm. Trên tường là thảm dây thường xuân màu xanh, trên mặt đất là những phiến đá rêu xanh mốc, thoạt nhìn có vẻ ngôi biệt thự này rất lâu năm. Đây là nhà tôi. Lạc Sân giới thiệu. Tần Lạc thầm kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói. Tại sao lại tới đây? Cậu nói muốn tìm một nơi kín đáo. Tôi nghĩ đây chính là nơi kín đáo nhất. Phóng viên ở bên ngoài tuyệt đối không thể tìm ra nơi này. Lạc Sân cười nói, bà chìa tay ra mời. Xin mời. Cảm ơn. Tần Lạc bước tới bậc thềm, trong lòng nảy sinh một cảm giác rất cổ quái, giống như là khi hắn và Lạc Sân đang nói chuyện, đột nhiên Hoàng Thiên Trọng xông ra liều mạng với hắn vậy. Tần Lạc lắc đầu thầm nghĩ, đây đúng là chuyện chết tiệt. Có chuyện gì vậy? Lạc Sân đi sau Tần Lạc khi thấy thái độ cổ quái của hắn liền lên tiếng hỏi. Không có gì. Tần Lạc trả lời. Tôi chỉ cảm thấy nơi này, ánh sáng căn phòng này không tệ. Lạc Sân mỉm cười dẫn Tần Lạc đi tới chiếc bàn sát cửa sổ nơi bà thường ngồi đọc sách và hỏi hắn. Uống gì? Tần Lạc ngồi xuống ghế salon, ánh mắt ấm áp lập tức bao vây xung quanh hắn. Trà. Tần Lạc nói. Chờ một chút. Lạc Sân đi pha trà rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Tần Lạc, nói. Hãy thư thả dùng trà, tôi đi toilet một chút. Cứ tự nhiên. Tần Lạc trả lời. Đợi khi Lạc Sân đi khỏi, Tần Lạc bắt đầu nhìn, đánh giá xung quanh. Hắn phát hiện ra bên dưới bàn trà có một quyển tiểu thuyết, cầm lên xem, cuốn sách có tên gọi là Cầu Ái Đại Tác Chiến. Hắn mở mấy trang đọc, nội dung ngoài gây cười không còn gì khác ngoài bảo dưỡng thân thể. Tần Lạc thầm nghĩ, nhiều tuổi vậy sao còn mơ mộng chuyện tình yêu. Bộp bộp bộp. Đằng sau vang lên tiếng chân trần dẫm lên sàn gỗ, Tần Lạc tò mò. Tại sao người phụ nữ này lại không đi giày vậy? Tần Lạc quay người, hắn lập tức nhìn thấy một hình ảnh chỉ muốn trào máu mũi. Lạc Sân đã thay bộ sườn xám màu xanh nhạt thêu hoa, bây giờ bàn đang mặc một chiếc áo ngủ màu đen cỏng như tơ tằm. Mái tóc dài đen vốn cột lại cũng bỏ buông, tóc dài buông xõa vai. Làn da trắng như tuyết, bụng phẳng lì, ngực phập phồng, nửa đùi ở trần, bắp chân nhỏ trắng như ngó sen. Trắng. Rất trắng. Trắng đen rõ ràng. Trên người Lạc Sân, ngoại trừ tấn sa mỏng màu đen có thể nhìn thấy kia, còn lạ là một màu trắng như tuyết. Hàng ngày Lạc Sân đều ngâm mình trong sữa làm mất đi sự tàn phá của năm tháng, tuổi tác, da thịt non mềm mại như cô gái đương tuổi thanh xuân. Lông mày nhỏ nhắn, trang điểm nền nhã, ngũ quan tinh xảo. Sắc mặt vui vẻ pha xấu hổ, dáng vẻ yểu điệu, thước tha của thiếu nữ. Không thể không nói, người phụ nữ này rất biết cách thực thi mỹ nhân kế. Lạc Sân nhẹ nhàng bước tới, từng bước một đi tới chỗ Tần Lạc. Rõ ràng Lạc Sân muốn quyến rũ Tần Lạc nhưng sắc mặt bà lại thẹn thùng như nai con, dường như Lạc Sân không dám nhìn vào mặt Tần Lạc.
thân thể Tần Lạc căng cứng, hai bàn tay hắn nắm lại rồi buông ra, lại nắm lại. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cùng với sự tới gần của Lạc Sân, Tần Lạc càng căng thẳng. Cuối cùng Tần Lạc cầm chén trà uống một ngụm, phụt một tiếng, phun ra ngay. Quá nóng. Ôi, cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy hả? Lạc Sân vội vàng chạy tới, rút khăn tay lau miệng cho Tần Lạc. Đau không? Có muốn tôi bôi thuốc không? Lạc Sân ngồi xổm bên cạnh Tần Lạc, khi bà cúi đầu, Tần Lạc có thể thấy một khoảng trắng mịn. Trán Tần Lạc bắt đầu chảy mồ hôi hột, hắn xua tay nói. Không nóng, không, nóng. Nào há mồm để tôi xem cho. Lạc Sân suốt ruột nói, giống như một cô gái trẻ mới biết yêu lo lắng cho vết thương của bạn trai vậy. Không thể không nói, người phụ nữ này diễn giống như thật khiến người ta thật sự rung động. Không cần. Tần Lạc nói. Không được. Lạc Sân giơ bàn tay nhỏ nhắn đỡ cầm Tần Lạc nói. Hãy mau há ra. Vì vậy Tần Lạc há miệng. Lạc Sân ghé mặt vào gần, nghển cổ nhìn chằm chằm vào miệng Tần Lạc, hai hàng mi thanh tú thoáng cau lại, nói. Đầu lưỡi bị đỏ. Vậy phải làm gì bây giờ? Tần Lạc hỏi. Để tôi bôi thuốc cho cậu. Lạc Sân nói. Tần Lạc nó. Vậy cũng được. Hãy chờ một chút. Nói rồi Lạc Sân lại chạy chân trần lên trên lầu, một lát sau bà cầm một chiếc bình nhỏ đi xuống. Lạc Sân mở chiếc bình, đổ một chút chất lỏng ra đầu ngó tay mình sau đó nói với Tần Lạc. Há mồm ra. Tần Lạc chỉ biết há miệng. Bàn tay Lạc Sân thò vào trong, đầu ngón tay có chất lỏng nhẹ nhàng cọ vào đầu lưỡi bị bỏng. Tê dại, cứng đơ. Thân thể Tần Lạc mềm nhũn, thân thể Tần Lạc cứng đơ. Hắn chỉ muốn tan ra nhưng cuối cùng vẫn kiên cường. Lạnh không? Lạc Sân vừa chăm chú bóp đầu lưỡi Tần Lạc, vừa hỏi nhỏ. Lạnh. Tần Lạc trả lời, hắn vừa nói thì nước miếng chảy xuống mờ u bàn tay Lạc Sân. Thuốc này chỉ bỏng rất hiệu quả, sẽ nhanh khỏi thôi. Lạc Sân nói, bà tiếp tục xoa bóp, không lau nước miếng rơi trên mờ u bàn tay, để mặc nó chảy xuống cánh tay. Tần Lạc không dám nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc của Lạc Sân, ánh mắt hắn nhìn vào giọt nước miếng. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc sức sống của nó ương ngạnh thế nào, cuối cùng nó có thể chảy tới chỗ nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng Lạc Sân cũng dừng tay. Lạc Sân xoa cổ tay nói. Tay mỏi như. Sau đó Lạc Sân đậy nắp bình thuốc lại, cười nói. Cảm thấy tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều. Tần Lạc nói, hắn ngồi trên ghế salon, Lạc Sân ngồi trên sàn nhà, hắn chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy cảnh phong tình vạn trùng bên trong áo ngủ. Khổ cực rồi. Cậu còn khách khí với tôi làm gì? Lạc Sân trừng mắt nhìn Tần Lạc, nói vẻ hờn dỗi. Tần Lạc chỉ cười, không nói. Lạc Sân dường như quên mất chính mình đang ngồi dưới sàn nhà nói chuyện. Lạc Sân giống như một tiểu nha hoàn, giơ bàn tay vỗ nhẹ vào bắp chân Tần Lạc, cúi đầu nói. Cậu là người đàn ông đầu tiên tôi mời tới nhà. Không ngờ ngay lần đầu tiên đã khiến cậu bị bỏng. Không sao, lần sau tới sẽ chú ý hơn. Tần Lạc nói. Ồ, vậy sau này cậu thường xuyên tới đây sao? Lạc Sân ngẩng đầu, gương mặt đỏ hồng. Nếu như bà đồng ý. Tần Lạc cười gật đầu. Đương nhiên tôi đồng ý. Lạc Sân thuận thế ôm chân Tần Lạc nói. Cậu không biết ở nhà một mình thật sự buồn chán, thậm chí không có người nói chuyện, khiến người ta tới mức phát điên. Khách tới nhà, bà chiêu đãi cái gì vậy? Tần Lạc hỏi. Cậu muốn cái gì? Lạc Sân chớp chớp mắt, cực kỳ ngây thơ. Bà có cái gì? Tôi có. Lạc Sân suy nghĩ một lát rồi giơ tay tháo dây áo ngủ sau lưng. Bàn tay phải Lạc Sân nhẹ nhàng trượt xuống, dây lưng áo ngủ bên vai phải chậm rãi rơi xuống dưới. Bờ vai trắng bóng, bộ ngực ẩn hiện, còn cả. Cởi hả? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Vậy tại sao còn không bỏ ra? Ánh mắt Lạc Sân như nước, giọng nói run rẩy hỏi. Cậu muốn thật sao? Muốn. Tần Lạc gật đầu. Bà tốn rất nhiều công sức, nhiệt tình mời tôi tới. Nếu như tôi từ chối, không phải rất phí của trời sao? Hãy chữa khỏi chân cho Hoàng Thiên Trọng. Giọng nói Lạc Sân nhỏ nhẹ, run rẩy. Tôi cho cậu. Binh. Tần Lạc vung tay đánh tới. Bà coi tôi là hạng người nào hả? Chương 1216, bởi vì cậu sợ. Hành động này xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lạc Sân. Không, phải nói là phản ứng của Tần Lạc khiến Lạc Sân vô cùng kinh ngạc. Theo dự đoán ban đầu của Lạc Sân,
khi Tần Lạc đi theo bà tới nhà, trước sự cố tình quyển rũ của mình, dục hỏa bốc lên, khó mà làm chủ được bản thân. Sau khi hai người thì thầm tâm sự một lát, mình bắt đầu cởi quần áo thế nhưng khi bước vào giai đoạn kịch liệt nhất, đột nhiên Tần Lạc nhớ tới Long Vương, nhớ tới Phó Phong Tuyết, nhớ tới Lâm Hoán Khê, nhớ tới vợ cả, nhớ tới vợ hai, nhớ tới vợ ba, nhớ tới ông, nhớ tới bà, nhớ tới mẹ, nhớ tới luật pháp, nhớ tới kỷ luật đảng, nhớ tới luân lý làm người, vì vậy hắn sẽ thét lên một tiếng, dừng. Vào lúc đó chính mình mới chỉ cởi áo tới dưới vai, chỉ hơi lộ ra một chút, là vị trí mê người nhất, vì vậy bản thân mình sẽ dừng lại và hỏi, tại sao muốn dừng lại? Bảo bà dừng thì bà dừng lại. Tần Lạc kích động nói, hai mắt đỏ ngầu như mắt sói đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Thế nhưng, không cần phải nói, Tần Lạc khoát mạnh tay nói, tôi biết bà muốn cái gì, tôi sẽ trị thương giúp Hoàng Thiên Trọng. Không có công không hưởng thụ, tôi còn. Vì vậy Lạc Sân rất oan ức nhận ý tốt của Tần Lạc, hơn nữa bản thân còn tiếc nuối vì không thể trao thân cho Tần Lạc. Một vở kịch rất hoàn mỹ. Thế nhưng vở kịch này nửa đường đã bị viết lại, kịch tính hoàn toàn thay đổi. Khi bà quyến rũ Tần Lạc, biểu hiện của người thanh niên này vẫn rất bình tĩnh, điềm nhiên. Khi mình cởi áo ngủ, hắn không chỉ không nhớ tới ông, bà, bố mẹ mà ngược lại vẻ mặt còn rất tục tằn, hỏi một câu, cởi hả? Chẳng lẽ thật sự giao thân thể cho tiểu tử này sao? Không phải Lạc Sân không muốn mà là bà không thể. Đây là một cái giá quá lớn. Cuối cùng khi chính mình còn đang cò kè mặc cả với hắn, hắn đột nhiên bạt tai mình, âm thanh bạt tai rất quen thuộc. Trước kia bà đã từng đánh Hoàng Thiên Trọng như vậy mà. Không thể không nói Tần Lạc ra tay rất tàn nhẫn. Sau cái tát này, da mặt vốn vô cùng mịn màng của Lạc Sân lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng. Rồi không biết chuyện gì xảy ra, khóe miệng Lạc Sân bắt đầu rỉ máu. Có trời đất chứng giám, Tần Lạc không đánh vào miệng Lạc Sân. Đây chỉ là do Lạc Sân bất cẩn cắn phải đầu lưỡi của mình mà thôi. Bà coi tôi là hạng người nào hả? Tần Lạc quát to. Đàn ông Lạc Sân cắn răng nói, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười rất hồn nhiên. Bởi vì vết thương trên mặt và máu tươi ở miệng, nụ cười hồn nhiên quyến rũ đó trông có vẻ cực thê lương. Không phải tất cả đàn ông đều thích điều này sao? Tôi vẫn chưa già, cậu hãy thử rồi sẽ biết. Thử, suýt chút nữa Tần Lạc phun máu mũi vào mặt Lạc Sân. Thử cái đầu bà ấy. Nghe câu chửi thề của Tần Lạc, Lạc Sân cười nghiêng ngả, cười hoàn toàn không kiêng dè điều gì. Trong kịch bản của Lạc Sân vốn có câu chửi thề này, thế nhưng khi đó Tần Lạc lại nói câu cởi hả. Mình quả thật vẫn là một nhà biên kịch rất giỏi, đúng vậy không? Mẹ tôi đã chết, Lạc Sân nói, nếu không hai người chúng tôi còn có thể ngồi cùng với cậu. Lạc Sân. Tần Lạc tức giận nghiến răng nghiến lợi, có phải bà rất tự tin với bản thân mình không? Có phải bà nghĩ rằng bản thân mình chính là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh không? Có phải bà nghĩ rằng trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào cự tuyệt được sự hấp dẫn của bà không? Có phải bà nghĩ rằng tất cả đàn ông đều như quân cờ đùa bỡn trong tay mình không? Tôi không nghĩ như vậy, Lạc Sân lắc đầu nói, tôi rất tự tin về bản thân mình. Đó là sự thật. Lạc Sân chỉ tay vào mặt mình nói, chẳng lẽ tôi không đẹp sao? Lạc Sân kéo dây áo ngủ xuống, nói, cậu hãy nhìn ngực tôi. Nó vẫn không sệ. Lạc Sân lại chỉ vào bụng và đùi mình nói, tôi vẫn chăm sóc hàng ngày, nó vẫn không có chút thịt thừa nào. Còn đùi này, cảm giác rất tốt, mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn thường vuốt ve nó. Nhưng bà già rồi, Tần Lạc cắt ngang câu nói khoe khoang của Lạc Sân, cười khẩy nói, bà già rồi. Tôi không, Lạc Sân gầm lên, tôi không. Lạc Sân nhổm dậy ngồi lên đùi Tần Lạc, cầm bàn tay Tần Lạc vuốt ve ngực mình, nói, cậu nói dối. Cậu nói dối, cậu hiểu rất rõ, cậu đã nhìn thấy tất cả, cậu biết tôi vẫn chưa già, cậu cũng động tâm nhưng cậu không dám, cậu không dám. Tần Lạc chống cự lại sự lôi kéo của Lạc Sân, một lần nữa hắn lại tát Lạc Sân. Bà điên rồi hả? Tần Lạc chỉ muốn đẩy Lạc Sân khỏi đùi mình, có phải bà điên rồi phải không? Trước kia Lạc Sân là người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, tao nhã, cao quý tới cỡ nào, sao hôm nay bà ta lại biến thành người như này? Tôi không điên, Lạc Sân để mặc máu tươi trào ra miệng, lan rộng, không lau. Hai mắt Lạc Sân nhìn thẳng vào Tần Lạc, không yêu, không hận, không có sự ham muốn, hoàn toàn không có gì, yên lặng giống như trong cảnh ao tù nước đọng, tôi chỉ muốn thỏa thuận làm ăn với cậu. Tôi là người bán, cậu là người mua, người bán muốn bán hàng luôn muốn cho người mua kiểm hàng. Cậu cứ sở thử, ra tay tôi còn mịn lắm. Hoàn toàn không nhăn nheo, non lắm. Hàng ngày tôi đều dùng sữa và thảo dược để tắm. Bà có biết Lâm Hoán Khê không? Biết.
bà có biết Lệ Khuynh Thành không? Biết. Bà. Tôi còn biết Phương Cửu Cửu và Tô Tử. Lúc này Lạc Sân tự đưa ra câu trả lời. Tần Lạc vẫn chưa hỏi tới vấn đề này, Lạc Sân đã có câu trả lời. Điều khiến Tần Lạc xấu hổ chính là câu trả lời rất chính xác. Xem ra ai cũng biết hắn có mấy người phụ nữ. Trước kia hắn rõ ràng làm đà điểu, bịt tai trộm chuông. Bọn họ có bằng bà không? Tần Lạc hỏi. Mỗi một người đều không kém tôi, Lạc Sân nói. Nếu như vậy sao tôi còn lý do nào tiếp nhận cuộc làm ăn này không? Tần Lạc hỏi ngược lại. Cậu có Lâm Hoán Khê, tại sao còn có Lệ Khuynh Thành? Cậu có Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành, tại sao còn có Vương Cửu Cửu và Tô Tử? Lạc Sân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà đưa ra một vấn đề khác. Bởi vì cậu biết Lâm Hoán Khê chỉ là Lâm Hoán Khê. Cho dù cô ấy có là mỹ nữ cũng không thể thay thế Lệ Khuynh Thành. Cũng như vậy Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành cũng không thể thay thế Vương Cửu Cửu và Tô Tử. Trên thế giới này chỉ có một Lâm Hoán Khê, một Lệ Khuynh Thành. Mỗi người bọn họ là độc nhất vô nhị mà đàn ông. Đàn ông rất tham lam, Lạc Sân vạch trần Tần Lạc. Tôi công nhận, Tần Lạc nói, điều này thì có liên quan gì tới bà. Trên thế giới này cũng chỉ có mỗi một Lạc Sân, Lạc Sân nghiêm mặt, thản nhiên nói. Hơn nữa bản thân cô ấy từng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Lạc Sân vẫn ngồi trên đùi Tần Lạc, khoảng cách giữa hai người rất gần, trong gang tấc, thậm chí Tần Lạc có thể nghe thấy hơi thở của Lạc Sân, có vẻ rất hấp dẫn. Vậy tại sao cậu còn do dự? Lạc Sân hỏi, vụ làm ăn này, chúng ta không ai thiệt hết. Tần Lạc nhìn Lạc Sân cười hỏi, nếu là như vậy vì sao lúc nãy bà không cười hết? Bởi vì cậu vẫn chưa đồng ý với điều kiện của tôi, Lạc Sân trả lời. Bà thủ tiết nhiều năm, nhất định có rất nhiều người đàn ông theo đuổi bà. Tần Lạc hỏi. Khá nhiều, Lạc Sân khiêm nhường nói. Thế nào là khá nhiều? Thật ra có thể dùng từ như nước Trường Giang để hình dung. Mặc dù Lạc Sân không còn trẻ nhưng đúng như lời bà đã nói. Bà có gương mặt xinh đẹp, bộ ngực cao vút, không sệ, thân hình không chút thịt thừa, bắp đùi tròn, mềm. Quả thật Lạc Sân là người vô cùng hấp dẫn. Tại sao bà không nhận lời bọn họ? Tần Lạc hỏi. Lạc Sân cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, cậu muốn cái gì? Tại sao bà không tiếp nhận bọn họ? Tần Lạc hỏi, chẳng lẽ không có người đàn ông nào lọt vào mắt bà sao? Hơn nữa sao có chuyện người phụ nữ lớn tuổi không suy nghĩ về chuyện tình cảm đây? Tôi không thích, Lạc Sân nói, tôi có thói quen cuộc sống của mình. Không, là bà sợ hãi, Tần Lạc mỉm cười nói. Nụ cười của Tần Lạc rất bì ri thường nhưng trong mắt Lạc Sân nó trở nên rất âm trầm. Thì ra người thanh niên này đã hiểu bà rất rõ. Bà đang sợ hãi, bà không dám làm như vậy, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Tôi sợ cái gì, Lạc Sân thà chết cũng không chấp nhận, tôi có gì mà phải sợ. Bà sợ sư phụ tôi, Long Vương, bà sợ Long chủ Phó Phong Tuyết. Lời nói của Tần Lạc như một lưỡi dao sắc bén, dã man, tàn nhẫn cắt phăng lớp vỏ cứng bao phủ trái tim Lạc Sân. Bà sợ Long Tức, bà sợ đám con cháu đông đúc của Long Tức. Chồng bà đã chết, bà và con bà nhất định phải có chỗ dựa. Bọn họ chính là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con bà. Bà hiểu rất rõ rằng cho dù bà chọn ai đi nữa, mối quan hệ này có thể gãy hay bị ảnh hưởng. Chính vì vậy bà vẫn độc thân cho tới giờ, vẫn xa cách với tất cả đàn ông. Tần Lạc giơ tay lau mấy giọt máu ở mặt Lạc Sân, sắc mặt như suy nghĩ rồi nói, đương nhiên bà luôn giữ mối quan hệ thân mật với mỗi người bọn họ. Có làm như vậy bà mới liên tục tìm kiếm được sự hỗ trợ, cũng không sợ đắc tội với bất kỳ kẻ nào, đúng vậy không? Tần Lạc nhéo cằm Lạc Sân, càng lúc càng mạnh, lạnh lùng nói, nếu như tôi muốn bà, kết quả sẽ như thế nào? Tôi nghĩ bà không phải muốn cầu tôi chữa bệnh cho con của bà, mà là muốn con của mình báo thù. Chương 1217, người phụ nữ đáng thương. Không phải Tần Lạc không động tâm, là một người đàn ông bình thường, khi một người phụ nữ quyến rũ mình, ít nhiều đều động tâm, huống chi đây là một người phụ nữ quả thực rất đẹp, hấp dẫn. Thế nhưng dù lòng hắn đã động nhưng vẫn có những chỗ không thể động được. Tại sao? Lạc Sân là người phụ nữ thông minh, thủ tiết nhiều năm nay nhưng không một người đàn ông nào lọt vào tầm mắt của bà, chẳng lẽ tất cả những người đàn ông đó đều vô năng? Không phải mà là vì Lạc Sân biết lúc này mình đang trông cậy vào ai. Lạc Sân tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà từ bỏ Long Vương. Phó Phong Tuyết, hai chỗ dựa kiên cố kia. Lạc Sân là ai? Long Vương là mối tình đầu của Lạc Sân, Phó Phong Tuyết là huynh đệ của chồng. Nếu như Tần Lạc động vào Lạc Sân, Tần Lạc sẽ thành người như thế nào? Hắn sao có thể ăn nói với Long Vương thế nào đây?
hắn sẽ cư xử thế nào với Phó Phong Tuyết, mối tri ân tặng thẻ bài cho mình. Đây không phải là hoành đao đoạt ái, đây cũng không phải là nhất thời hồ đồ, lại càng không phải là hành động suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà đơn giản hành vi đầu đất. Tần Lạc không thiếu phụ nữ, tối qua hắn mới chiến đấu quyết liệt mấy lần với Lệ Khuynh Thành, hắn còn có thể cùng với một người phụ nữ khác sao? Hơn nữa Lạc Sân hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình mà còn có hành động dụ dỗ như vậy, rốt cuộc bà có suy nghĩ gì vậy? Đây cũng chính là nguyên nhân Tần Lạc phẫn nộ vung tay tát. Bà ta tưởng rằng đàn ông khắp thiên hạ đều ngu ngốc hết sao? Tần Lạc, cậu biết không, tới tận lúc này tôi không bao giờ đánh giá thấp cậu. Lạc Sân ngồi trên đùi Tần Lạc, nghiêm túc nói. Hình như Lạc Sân lo lắng Tần Lạc không tin lời của mình vậy, khi Thiên Trọng có xung đột với cậu, tôi đã khuyên nó nhất định phải nỗ lực tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu bởi vì tôi biết nó không phải là đối thủ của cậu. Lạc Sân nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc, vào hai mắt hắn, nói, Tần Lạc, tôi hiểu rõ cậu. Cậu là người ngoài mềm, trong cứng, luôn tươi cười với người ta nhưng khi muốn đâm một đao hoàn toàn không lưu tình. Mặc dù thoạt nhìn Hoàng Thiên Trọng thông minh hơn người, cuối cùng cũng chỉ có thế thôi, nó ngu xuẩn hơn bất kỳ ai. Tính tình nó quá mạnh mẽ, rất quan tâm tới được mất trước mắt, chính vì vậy có thể đoán được thất bại của nó. Lạc Sân khẽ thở dài, tôi đã biết nó sẽ thất bại nhưng tôi quả thật không ngờ hậu quả lại tàn khốc tới mức đó. Là một người ngoài, tôi không có hứng thú bàn luận về tính cách, thành bại của con trai bà Tần Lạc nói. Thế nhưng tôi thực sự không thích anh ta, tôi cũng biết anh ta không thích tôi không hiểu, vì sao bà nhận định tôi sẽ chấp nhận vụ làm ăn này. Nếu như không thể thuyết phục được tôi đồng ý với lời đề nghị của mình, bà cần gì làm điều thừa này. Lạc Sân buồn rầu nói, cậu cảm thấy tôi còn lựa chọn khác sao? Thiên Minh mất sớm, đời thứ ba của Hoàng gia suy bại tập thể, Lạc gia chúng tôi cũng suy bại theo. Mẹ quá con côi chúng tôi sống như thế nào đây? Nếu như không có chỗ dựa, không phải chúng tôi sẽ bị những kẻ với con mắt thèm thuồng ăn sống nuốt tươi sao? Lạc Sân nói không sai. Năm đó bà là đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh, người theo đuổi đương nhiên rất nhiều nhưng cuối cùng bà lấy Hoàng Thiên Minh. Những người theo đuổi Lạc Sân cho dù xuất phát từ giấc mộng của mình hay xuất phát từ lòng báo thù đều đã nghĩ cách đoạt được Lạc Sân vào trong tay mình. Trước kia Lạc Sân có vốn để mà từ chối, bây giờ bà còn có thể từ chối sao? Hơn nữa bọn họ có cả nghìn vạn cách để ép bà phải phục tùng bọn họ. Vì để bảo vệ chính mình, vì bảo vệ Thiên Trọng, tôi lựa chọn cách giữ quan hệ vừa phải với những ngụ ơi đàn ông có ý đồ với mình. Tôi duy trì mối quan hệ với Long Thiên Trượng, tôi duy trì mối quan hệ với Phó Phong Tuyết. Những kẻ có ý đồ với tôi vì sự tồn tại của Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết tuyệt đối không dám dùng thủ đoạn với tôi. Trong khi đó Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết cũng cam tâm tình nguyện đóng vai trò quản thúc. Hai bên hình thành mối quan hệ cân bằng rất kỳ diệu. Dưới sự sắp đặt của tôi cộng với sự giúp đỡ của một vài chiến hữu của Thiên Minh, Hoàng gia và Lạc gia cuối cùng không những không xuống dốc mà phân nào còn khởi sắc. Thiên Trọng là người có hai nhân vật đó quan tâm, thành một người đặc biệt mà không ai dám đắc tội, trở thành thái tử trong con mắt mọi người. Nhưng tôi hiểu rất rõ rằng tất cả chi là lâu đài trên cát. Bọn họ thổi phồng tôi mới là mỹ nữ, Thiên Trọng mới chính là thái tử. Nếu như bọn họ âm thầm bỏ đi, mẹ con chúng tôi sẽ té ngã từ trên cao xuống, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì tan xương nát thịt, chính vì vậy tất cả hy vọng của tôi đều đặt chẽn người Thiên Trọng. Tôi hy vọng nó thể quật khởi, hy vọng nó có thể giành lại những gì vốn thuộc về cha nó, hy vọng nó trở thành một người được người người ngưỡng mộ như cha nó, tự bản thân có thực lực hùng mạnh, có thể tạo dựng được chỗ đứng cho mình. Tôi có thể hiểu Tần Lạc nói, người phụ nữ hao tổn tâm cơ thật ra chi là vì muốn bản thân mình và người nhà của mình có được lợi ích tốt nhất. Điều không ngờ là nói đụng phải cậu Lạc Sân nói. Chính vì vậy bây giờ bà muốn báo thù, Tần Lạc cười nhạt nói, với chỉ số thông minh của mình, đáng bà không nên làm chuyện ngu xuẩn này mới đúng. Không, đây không phải là trả thù Lạc Sân nói, quả thật tôi muốn hoàn thành giao dịch này với cậu. Dùng thân thể tôi, đổi lại cơ hội đứng dậy cho Hoàng Thiên Trọng. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Sân cũng nhìn thẳng vào hắn không khoan nhượng. Tôi biết cậu e ngại Long Thiên Trượng, cậu e ngại Phó Phong Tuyết. Tần Lạc nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ bà không có gì e ngại sao? Tôi cũng e ngại Lạc Sân nói, thế nhưng so sánh với đôi chân của Thiên Trọng, tất cả không còn quan trọng nữa. Long Thiên Trượng là chỗ dựa của tôi tới cầu xin ông ấy nói giúp với cậu, ông ấy từ chối. Phó Phong Tuyết là chỗ dựa của tôi nhưng chính ông ấy đã đánh gãy đôi chân của Thiên Trọng.
tôi còn có thể tìm ai nữa đây? Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Lạc Sân cười chua chát nhìn Tần Lạc với ánh mắt mỉa mai, nói, tôi không thể thuyết phục được cậu, cũng không có cách nào mua chuộc cậu, chỉ còn cách trao đổi này. Nếu như cậu sợ bọn họ biết, tôi có thể cam đoan bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết được. Tần Lạc lắc đầu nói, tôi không thể tin lời cam đoan của bà hơn nữa, tôi không có hứng thú với bà. Tần Lạc nhìn Lạc Sân nói, tại sao bà còn không xuống đi? Cậu từ chối. Hiển nhiên là như thế Tần Lạc nói. Vốn tôi và Hoàng Thiên Trọng không phải là bạn bè. Sau khi nghe qua chuyện này, tôi nghĩ hai chân bị liệt vẫn còn tiện nghi cho anh ta. Mỗi một người đều phải trả giá cho hành vi của chính mình, tại sao anh ta lại ngoại lệ? Nếu như cậu không đồng ý với điều kiện của tôi, đi ra khỏi cái nhà này, tôi sẽ gào to lên là cậu phi lễ với tôi. Tần Lạc đẩy Lạc Sân từ trên đùi xuống, đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Khi đi tới cửa, đột nhiên Tần Lạc quay đầu cười nhạt nói, bây giờ bà chỉ còn thể diện của mình. Tôi hy vọng bà hãy quý trọng nó. Nói xong, không sợ sự uy hiếp của Lạc Sân, Tần Lạc nhanh chóng bước đi. Lạc Sân bị Tần Lạc đẩy ngã xuống đất, chiếc áo ngủ to tăm tụt xuống, lộ ra phân nửa bộ ngực trắng như tuyết. Ánh mắt Lạc Sân nhìn theo bóng lưng Tần Lạc xa dần. Bi thương, tuyệt vọng, cuối cùng bà gục đầu khóc. Cầu khẩn lấy lòng, dùng sắc dụ, uy hiếp, không còn thể diện, trơ trẽn, tất cả bà đều đã thử qua nhưng tới lúc này tất cả đều không hiệu quả. Bà còn có thể làm gì nữa đây? Bà còn có thể làm như thế nào nữa? Bà chỉ muốn cứu đứa con tê liệt của mình, chỉ thế mà thôi. Trên đường quay về, tâm trạng Tần Lạc không có cảm giác giải thoát mà ngược lại còn trầm trọng một cách khó hiểu. Nói thật, Lạc Sân không phải là người xấu. Bà làm tất cả cũng là để bảo vệ mình cũng như bảo vệ thằng con ngu ngốc kia của mình. Cuối cùng Lạc Sân chỉ là một phụ nữ đáng thương. Tần Lạc đồng cảm với Lạc Sân nhưng lại không thể đồng ý với bà. Bởi vì những điều Hoàng Thiên Trọng đã rất quá mức, cho dù lần này Phó Phong Tuyết không đánh gãy chân gã, với ân oán của Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng, nói không chừng Tần Lạc cũng đánh gãy chân gã. Đánh gãy chân một người sau đó lại đi chữa trị cho người ta, đây là hành động ngu ngốc nào vậy? Huống chi Tần Lạc biết quân sư cực kỳ thù hận Hoàng Thiên Trọng, cô chỉ hy vọng giết chết Hoàng Thiên Trọng. Đáng tiếc bây giờ gã chỉ tàn phế. Nếu như Tần Lạc tới chữa trị cho Hoàng Thiên Trọng, không phải quân sư sẽ căm hận đánh chết hắn sao? Tất cả đều là vì cái gì vậy? Trong khi Tần Lạc đang suy nghĩ miên man, chuông điện thoại di động trong túi vang lên. Tần Lạc lẩy điện thoại, trên màn hình là một dãy số xa lạ. Có phải Tần Tiên Sinh không? Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái. Ngay khi không đợi Tần Lạc trả lời, cô gái cười nói, Tần Tiên Sinh đúng không? Tôi nhớ giọng nói của anh. Cô là, Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Hắn không có bản lãnh chỉ dựa vào giọng nói đoán được thân phận của đối phương. Chương 1218, cái giá mời thần y. Từ ảnh, từ trong nhân từ, ảnh trong hình ảnh, phóng viên báo Trung Y Trung Quốc, chúng ta đã gặp nhau. Tần Tiên Sinh còn nhớ không? Giọng nói cô gái trở nên khẩn trương, cô lo lắng Tần Lạc sẽ nói, không nhớ. Sau đó sẽ ngắt điện thoại. Tần Lạc suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn đã nhớ ra, nói. Nhớ rồi, chào cô, phóng viên Từ. Đây không phải là trả lời lấy lệ mà quả thật Tần Lạc nhớ rõ có một cô gái như vậy. Khi hắn tới khiêu chiến với thần châm vương vương tu thân, chính cô gái này đã lái xe đưa hắn tới. Giọng nói cô gái lập tức trở nên kích động, cô nói. Tần Tiên Sinh, rất vinh hạnh khi vẫn được anh nhớ. Là thế này, tôi muốn phỏng vấn anh. Xin hỏi anh có thời gian không? Vậy hả? Tần Lạc do dự. Nếu như Tần Tiên Sinh có yêu cầu gì, xin hãy nói ra, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn. Xin Tần Tiên Sinh hãy tin tưởng thành ý của chúng tôi. Từ ảnh nói rất nhanh, cô chỉ sợ Tần Lạc từ chối. Nên biết rằng lúc này phóng viên truyền thông khắp thế giới đang tìm Tần Lạc, tìm mọi cách để có quyền phỏng vấn hắn. Nếu như bản thân cô giành được độc quyền phỏng vấn Tần Lạc, cô đã lập đại công cho tờ báo của mình, không nói tới khoản tiền thưởng rất lớn mà ngay cả được thăng chức cũng không có vấn đề, chính vì vậy cô không thể không coi trọng chuyện này. Tần Lạc suy nghĩ một chút, hắn hiểu chuyện này náo động đã hai ngày, hẳn tới lúc thông báo cho mọi người biết rồi. Chính hắn là một đương sự, hắn phải đứng ra bày tỏ thái độ. Cô hãy nói địa chỉ đi. Tần Lạc nói. Hả? Từ ảnh thốt lên vẻ vui mừng, xen lẫn kinh hãi. Tần Tiên Sinh đồng ý sao? Đúng vậy. Tần Lạc nói. Tốt quá, cảm ơn Tần Tiên Sinh. Cô gái kích động nói.
Tôi không biết hiện nay Tần tiên sinh đang ở đâu. Nếu như đưa ra một địa điểm với Tần tiên sinh thì quá thất lễ. Nếu không Tần tiên sinh hãy thông báo một địa điểm, tôi sẽ đi xe tới đó. Tần Lạc liếc nhìn ra bên ngoài, nói. Tôi sẽ tới chờ cô ở chỗ Thần Châm Vương. Được, tôi ở cách Thần Châm Vương không xa. Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. Tự ảnh nói. Vậy lát nữa gặp. Tần Lạc nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc nói. Tới Thần Châm Vương. Giê-xu hỏi. Thần Châm Vương ở chỗ nào? Tần Lạc cười nói. Tôi tưởng anh biết tất cả các địa điểm chứ. Ngay cả Thượng Đế cũng không nhìn thấy những xó xỉnh. Nhưng anh có thiết bị định vị. Tần Lạc chỉ vào thiết định vị trên xe nói hơn nữa đã nói rõ địa chỉ với Giê-xu, Giê-xu chỉ cần tiến hành định vị là xong. Thần Châm Vương là nơi Tần Lạc quen biết Vương Dưỡng Tâm, nơi Tần Lạc bái Vương tu thân làm thầy, cũng là nơi hắn nổi danh sau trận đấu đầu tiên từ khi tới Yến Kinh chính vì vậy cửa hàng trăm năm này có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Bây giờ Vương Dưỡng Tâm là quản lý cao cấp của Hiệp hội Trung Y. Bình thường anh ta không có thời gian tới quản lý cửa hàng này nhưng Vương Tu Thân lão gia lại dành phần lớn thời gian ở đây vì dù gì đi nữa đây chính là sản nghiệp gia truyền của Vương gia bọn họ. Xe dừng lại trước cửa Thần Châm Vương. Tấm biển vốn do Tần Lạc giành được tới lúc này vẫn đang treo trước cửa Thần Châm Vương. Tần Lạc nhìn tấm biển sau đó dẫn Giê-xu đi nhanh vào trong. Tiên sinh, xin hỏi. Tần Lạc. Cô gái tiếp tân ở cửa tròn mắt nhìn Tần Lạc. Tôi tìm sư phụ. Tần Lạc nói. Dạ. Cô gái tiếp tân biết Vương Tu Thân là sư phụ của Tần Lạc nên vội vàng đi trước dẫn đường, cô nói. Lão gia đang đọc sách trên lầu. Tôi dẫn anh lên đó. Cảm ơn. Tần Lạc cười nói. Vương Tu Thân đeo kính lão ngồi trên ghế đọc sách, dáng vẻ rất chăm chú. Tần Lạc đi tới gõ cửa, Vương Tu Thân nhìn thấy Tần Lạc đứng trước cửa, ông vui mừng chỉ vào Tần Lạc nói. Tiểu tử này trốn ở đâu vậy? Bao nhiêu phóng viên mà cũng không thể tìm thấy. Giọng nói Vương Tu Thân rất to, sang sảng, thái độ chân thành, nhiệt tình. Ông quả thật coi Tần Lạc là đệ tử của mình. Đương nhiên có một đệ tử như này đối với bất kỳ ai cũng phải không phải chuyện gì quá kinh người. Vì biết có phóng viên tìm con nên chỉ còn cách ẩn giấu thật bí mật. Tần Lạc nói. Vương Tu Thân gật đầu nói với Tần Lạc. Nghĩ sao lại tới nơi này? Dưỡng Tâm vẫn đang làm việc bên Hiệp hội Trung Y. Đã lâu rồi không có thời gian tới thăm lão nhân gia người nên tới hơn nữa con còn hẹn phâu nó viên tới phỏng vấn. Tần Lạc nói sự thật. Ồ, bị phóng viên tóm được rồi hả? Phóng viên đó cũng lợi hại đó. Vương Tu Thân nói. Hôm qua Hà Kế Thiên gọi điện thoại cho ta nói ta tìm con nói chuyện để con đồng ý trả lời phỏng vấn của ông ấy, ta không đồng ý. Con là người làm việc có chừng mực, ta sao có thể khiến con thêm phiền phức? Quả thật hôm nay trả lời phỏng vấn không thích hợp lắm. Tần Lạc cười nói. Thế nhưng lần này đúng là một đại sự đối với Trung Y. Vương Tu Thân nói. Nếu như thành công, kết quả rất tốt. Đây chính là công lao tầm thời đại, lợi thiên thu. Con định tới nước Mỹ sao? Nhất định là phải tới thế nhưng cũng phải có điều kiện với Phó Tổng thống Mỹ. Tần Lạc cười nói. Nếu như con không chê ta là một ông già, lần này ta sẽ đi cùng với con. Vương Tu Thân nói. Cầu còn không được nữa mà. Tần Lạc nói. Hơn nữa cho dù người không nói, con tới đây cũng muốn đề nghị lão nhân gia người xuống núi. Tần Lạc và Vương Tu Thân trò chuyện được một lát thì cô gái tiếp tân lại dẫn một cô gái dáng người cao gầy đi vào. Khi nhìn thấy gương mặt, dáng người của cô gái này, ấn tượng của Tần Lạc với cô gái này càng rõ ràng. Điều hắn không ngờ là đã mấy năm không gặp mặt không hiểu sao cô vẫn có số điện thoại di động của hắn. Vương Lão, Tần Tiên Sinh, xin lỗi đã quấy rầy hai người. Cô gái chủ động đi tới chào hỏi hai người. Tần Lạc đứng dậy nghênh đón, hắn cười nói. Không nên khách khí, là tôi mời cô tới mà. Tôi cần phải cảm ơn Tần Tiên Sinh đã đồng ý. Tự ảnh tha hồ tán dương Tần Lạc trước mặt Vương Tu Thân. Nơi ở của Tần Tiên Sinh đông kín người. Tôi cũng ở đó một ngày sau đó nhớ ra tôi đã từng ghi số điện thoại của Tần Tiên Sinh nên thử gọi, không ngờ gọi đúng số hơn nữa Tần Tiên Sinh còn tình nguyện chấp nhận phỏng vấn. Vương Lão. Ngài nói xem đây có phải là thần kỳ không? Điều này còn khiến người ta hưng phấn hơn cả so với chúng xổ số. Vương Tu Thân cười ha hả nói. Mấy phóng viên các cô miệng lưỡi rất tốt, hai người cứ nói chuyện, ông già này không ở đây làm phiền. Tần Lạc, cả Từ phóng viên nữa, hãy ở lại ăn cơm tối. Tần Lạc đồng ý, hắn cùng Từ ảnh tiễn Vương Tu Thân ra ngoài. Đợi khi Vương Tu Thân đi khỏi,
Tần Lạc đóng vai trò bán chủ nhân mời Tự Ảnh ngồi. Tự Ảnh chăm chú quan sát người thanh niên trước mặt mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Khi lần đầu tiên cô gặp mặt Tần Lạc, hắn vẫn còn ngây ngô như một sinh viên mới ra trường. Khi nói chuyện với các cô gái, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, thậm chí còn đỏ mặt khi bị người khác nhìn lâu hơn nữa khi đó hắn không có tiếng tăm, bị người ta khinh bỉ, coi thường. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, Tần Lạc đã dùng tốc độ tên lửa tiến lên, mạo hiểm Vân Điền, phát huy Hàn Quốc, chữa bệnh từ thiện Paris. Bị người điên cuồng tấn công. Khi hắn quay về từ nước ngoài, vạn người đi đón, đội xe liên tiếp 10 cây số. Đài truyền hình dùng máy bay trực thăng ghi hình trực tiếp, khi đó mới ghi lại được những hình An Ba giờ quý giá. Anh ta là anh hùng của người Trung Quốc, là thần tượng của tất cả những người quan tâm, chú ý tới Trung Y. Anh ta đã là được rất nhiều việc, những điều anh ta làm khiến người ta vừa vui mừng vừa kinh hãi. Nếu như bây giờ có người hỏi đệ nhất danh y Trung Quốc là ai, có lẽ bạn sẽ phải do dự mấy giây. Nhưng nếu bây giờ có người hỏi thầy thuốc Trung Y nổi tiếng nhất Trung Quốc là ai, người đó sẽ không chút do dự trả lời, Tần Lạc. Anh ta đã tạo nên một kỳ tích, có lẽ nên nói rằng chính bản thân anh ta đã là một kỳ tích. Sau khi ngồi xuống, cô gái chỉ chăm chú quan sát Tần Lạc, không nói không rằng khiến Tần Lạc ngạc nhiên. Hắn nghĩ bản thân mình dù không tới nỗi nào nhưng cũng không đẹp trai tới mức khiến người ta ngắm nhìn tới mức mê mẩn như này. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Ồ, xin lỗi. Lúc này Tự Ảnh mới cảm thấy hành động của mình thất thố, cô cười nói. Tần tiên sinh, anh thay đổi nhiều quá, thật ghê gớm. Thật vậy sao? Tần Lạc sờ lên mặt mình. Già nhanh quá hả? Tôi không nói như vậy. Tự Ảnh cười, anh ta vẫn thích châm chọc như vậy. Ý tôi muốn nói là thân phận, danh tiếng, còn rất nhiều thứ khác nữa. Tần Lạc cười gật đầu nói. Trời không phụ người có lòng, tôi chỉ là một người bình thường chăm chỉ mà thôi. Tôi không phủ nhận điều này. Tự Ảnh cười nói. Tạp chí y học của chúng tôi không có nhiều bạn đọc nhưng nếu như một tạp chí hay một tờ báo nào đó đăng tin có liên quan tới Tần tiên sinh, ngày đó lượng tiêu thụ sẽ bùng nổ. Sau này mọi người phát hiện ra một quy luật, mỗi kỳ xuất bản đều có một ít tin tức liên quan tới anh, cứ như vậy lượng tiêu thụ sẽ được đảm bảo, không đi xuống. Cô về nói với bọn họ nếu như vậy thật sự không chia lợi nhuận cho tôi sẽ ở trong nhà dài ngày, không ra khỏi cửa. Tần Lạc nói. Sau khi hai người trò chuyện một lát, Tự Ảnh đi vào chủ đề chính. Tự Ảnh mở máy ghi âm, tươi cười hỏi. Phó Tổng thống Mỹ, Jackson mời anh tới nước Mỹ chữa bệnh cho mẹ, anh nghĩ chuyện này như thế nào? Đây chính là sự tán thưởng đối với Trung Y, cũng là lời khẳng định đối với y thuật của tôi. Tần Lạc nói. Như vậy anh chấp nhận lời mời của ông ấy. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Nếu như ông ấy đích thân tới mời tôi. Tự Ảnh tròn mắt, cô như không tin vào những gì mình nghe thấy. Khiến một phó tổng thống tự mình tới mời một thầy thuốc. Điều này có thể không? Thầy thuốc Tần, anh xác định câu trả lời như thế này sao? Tự Ảnh uyển chuyển nhắc nhở Tần Lạc, cô biết nếu như chính mình đang yêu cầu của Tần Lạc, nhất định sẽ gây nên một cơn phong ba. Đúng vậy. Tần Lạc quả quyết. Chương 1219, ăn nói ngông cuồng. Báo Trung Y Trung Quốc không phải là tờ báo lớn cấp quốc gia, thậm chí còn không nằm trong bảng xếp hạng 50 tờ báo hàng đầu ở Yến Kinh hơn nữa độc gì truyền thống của nó phần lớn là thầy thuốc trong ngành hay là một số ít người quan tâm tới Trung Y. Về mặt đối ngoại khi lôi kéo quảng cáo thì thổi phồng thành có lượng ấn bản 10 vạn thật ra con số này phải giảm đi một nửa mới đúng là con số chính thức. Thế nhưng đúng như lời nói của Tự Ảnh, chỉ cần tờ báo của ngành Trung Y này đăng bài viết về một người thì lượng tiêu thụ của tờ báo sẽ bùng nổ với một số lượng lớn. Nếu như bạn có được trả lời phỏng vấn độc quyền của Tần Lạc, như vậy. Bán chạy khủng khiếp. Báo Trung Y Trung Quốc bán chạy khủng khiếp. Một tờ báo bình thường không có danh tiếng, thậm chí rất nhiều người còn không biết tên, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành thứ quý giá khiến người Trung Quốc và người Yến Kinh tranh giành mua. Chỉ trong một thời gian ngắn. Trước kia mỗi khi mọi người ngồi đọc ở trạm xe bưu điện hay trạm xe điện ngầm, trong tay đều cầm một tờ báo. Nhật báo Trung Quốc hay là điện báo Trung Quốc hay những tờ báo quan trọng. Trước kia mọi người đi làm ở công ty, gặp đồng nghiệp thì thường hỏi tối qua có xem mục, chuyện vợ chồng không? Có biết chuyện ly hôn của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không? Trước kia mọi người đều thường hỏi nhau nơi này hay xảy ra tai nạn giao thông, mỏ quặng nào lại xảy ra tai nạn lao động, nơi nào xảy ra việc chống đối tháo dỡ,
quan lớn nào nuôi vợ bé hơn nữa còn ghi nhật ký chuyện quan hệ với vợ, tình nhân của mình. Hôm nay tất cả đều thay đổi. Ở trạm xe điện ngầm, bến xe buýt, mọi người đều tranh giành nhau sở hữu một tờ trung y Trung Quốc. Trong công ty, mọi người kích động nói gã Tần Lạc kia quá kiêu ngạo, quá đáng yêu, quá ngưu, có phong cách, biết gây xôn xao mưu lợi cho mình. Vì chính câu nói của Tần Lạc hãy để ông ta tự mình tới mời đã trở thành chủ đề thảo luận trong ngày. Hôm nay Tần Lạc là ngôi sao số 1, Tần Lạc đã trở thành một hiện tượng. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao một lần nữa Tần Lạc lại một lần nữa bị dân chúng đẩy lên đầu sóng ngọn gió? Bởi vì khi anh ta trả lời phỏng vấn báo Trung Y Trung Quốc, đã ăn nói rất ngông cuồng. Khi phóng viên hỏi anh ta nghĩ thế nào trước việc Phó Tổng thống Mỹ mời mình sang chữa bệnh cho mẹ, anh ta nói điều này chứng tỏ đối phương tán thưởng Trung Y Trung Quốc, cũng như khẳng định y thuật của hắn. Khi phóng viên lại hỏi hắn có chấp nhận lời mời của Phó Tổng thống Mỹ không? Dù sao đây không còn là chuyện của riêng Trung Quốc, toàn bộ thế giới cũng đang quan tâm tới chủ đề này. Hắn nói chấp nhận với điều kiện là tự Phó Tổng thống Mỹ sang mời. Hãy để đích thân ông ấy sang mời. Ông ấy là ai? Là Jackson, Phó Tổng thống Mỹ. Nếu là một thầy thuốc trung y khác, không bất kỳ là một thầy thuốc nào khác, khi nhận được một lời mời như vậy, nhất định sẽ kích động, khó làm chủ bản thân mình. Trước tiên uyển chuyển biểu đạt ý cảm ơn của mình đối với việc Phó Tổng thống Mỹ coi trọng y thuật của mình, sau đó bày tỏ vinh dự tiếp nhận trách nhiệm vừa vinh quang, cực kỳ vĩ đại này, nguyện đem hết sức lực của mình hoàn thành trách nhiệm. Thế nhưng gã tiểu tử Trung Quốc này đã trả lời như thế nào? Hắn không có biểu hiện kích động, càng không tỏ vẻ biết ơn. Ông tìm tôi vì lợi hại, tôi là thầy thuốc, ông là người bệnh phải cầu tôi. Hắn đồng ý lời mời với một yêu cầu nhưng hắn khiến người ta không biết nê khóc hay cười trước yêu cầu của mình, đích thân Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc đưa ra lời mời. Tôi bận rất nhiều việc. Khi Tần Lạc trả lời phỏng vấn của báo Trung Y Trung Quốc, phóng viên hỏi lý do hắn đưa ra yêu cầu đó, hắn đã trả lời. Hàng ngày tôi phải làm rất nhiều việc, rất nhiều người bệnh tìm tôi chữa bệnh, bọn họ cũng giống như mẹ của Phó Tổng thống Mỹ, có nhu cầu cấp bách mời tôi chữa bệnh. Có lẽ bọn họ không có con làm phó tổng thống nhưng bọn họ cũng có một tính mạng. Tôi không có lý do gì mà không chữa trị cho bọn họ, bỏ tới nước Mỹ chữa trị cho một người bệnh khác. Tại sao đích thân ông ấy phải mời tôi? Bởi vì Trung Quốc là một đất nước trọng lễ nghi, cho dù là người bệnh Trung Quốc hay người bệnh Mỹ, bọn họ tới tận nhà tìm tôi chính là xuất phát từ lễ của người bệnh. Tôi cần phải cứu chữa. Nếu như phó tổng thống Jackson thật sự tới mời, xuất phát từ nghĩa, tôi cũng sẽ ra tay chữa trị. Còn cả đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề y, tôi không có lý do từ chối. Nhân, nghĩa, đạo đức, bốn từ này là cốt lõi trong cuộc sống của người Trung Quốc. Tôi mặc kệ người khác có nguyên tắc cuộc sống hay không, tôi có. Đương nhiên khi tôi nói tôi là người vĩ đại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tôi là thùng rỗng kêu to, giả cao thượng, chỉ là người bình thường. Chấp nhận lời mời của Phó Tổng thống có lợi rất nhiều tới danh tiếng của tôi, hơn nữa tôi còn có thể đưa Trung Y tiến vào nước Mỹ. Đây chính là điều tôi muốn làm. Tần Lạc trả lời phỏng vấn rất dài, khoảng 4.500 từ. Hơn nữa báo Trung Y Trung Quốc cũng hiểu ý nghĩa của chuyện này đối với bọn họ. Tất cả mọi người trong báo bận rộn suốt cả buổi tối, cộng thêm phần giới thiệu tiểu sử của Tần Lạc, cùng với ảnh chụp cả vạn người ra sân bay đón Tần Lạc, đủ để chiếm hai trang báo khổ lớn. Đương nhiên đối với bọn họ mà nói, điều này không đủ. Bọn họ chỉ hận không thể cắt bài báo 4.500 từ này thành 4. 5 bản, mỗi một trang báo đều có thông tin liên quan tới Tần Lạc. Mặc dù bọn họ đã đoán trước lượng báo tiêu thụ sẽ bùng nổ mạnh mẽ nhưng bọn họ tuyệt đối không dự đoán được lượng tiêu thụ lại bùng nổ tới con số khiến người ta chỉ nghe thôi đã sợ hãi. Bộ phận in ấn của bọn họ hoạt động ngày đêm, điện thoại từ khắp nơi yêu cầu bổ sung báo vang lên không ngừng nghỉ. Vốn các cơ quan truyền thông lớn đều nhận được mệnh lệnh từ cấp trên cùng nhau tin tức, phổ biến việc Phó Tổng thống Mỹ, Jackson mời Tần Lạc sang chữa trị cho mẹ mình. Bọn họ đưa tin tức này khiến mọi ngõ ngách đều biết. Không ngờ một tờ báo nhỏ bé lại chiếm được quyền phỏng vấn độc quyền của Tần Lạc, hoàn toàn chiếm đoạt danh tiếng của bọn họ. Điều này khiến cho báo, đài, TV cảm thấy không cam lòng, bọn họ cảm thấy Tần Lạc rất bất công. Cũng may Vương Dưỡng Tâm, người phát ngôn của Hiệp hội Trung Y thông báo, 3 giờ chiều hôm nay Tần Lạc sẽ tổ chức họp báo ở Cao ốc Khuynh Thành, mời giới truyền thông tham gia. Lúc này mới giải quyết được cơn phong ba ghen không hề nhỏ chút nào. Trong một căn phòng cổ kính có lò sưởi sát tường, tiếng củi cháy lách tách. Hôm nay thời tiết nước Mỹ khá lạnh, người phụ nữ chỉ khoác một áo lụa mỏng,
chân trần, phong thái tao nhã. Người phụ nữ nằm dài trên chiếc ghế dài nệm lông, trên tay đang cầm một tài liệu. Điều khiến người ta kinh ngạc đó là trong tay người phụ nữ chính là bài báo của báo Trung Y Trung Quốc. Bạn nên biết rằng ở nước Mỹ không có bán loại báo này. Hiển nhiên là đã được tải từ trên Inte xuống. Trong khi người phụ nữ đang đọc báo, một người đàn ông tướng mạo bình thường, tạo cho người khác một ấn tượng cũ kỹ đang cúi đầu cho thêm củi vào lò sưởi. Trước mặt người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, ngực vểnh cao, bắp đùi gợi cảm nhưng anh ta vẫn làm như không nhìn thấy, giống như hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ điều gì. Một lúc lâu sau, người phụ nữ cũng đọc xong bài báo. Người phụ nữ nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay gõ theo thiết tấu, gõ vào tờ giấy, tạo nên âm thanh bộp bộp. Tôi không quan tâm tới điều này. Đột nhiên người phụ nữ mở mắt, giống như đang cẩn thận suy nghĩ. Tôi chỉ muốn biết một việc thôi. Anh ta có tới nước Mỹ một lần nữa không? Anh ta sẽ tới. Người đàn ông cúi đầu nói. Đúng vậy, anh ta sẽ tới. Người phụ nữ ném tờ giấy trong tay vào trong lò sưởi, chỉ trong nháy mắt tờ giấy vẫn còn tỏa ra hương thơm của mực in biến thành tro bụi. Thế là đủ rồi. Nhất định bá tước tiên sinh rất thích đọc tin tức này. Người đàn ông nói. Không. Người phụ nữ nhỏm dậy khỏi ghế. Là hoàng đế. Trong một văn phòng xa hoa, rộng lớn, thư ký Cathy ôm một chồng tài liệu đi vào trong. Phó Tổng thống, có một bài báo đăng tin có liên quan tới ngài. Tôi nghĩ ngài nên đọc qua một chút. Cathy nói, cô ta rút ra trong tài liệu một văn bản đặt trên bàn làm việc của Phó Tổng thống Jackson. Ồ, thật vậy sao? Jackson bỏ tập tài liệu trên tay xuống, giơ tay cầm văn bản, nhìn qua, lập tức ông ta cau mày hỏi. Tiếng Trung Quốc à? Ở dưới có phiên dịch sang tiếng Anh. Cathy nói. Đoạn trước là bài báo tiếng Trung Quốc. Jackson không nói, cúi đầu đọc. Sau khi đọc xong, ông ta cau mày. Đúng là một gã rất có cá tính. Jackson nói. Rất quá đáng. Cathy nói. Chúng ta cần thông báo với Đại sứ quán Trung Quốc sự bất mãn của ngài không? Không cần. Jackson từ tốn xua tay nói. Cathy, tối hôm nay có chương trình gì không? Đi gặp gỡ thành viên phía đoàn thương nhân Nhật Bản, ăn tối với bọn họ. Cathy nói. Ồ, vậy hãy để Mr. Hopper đi thay tôi. Jackson nói. Tôi phải đi gặp mấy ông bạn già. Chương 1220, khẳng định tới thăm Trung Quốc.